Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 301, ai có thể đủ ngăn được ta? Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm lầu 2 trong đại sảnh quanh quẩn Cố Hồng Vũ tiếng kêu thảm thiết, hầu tử cùng Lý Bàn Tử tại Cố Hồng Vũ trên người tìm kiếm bao cát cảm giác, thời gian không bao lâu, Cố Hồng Vũ đã bị thu thập được thành cái đầu heo tựa như, trên người hắc sắc tây trang phá xuất rất nhiều đầu đường tử, vốn là Hoàn Khố ca khí chất toàn bộ tiêu thất, nghiễm nhiên thành nhất điều chó rơi xuống nước. Đối mặt hầu tử cùng Lý Bàn Tử hai người liền một điểm sức đánh trả cũng không có. Tiểu động loại, ngươi rốt cuộc là người, là ai tá cấp lá gan của ngươi có dũng khí tới nơi này quấy rối? Ngày hôm nay ta Cố Nghiêm Sơn đem lời buông xuống, ngươi đừng vội hoàn hảo vô khuyết đi ra Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm. Cố Nghiêm Sơn thấy trước mặt mọi người bị đánh, không thể nghi ngờ là giống như là tại phiến hắn bạt tai giống nhau, hắn Cố Nghiêm Sơn tại Thiên Hải lại nói cũng là có một điểm địa vị. Huống hồ ngày hôm nay hay là hắn đính hôn nghi thức, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt được. Sau này Cố gia còn điều không phải muốn trở thành Thiên Hải thương nghiệp giới chê cười sao? Nghiêm Sơn, người trước xin bất giận, nói không chừng trong này có sai lầm hội nghi. Triệu Khải Hoa mở miệng nói rằng, hắn cái mạng này là Diệp Thần Phong cứu, nếu như trước đây không có Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ Triệu gia tự phải xong đời, hắn là vẫn đều không nữ nhi cùng Diệp Thần Phong quan hệ. Cho nên đối với Diệp Thần Phong đột nhiên dùng cái này loại tư thái xuất hiện, trong lòng đồng dạng là có chút không biết làm sao. Cố Nghiêm Sơn khuôn mặt sắc biến được càng thêm khó coi, âm ế đôi mắt nhìn chằm chằm bên cạnh Triệu Khải Hoa, quát dẹp đường Triệu Khải Hoa, ngươi cái này là ý tứ. Lẽ nào trước tới quấy rối cái này tiểu động loại thật cùng con gái ngươi có quan hệ sao? Ngươi cái này là ý định tại cho chúng ta Cố ra đẹp. Cố Nghiêm Sơn trong lòng nộ không thể giải. Nguyên bản lần này hắn nhường hắn cùng Triệu Khải Hoa nữ nhi đính hôn, nhưng thật ra là có mục đích khác, hắn là muốn mượn cơ hội này từng bước chiếm đoạt Triệu gia danh hạ sản nghiệp, sau đó nhường Cố gia trở thành Thiên Hải đệ nhất đại thương nghiệp gia tộc, mà bây giờ hắn cả cái kế hoạch đều bị trước mặt đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần Phong cấp làm rối loạn, hận không thể tướng Diệp Thần Phong cấp ngũ mã phân thây. Trên võ đài, Diệp Thần Phong ôm Triệu Uyển Đình mảnh mai, hai người thâm tình nhìn nhau, hồi lâu sau Diệp Thần Phong vươn tay ôn nhu vuốt ve Triệu Uyển Đình đôi má, nói rằng Uyển Đình, đi theo ta đi. Sau đó bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ chiếu cố ngươi. Giờ khắc này, Triệu Uyển Đình viền mắt chung nước mắt cũng không nhìn được nữa, rầm rầm tràn mi mà ra, Diệp Thần Phong bá đạo để cho nàng cảm thấy hạnh phúc, nguyên bản đặt lễ đính hôn quyết tâm cũng dao động, mím môi môi đỏ mọng gật đầu, xem như là đáp ứng Diệp Thần Phong lời của. Cố Nghiêm Sơn thấy tương lai nhi lại có thể tại đính hôn nghi thức rút lui chúng đáp ứng cùng nam nhân khác cùng đi. Trong lòng phẫn nộ đạt tới cực điểm, Cố gia tại Thiên Hải chẳng bao lâu sau như thế ném qua mặt. Miệng quát người vừa tới, cấp ta người vừa tới, đem cái này tiểu động loại hai đoạn, sau đó ném ra tửu điếm. Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm có Cố gia một bộ phận công ty cổ phần, cho nên nói Cố gia coi như là Hoa Vũ Tửu Điếm lão bản, cổng chào vào được 20 tên tả hữu bảo an. Mỗi một người trong tay đều kiềm giữ di gờ côn. Nghiêm Sơn, có chuyện hảo hảo nói a, cần gì phải đem chàng diện khiến cho như thế cương ni. Triệu Khải Hoa khuyên. Triệu Khải Hoa, ngươi cho rằng bây giờ còn là thật tốt thời gian sao? Chúng ta Cố gia cùng các ngươi Triệu gia không để yên. Cố Nghiêm Sơn trên trán nổi gân xanh, có thể thấy được hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử cũng đình chỉ đối Cố Hồng Vũ ấu đả. Cố Hồng Vũ lung lay lắc lư từ dưới đất đứng lên, miệng trong hộc ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu đi tới Cố Nghiêm Sơn bên cạnh, nhìn đến tràn vào đại sảnh chừng 20 tên bảo an, hắn trương đầy ứ tổn thương khuôn mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười cấp ta cắt đứt ba người bọn họ đoạn ba người bọn họ cử động. Thần Phong, Triệu Uyển Đình vừa định muốn, đã bị Diệp Thần Phong cắt đứt, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Uyển Đình phía sau lưng, nói rằng Uyển Đình, ngươi yên tâm đi, chỉ bằng những này cá nhỏ tiểu hà căn bản tựu không làm gì được ta. Đối, đại tẩu, cái này trên thế giới có thể đánh thắng lão đại chúng ta người căn bản lại không tồn tại, ngươi để lại một vạn cái tâm tính thiện lương. Đại tẩu, đợi ngươi chỉ cần ở một bên xem cuộc vui tựu tốt, đối với lão đại mà nói đối phó những người này là phân phân chung sự tình. Triệu Uyển Đình đang nghe hầu tử cùng Lý Bàn Tử xưng hô nàng là đại tẩu sau, cả khuôn mặt biến được càng đỏ bừng. Lấy dũng khí mở miệng nói Cố bá phụ, ta muốn ngày hôm nay ta không có thể cùng ngươi đính hôn, kỳ thực ta đã có người thích, ta hiện tại sẽ theo hắn cùng nơi ly khai.
Triệu Khải Hoa đối với nữ nhi nói ra khỏi miệng lời nói, ngẩn ra một chút, sau đó ở trong lòng cười khổ nói Uyển Đình a, ngươi không còn sớm nói với ta ni, nếu như ta ngươi thích người là Thần Phong, ta khẳng định hội thúc đẩy hai người các ngươi trong lúc đó chuyện tốt a. Hiện tại nhường ta muốn thu trường, sợ rằng ngày hôm nay qua đi chúng ta Triệu gia cùng Cố gia tướng sẽ biến thành không chết không thôi đối thủ một mất một còn. Bị đánh sưng mặt sưng mũi Cố Hồng Vũ nghe được Triệu Uyển Đình đối Diệp Thần Phong biểu lộ, tức giận đến mũi đều oai, cổ họng trong quát dẹp đường Triệu Uyển Đình, ngươi cái không biết xấu hổ xú, ngươi đã cùng ta đính hôn, ngươi bây giờ chính là ta, thì là hai chúng ta trong lúc đó muốn giải trừ hôn ước cũng phải là ta Cố Hồng Vũ nói ra trước, lại nói đến hiện tại ta ngay cả ngươi tay đều chưa sờ qua thoáng cái ni. Ngươi nhất định phải để cho ta nếm nếm thân thể ngươi tư vị. Triệu Uyển Đình không có nghĩ đến bình thường tại trước mặt nàng hào hoa phong nhã Cố Hồng Vũ, nói ra khỏi miệng lời nói là càng tới càng quá phận, trong lòng chắn được khó chịu, vô luận là người nào khẳng định đều không thích vui mừng bị người trước mặt mọi người làm nhục như vậy. Miệng của ngươi rất thúi, xem ra ta phải giúp ngươi thanh lý miệng. Diệp Thần Phong hướng biểu tình giữ tợn Cố Hồng Vũ đi. Chừng 20 danh thủ cầm Zig côn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn vây Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khóe miệng khinh thường cười nói ngày hôm nay ta ngã muốn nhìn ai có thể đủ ngăn được ta. Tiểu động loại, ngươi còn muốn cãi bướng đến lúc đó. Ngươi cho là siêu nhân không? Đợi ta muốn những ngươi quỳ dạp trên mặt đất hướng ta cầu xin tha thứ. Cố Hồng Vũ tâm tình đã hoàn toàn thất khống. Ta xem người anh em này là giữ nhiều lành ít, hắn căn bản không thể có thể đánh bại chừng 20 danh thủ cầm Zig côn bảo an. Bất quá! Người anh em này dũng khí quả thật làm cho ta bội phục a. Bất kể như thế nào ta đều thừa nhận hắn là nam nhân chân chính. Những lời này nói rất đúng, người anh em này tối thiểu muốn so Cố Hồng Vũ tạp lông mạnh hơn nhiều. Trong đại sảnh Hoàn Khố bản thân lại một lần nữa châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận, trong lòng sôi nổi vì Diệp Thần Phong cảm thấy tiếc hận. Diệp Thần Phong sân vắng như bước hướng Cố Hồng Vũ đi đến. Giữa lúc đi tuốt ở đàng trước một gã bảo an cần Zig côn đánh vào trên đầu của hắn thời gian, phanh một tiếng, tên bảo an thân thể quỷ dị té bay ra ngoài, nặng nề đánh vào cách đó không xa trên bàn. Phanh, 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 phanh. Kế tiếp phàm là nỗ lực cần nhờ gần Diệp Thần Phong bảo an, cả người thân thể toàn bộ hội không huyền niệm chút nào bay rớt ra ngoài, cực đại trong đại sảnh biến được yên tĩnh không tiếng động, ai cũng không cái này là một chuyện. Thẳng đến ba một tiếng chàng pháo tay ở trong đại sảnh vang lên, Diệp Thần Phong không trở ngại chút nào đi tới Cố Hồng Vũ trước mặt sau, trực tiếp một cái tát tướng Cố Hồng Vũ miệng đầy hàm răng cấp đánh rớt xuống, đau đến Cố Hồng Vũ cổ họng trong oa oa trực khiếu, bất quá, lần này hắn không dám gọi rầm rĩ, vừa rồi quỷ dị chàng diện hoàn toàn bắt hắn cho chấn nhiếp. Uyển Đình, tượng cái này loại rác rưởi nên dùng bạt tai phiến hắn. Diệp Thần Phong thành cái người bình thường giống nhau nắm Triệu Uyển Đình tay đi ra đại sảnh, hầu tử cùng Lý Bàn Tử theo sát Diệp Thần Phong phía sau. Trong đại sảnh an tĩnh đủ rằng có hơn một phút đồng hồ, bầu không khí mới từ từ tiến dần từng bước tranh cãi ầm ĩ, nhất là những thiên hải đó Hoàn Khố tử đệ, bọn họ trong lòng là tràn đầy hưng phấn. Vừa rồi rốt cuộc là hồi sự, người anh em này chẳng lẽ không đúng phổ thông người sao? Cái này cũng thật lợi hại một điểm đi, không không thiếu tự. Nào chỉ là lợi hại một điểm, không được, ta nhất định phải tìm đến người anh em này, cùng hắn thật tốt kết giao một phen. Thảo nào người anh em này có dũng khí tới quấy rối Cố gia cùng Triệu gia đính hôn nghi thức, nguyên lai là có bực này thần kỳ bản lãnh a. Bạch Tuyết Linh cũng kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình đám người rời đi hình bóng, nàng tổng cảm giác tại Diệp Thần Phong trên người có loại cảm giác quen thuộc, nhưng là nơi nào quen thuộc lại không nghĩ ra, vì vậy liền đứng dậy cũng theo đi ra đại sảnh. Không sai long trọng đề cử. Như có xử trí không kịp chỗ mời tới tin cáo chi, chúng ta hội trước tiên xử lý, cho ngài mang đến không mang theo kính xin thứ lỗi. Chương 302, người không có vợ ngớ ngẩn đi. Chương 302, người không có vợ ngớ ngẩn. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện, những Triệu gia cùng Cố gia đính hôn nghi thức hóa thành ảnh, Cố gia càng là vào hôm nay đính hôn nghi thức thượng mất hết mặt. Mà giờ khắc này chúng ta người gây chuyện Diệp Thần Phong tại nhất quán rượu ghế lô trong hưởng dụng cơm trưa ni. Triệu Uyển Đình ngồi ở bên cạnh hắn, hầu tử cùng Lý Bàn Tử rất thức thời đứng ở ngoài cửa, không có tiến đến đương Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình trong lúc đó đại đèn điện. Võng! Diệp Thần Phong gắp một miếng thịt bò vào Triệu Uyển Đình trong chén, nói rằng, Uyển Đình,
ngươi xem một chút ngươi đều gầy thành hình dáng ra sao. Là của ta do dự mới để cho ngươi những ngày ngày chịu khổ, sau đó ta nhất định không sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Triệu Uyển Đình Tĩnh không hề động chiếc đũa, mà là nhìn Diệp Thần Phong, nói rằng, Thần Phong, ta biết ngươi đã có vị hôn thê, hai chúng ta trong lúc đó là không thể có thể ở chung với nhau, nhưng ta không phủ nhận ngày hôm nay ngươi bá đạo hành vi thật nhượng ta rất cảm động. Diệp Thần Phong lần thứ hai tướng Triệu Uyển Đình cấp ôm nhập trong lòng, nghe Triệu Uyển Đình trên người mùi thơm của cơ thể, Diệp Thần Phong miệng thu thập gần Triệu Uyển Đình bên tai, đầu lưỡi hữu ý vô ý liếm Triệu Uyển Đình vành tai, nhất cổ cảm giác tê dại tức khắc lan khắp nàng toàn thân, trong lòng có loại dương cảm giác nhột, rất là thoải mái. Uyển Đình, ta là có vị hôn thê, với lại ngoại trừ có vị hôn thê bên ngoài, có còn có những nữ nhân khác, ta thừa nhận ta là hơn một tình nam nhân. Hoặc nói có vài người đối với ta thâm tình ta không thể đủ cô phụ, bất quá, ta đối với mình mỗi một nữ nhân đều là nỗ lực thật tình đi đối đãi, với lại ở trong mắt ta các người mỗi một người đều trọng yếu giống vậy, tương lai ta sẽ không để cho các người trở thành ta ngầm nữ nhân, ta sẽ nhường các người mỗi một cái đều nở mày nở mặt nhận được công nhận của tất cả mọi người. Cho nên, Uyển Đình, xin ngươi tin tưởng ta, ta Diệp Thần Phong hội đem hết toàn lực mang cho ngươi tới hạnh phúc. Nếu như một ngày nào đó ta không thể đủ tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, như vậy nhất định là ta ly khai cái này thế giới. Triệu Uyển Đình vươn ngọc thủ chặn Diệp Thần Phong miệng, nàng đúng là bị lời nói này cấp đả động, đã từng nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng những nữ nhân khác cộng đồng hầu hạ một người nam nhân, thế nhưng trước mặt Diệp Thần Phong để cho nàng có cái này loại xung động, đậm tình tùy ý con ngươi nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong đường viền rõ ràng khuôn mặt. Giờ khắc này, Triệu Uyển Đình nhận thua. Nàng thấy rõ ràng bên trong lòng mình ý tưởng chân thật, kỳ thực chỉ cần cùng với Diệp Thần Phong, nàng tự đủ hài lòng. Cửa bao xương bên ngoài, Bạch Tuyết Linh vừa rồi tại trong điện thoại hỏi Triệu Uyển Đình địa phương sở tại sau, liền vội vàng chạy tới. Đứng tại cửa hầu tử cùng Lý Bàn Tử nhìn từ trên xuống dưới Bạch Tuyết Linh trên người lãnh diễm khí chất, để cho bọn họ hai cái trong lòng sao động không ngớt, rất cung kính đối Bạch Tuyết Linh hô một tiếng, đại tẩu tốt. Tại hầu tử cùng Lý Bàn Tử xem ra Bạch Tuyết Linh xinh đẹp như vậy mỹ nữ, khẳng định cùng bọn họ lão đại Diệp Thần Phong có quan hệ, bằng không cái này trên thế giới còn có ai có thể xứng đôi Bạch Tuyết Linh như vậy lãnh diễm mỹ nhân đây. Bạch Tuyết Linh đôi má có chút nóng hổi, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, liền đẩy cửa đi vào ghế lô, một chân vừa bước vào ghế lô, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Thần Phong ôm Triệu Uyển Đình đang thân thiết nghi. Trong lòng là vừa thẹn vừa giận, Diệp Thần Phong, ngươi. Ngươi quá vô sỉ, ngươi thế nào có thể chiếm Uyển Đình tiện nghi ni? Nguyên bản Diệp Thần Phong đang thưởng thức Triệu Uyển Đình trong miệng hương vị ngọt ngào nước ni. Ai biết đạo bị Bạch Tuyết Linh nữ nhân này cắt đứt, không vui nói, Bạch Tuyết Linh, Uyển Đình là nữ nhân của ta, ta và nàng thân thiết thế nào có thể nói thành là chiếm tiện nghi ni? Làm phiền ngươi mỗi lần xuất môn đều mang tốt đầu óc, bằng không người khác thật hội nghĩ đến ngươi là ngu ngốc, hoặc là từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Diệp Thần Phong. Ngươi, Bạch Tuyết Linh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, hận không thể xông lên tại Diệp Thần Phong khuôn mặt hung hăng đạp lên mấy đá mới hết giận. Thần Phong, ngươi không muốn cố ý chọc giận Tuyết Linh, lần này cần điều không phải Tuyết Linh ngươi còn không biết ta muốn đính hôn sự tình ni. Với lại Tuyết Linh còn vẫn khuyên ta không muốn bởi vì nhất thời xung động hủy hạnh phúc của mình. Triệu Uyển Đình dính tại Diệp Thần Phong ngực thảo luận đạo. Bạch Tuyết Linh thở phì phò ngồi xuống. Nói rằng, sớm biết rằng ta không xen vào việc của người khác, ta xem Diệp Thần Phong không có so với kia cái gọi Cố Hồng Vũ gia hỏa tốt hơn chỗ nào. Bạch Tuyết Linh tự mình rót một chén đồ uống, uống một ngụm sau, trong lòng khí mới chậm rãi thuận xuống, hỏi, Diệp Thần Phong, nếu ngươi dự định muốn cùng với Uyển Đình, như vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào tốt ngươi kinh thành vị hôn thê? Ngươi hay nhất mau sớm đem cùng võ gia hôn ước cấp giải trừ. Bạch Tuyết Linh. Ta vì sao muốn giải trừ cùng võ gia giải trừ hôn ước? Diệp Thần Phong ra vẻ mặt mờ mịt dáng dấp. Diệp Thần Phong, lẽ nào ngươi dự định chân đạp hai chiếc thuyền sao? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi khi dễ như vậy Uyển Đình. Nhìn đến Diệp Thần Phong giả vờ ngây ngốc hình dạng, Bạch Tuyết Linh trong lòng khí là không đánh một chỗ tới. Ta đương nhiên không có ý định chân đạp hai chiếc thuyền, bởi vì ngoại trừ Uyển Đình cùng Hiểu Phỉ Tả bên ngoài, ta còn có những nữ nhân khác. Với lại ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào, đời này ta sẽ đem hết toàn lực đi làm cho các nàng hạnh phúc. Đang nghe Diệp Thần Phong nửa câu đầu thời gian, Bạch Tuyết Linh không khỏi hài lòng gật đầu,
thế nhưng khi nàng nghe được Diệp Thần Phong đằng sau theo như lời nói sau, trong thân thể tràn đầy tức giận toàn bộ phát tiết đi ra, Diệp Thần Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi là điều không phải muốn nữ nhân muốn điên rồi, ngươi cho là mình là cổ đại hoàng đế sao? Có tam cung lục viện, ngươi cho là Uyển Đình sẽ đồng ý sao? Nếu như lời của ngươi nói toàn bộ là thật, như vậy Uyển Đình tuyệt đối không sẽ cùng loại người như ngươi ở chung với nhau. Tuyết Linh, ta nguyện ý cùng với Thần Phong, chỉ cần lưu tại bên người của hắn ta tự đủ hài lòng. Triệu Uyển Đình lời nói không thể nghi ngờ dường như nhất chậu nước lạnh bát tại Bạch Tuyết Linh trên đầu, nhượng Bạch Tuyết Linh đối Diệp Thần Phong là hận đến nghiến răng, Uyển Đình, ngươi có biết hay không bản thân đang nói cái gì lời nói? Ý của ngươi là muốn làm Diệp Thần Phong bí mật tình nhân. Ngươi không có vờ ngớ ngẩn. Tuyết Linh, điều không phải ngươi khuyên ta không nên cùng Cố Hồng Vũ đính hôn sao? Với lại ngươi còn nói Cố Hồng Vũ cấp cảm giác của ngươi còn không có Thần Phong tới tốt, như vậy hiện tại ta quyết định cùng với Thần Phong, ngươi nên cho ta vui vẻ mới đúng a? Triệu Uyển Đình nói rằng, Uyển Đình, ý của ta là ngươi cùng với Diệp Thần Phong tiền đề, là Diệp Thần Phong bên người tịnh không có những nữ nhân khác, mà không phải muốn ngươi đi làm Diệp Thần Phong bí mật tình nhân. Bạch Tuyết Linh không có nghĩ đến vừa tại Thiên Hải Hoa Vũ Tửu Điếm còn cố ý muốn cùng Cố Hồng Vũ đính hôn Triệu Uyển Đình, ngắn ngủi một hồi công phu, lại có thể đối Diệp Thần Phong như thế khăng khăng một mực. Cho dù làm Diệp Thần Phong bí mật tình nhân cũng không để ý. Bạch Tuyết Linh, ngươi không muốn luôn luôn đem bí mật tình nhân cái này tự động ở bên mép, ta hình như đã nói xong đặc biệt thông minh, ta Diệp Thần Phong sẽ không để cho bản thân bất kỳ một cái nào nữ nhân chịu ủy khuất. Ta sẽ nhường các nàng nở mày nở mặt xuất hiện ở trước mặt công chúng. Nếu không lần này Bạch Tuyết Linh thật giúp Diệp Thần Phong chiếu cố, hắn thật đúng là mặc kệ hội đối phương ni. Bạch Tuyết Linh cũng bị Diệp Thần Phong lời nói cấp giận điên lên, Diệp Thần Phong, ngươi cấp ta thanh tỉnh một chút. Ngươi cho là bây giờ là thời đại nào? Bây giờ là chế độ một vợ một chồng xã hội, ngươi lẽ nào có thể tại nước Hoa lĩnh đến nhiều chương giấy hôn thú sao? Ngươi quả thực là bạch gì nằm mơ. Chỉ biết nói một ít đường hoàng lời nói, Uyển Đình nếu quả như thật theo ngươi, đến cuối cùng khẳng định sẽ hối hận. Diệp Thần Phong không cần thiết cùng Bạch Tuyết Linh giải thích nhiều như vậy, hắn biết chỉ cần thực lực của chính mình đến những cái này trên thế giới mọi người ngưỡng vọng trình độ, như vậy cái gọi là quy tắc cùng pháp luật, đối với hắn Diệp Thần Phong mà nói coi như là không tồn tại, vô luận tại bất kỳ một cái nào thế giới, quy tắc đều là do cường giả chế định, đến lúc đó Diệp Thần Phong còn có thể vì tấm vé giấy hôn thú mà phiền não sao? Bạch Tuyết Linh, ta Diệp Thần Phong nói ra khỏi miệng lời nói tựu nhất định hội làm được, ngày hôm nay chuyện này ta thật phải cảm ơn ngươi, về phần những chuyện khác ta muốn thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, Tuyết Linh, ta tin tưởng Thần Phong nói, ta đã quyết định sau này bất kể xảy ra chuyện gì, đều muốn nghĩa vô phản cố lưu tại Thần Phong bên cạnh. Triệu Uyển Đình cố định nói rằng, Uyển Đình, ngươi thế nào cứ như vậy ngu ni? Bạch Tuyết Linh thở phì phò hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói tốt, tốt, ngươi và Diệp Thần Phong tên khốn kiếp này sự tình ta bất kể, mong muốn sau đó ngươi không hội bởi vì hôm nay lựa chọn mà hối hận, sớm biết rằng ngày hôm qua ta không nên gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong. Nói xong, Bạch Tuyết Linh liền đi ra ghế lô, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình đậm tình tùy ý dính ở cùng một chỗ. Đại tẩu đi tốt, nhìn đến Bạch Tuyết Linh đi ra ghế lô. Hầu tử cùng Lý Bàn Tử cười híp mắt hô một tiếng. Ai là của ngươi môn đại tẩu, hai người các ngươi mắt mù sao? Bạch Tuyết Linh cổ họng trong quát dẹp đường, phảng phất là ăn hỏa dược thông thường, nhượng hầu tử cùng Lý Bàn Tử hai người sững sờ ở tại chỗ. Chương 303, ác liệt bệnh trạng. Bạch Tuyết Linh bị Diệp Thần Phong tức giận đến cùng ngày tựu trở lại kinh thành, về phần Triệu Uyển Đình tắc là theo chân Diệp Thần Phong về tới trong biệt thự. Diệp Thần Phong tướng Đường Hân giới thiệu cho Triệu Uyển Đình nhận thức, hai nàng vừa thấy mặt liền có chút nhiệt lạc tán dóc, rất nhiều chuyện không cần nói đặc biệt rõ ràng, Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân hai nàng trong lòng đều hiểu, chẳng qua là hiểu lòng không hết mà thôi. Triệu Uyển Đình quyết định trước tiên ở Diệp Thần Phong trong biệt thự ở lại, chờ hôm nay Phong Ba đã qua một ít sau, lại về nhà đi chủ động cùng ba mẹ nàng xin lỗi, dù sao ban đầu là chính cô ta đáp ứng cái này cái cọc đính hôn. Ai biết đạo kết quả là hội làm cho thành bộ dáng như vậy ni. Uyển Đình tả, người có không có bị Thần Phong ca ca ăn. Buổi tối, thừa dịp Diệp Thần Phong tiến phòng tắm tắm thời gian, Đường Hân lấm la lấm lét tiến đến Triệu Uyển Đình bên cạnh Tiểu Thanh hỏi. Triệu Uyển Đình đôi má đỏ bừng không gì sánh được, nói rằng, Hân Nhi, người nói cái gì đó.
ta xem ngươi mới là bị Thần Phong ăn đi. Đường Hân nha đầu kia mặt không đỏ tim không đập mạnh bĩu môi mong chờ, nói rằng, Uyển Đình tả, ta thật đúng là muốn cho Thần Phong ca ca ăn, đáng tiếc ta và Thần Phong ca ca trong lúc đó có cái ước định, Thần Phong ca ca nói phải chờ ta chân chính lớn lên, hắn mới có thể ăn ta, cho nên ta hiện tại mỗi ngày đều có đang uống cây đu đuổi. Uyển Đình tả, ngươi nói nam nhân là điều không phải đều thích bộ ngực đại nữ nhân. Đường Hân hai tay không thành thật duỗi hướng Triệu Uyển Đình bộ ngực đầy đặn, khóe môi nhếch lên thiên chân vô tả dáng tươi cười, Uyển Đình tả, bộ ngực của ngươi thật lớn a. Muốn là ngực của ta cũng có thể thượng Uyển Đình tả lớn bằng, Thần Phong ca ca khẳng định hội nhìn không được ăn ta. Triệu Uyển Đình bộ ngực bị Đường Hân ngọc thủ sờ tới sờ lui, không riêng gì đôi má đỏ bừng, liền lỗ tai đều hồng, vội vã chặn lại nói, Hân Nhi, ngươi không nên sờ loạn, chờ số tuổi của ngươi giống như ta đại thời gian, bộ ngực của ngươi khẳng định có thể so với ta đều đại. Uyển Đình tả, bằng không ngươi giúp ta một chút đi. Ngày hôm nay hai chúng ta cùng nơi hầu hạ Thần Phong ca ca, ta muốn Thần Phong ca ca khẳng định không đỡ được hấp dẫn như vậy, đến lúc đó ta tự có thể trở thành Thần Phong ca ca chân chính tiểu nữ nhân. Đường Hân cổ miệng nói rằng, Triệu Uyển Đình bị Đường Hân lời nói khiến cho là rất là quẫn bách, nàng căn bản không có nghĩ đến Đường Hân cái này thiên chân khả ái nha đầu sẽ nói ra như vậy xấu hổ nhân tới. Triệu Uyển Đình tuy rằng quyết định sau đó đều muốn đi theo Diệp Thần Phong, thế nhưng nàng còn không có nghĩ tới cùng những nữ nhân khác đồng thời tại trên một cái giường hầu hạ Diệp Thần Phong ni. Hân Nhi, ngươi tha cho ta đi, ta đáp ứng ngươi, đối Thần Phong nói một chút nhượng hắn nhanh chóng ăn ngươi, cái này còn không được sao. Triệu Uyển Đình đối với Đường Hân nha đầu kia là có chút thúc thủ vô sách. Uyển Đình tả, đây chính là ngươi nói nga, nếu như Thần Phong ca ca không đồng ý, chúng ta cùng nhau nữa hầu hạ Thần Phong ca ca. Đường Hân vui sướng nói rằng. Đường Hân vuốt Triệu Uyển Đình bộ ngực tràng cảnh, bị vừa từ trong phòng tắm đi ra Diệp Thần Phong đúng dịp thấy, cái này loại tốt đẹp chính là tràng diện nhượng Diệp Thần Phong trong thân thể huyết tức khắc sôi trào lên, nửa người dưới cũng từ từ bắt đầu có phản ứng. Hân Nhi, giờ đến phiên ngươi tắm. Diệp Thần Phong cố nén trong lòng bị câu lên hỏa diễm nói rằng. Uyển Đình tả, ta đi tắm trước, đợi hội chúng ta trò chuyện tiếp. Đường Hân từ phòng khách trên ghế salon đứng lên, hướng trong phòng tắm đi. Khi nhìn đến Đường Hân đi vào phòng tắm sau, Diệp Thần Phong liền đi tiến phòng khách tướng Triệu Uyển Đình cấp ôm nhập ngực trong. Triệu Uyển Đình cảm thụ được thân thể nóng hổi Diệp Thần Phong, xấu hổ hỏi Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Trả lời Triệu Uyển Đình một cái mười phần bá đạo hôn, Diệp Thần Phong nhất định phải thừa dịp Đường Hân nha đầu kia tắm thời gian, cùng Triệu Uyển Đình làm một ít giữa nam nữ nên chuyện cần làm. Rất nhanh Triệu Uyển Đình y phục trên người bị Diệp Thần Phong cấp toàn bộ rút đi, biệt thự phòng khách trên ghế salon bày biện ra một bức đặc biệt tuyệt vời hình ảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà lúc này tỉnh thành y viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong. Nhất bang bệnh ung thư phương diện chuyên gia vò đầu bứt tai, khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu. Nằm trên giường bệnh, bệnh nhân không phải là Thiên Diệp Thần Phong tại Châu Trạch Đống trong nhà gặp phải y học quyền uy Quý Vĩ Quốc mà. Thiên Quý Vĩ Quốc tức giận ly khai Châu ra sau, ai biết đạo cả đêm ngực đều khó chịu, khởi điểm hắn còn tưởng rằng là bị Diệp Thần Phong cái này thần côn chọc tức, cuối cùng lựa chọn đi tỉnh thành trong bệnh viện làm một lần toàn thân kiểm tra, kiểm điều tra ra kết quả nhượng hắn hoàn toàn hỏng mất. Hắn lại có thể thật mắc bệnh ung thư. Hơn nữa còn là EGG bệnh ung thư, chỉ hết khả năng hầu như là số 0. Quý Vĩ Quốc thân là quốc tế thượng y học quyền uy, tại y học giới có tương đối lớn địa vị, tỉnh thành y viện bệnh ung thư chuyên gia vì vậy liền trắng đêm không ngủ thảo luận phương án trị liệu, thậm chí liền tỉnh bên trong lãnh đạo chung người đứng đầu Ngụy Vĩnh Kiến đều đến thăm Quý Vĩ Quốc, đã từng Quý Vĩ Quốc xem như là đối Ngụy Vĩnh Kiến có ân tình. Bang Ngụy Vĩnh Kiến đem nhiều năm không có cách gì trị liệu tốt ngoan nhanh chữa lành, từ nay về sau Ngụy Vĩnh Kiến đối Quý Vĩ Quốc là có chút coi trọng. Lúc này, đứng tại giường bệnh bên cạnh tên khí độ bất phàm trung niên nam nhân chính là tỉnh bên trong người đứng đầu Ngụy Vĩnh Kiến, Ngụy Vĩnh Kiến nhìn trước mặt lúc nào cũng thảo luận không ra phương án trị liệu những này bệnh ung thư chuyên gia, hắn chân mày dần dần nhíu lên, lẽ nào các ngươi còn không có nghĩ ra trị liệu quý lão phương án sao? Các ngươi thế nhưng tỉnh bên trong đỉnh cấp bệnh ung thư chuyên gia. Nghe vậy, những này bệnh ung thư chuyên gia một đám bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ cũng đều không ngờ đắc tội Ngụy Vĩnh Kiến, nếu không bọn họ sợ rằng không có cách gì tại tỉnh bên trong lăn lộn đi xuống. Ngụy bí thư, quên đi, ta biết ta tình huống của mình, dùng ta bây giờ bệnh tình đến xem, ta
ta phỏng chừng chỉ có thể sống 2 đến 3 tháng. Quý vĩ quốc thở dài một hơi nói rằng, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Diệp Thần Phong thân ảnh, bất quá, đến nơi này nhất khắc hắn vẫn như cũ không tin Diệp Thần Phong có thể trị liệu tốt bệnh ung thư, hắn cho rằng Diệp Thần Phong một lời nói toạc ra hắn mắc phải bệnh ung thư sự tình, chỉ do là trùng hợp. Quý lão, ngươi có thể nghìn vạn không nên nản chí, ngươi là quốc tế thượng y học quyền uy, huống hồ ngươi còn đối với ta có ân, ta nhất định hội đem hết toàn lực nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngụy Vĩnh Kiến phách bộ ngực bảo đảm nói. Quý vĩ quốc bất đắc dĩ lắc đầu, hướng trước mặt nhất bang bệnh ung thư chuyên gia phất phất tay, nói rằng các ngươi đi trước đi ra ngoài đi. Ta muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Những, này bệnh ung thư chuyên gia nghe được quý vĩ quốc lời nói sau, sôi nổi như được đại xá thông thường vội vã đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ngụy Vĩnh Kiến cấp áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn, để cho bọn họ tại phòng bệnh trong có loại cảm giác không thở nổi. Tại những, này bệnh ung thư chuyên gia sau khi rời đi, Ngụy Vĩnh Kiến trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nói rằng, đối, quý lão, người sáng sớm không đúng đối với ta nói qua có người liếc mắt liền nhìn ra ngươi mắc bệnh ung thư sao? Có thể hắn có thể trị liệu tốt bệnh tình của ngươi cũng nói không nhất định đi. Quý vĩ quốc khoát tay áo, nói rằng, Ngụy Bí Thư, không thể nào, cái này trên thế giới ngươi nghe nói qua không ai có thể đủ không cần bất luận cái gì chữa bệnh khí giới tự trị liệu tốt bệnh ung thư sao? Ta vẫn cho rằng hắn chính là cái giả danh lừa bịp thần côn, huống chi tuổi tác của hắn mới hơn 20 tuổi, thì là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu học y, dùng hắn cái này tuổi tác mà nói cũng căn bản không có thể trở thành thần y. Quý lão, ngươi không phải nói Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân viện trưởng Châu Trạch Đống đối thần côn này là tin tưởng không nghi ngờ sao? Chúng ta tạm thời có thể cho hắn thử một lần, nếu như hắn thật là cái thần côn lời nói, ta có thể lập tức đưa hắn xử lý theo pháp luật. Tượng cái này loại thần côn lưu ở trong xã hội cũng chỉ hội hại nhân mà thôi, nếu như hắn có thể trị liệu tốt người bệnh ung thư, như vậy thì không thể tốt hơn, dù sao hiện tại tỉnh thành trong bệnh viện còn không có thảo luận ra cụ thể phương án trị liệu tới ni. Ngụy Vĩnh Kiến mở miệng đề nghị. Ngụy Bí Thư, người phương pháp này đến quả thực có thể thực hiện, ta nhất định muốn vạch trần thần côn diện mục chân thật, cũng coi như tại trước khi chết lại vì nước hoa làm ra một chuyện tốt. Quý vĩ quốc muốn khởi cùng ngày Diệp Thần Phong bản mặt nhọn kia, hắn trong lòng thịnh nộ tự một cái kình đi lên bốc lên. Nếu quý lão người đồng ý, như vậy ta hiện tại đã giúp ngươi liên hệ chuyển tới Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân trong đi, hôm nay ta cùng đi với ngươi một chuyến Thiên Hải. Nói Ngụy Vĩnh Kiến đi ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh, bang quý vĩ quốc đi làm lý chuyển viện thủ tục. Cái này trên thế giới hội có thể trị liệu tốt bệnh ung thư người sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Coi như là hoa đà trên đời cũng không có cái này bản lĩnh, dùng ta tình huống hiện tại dù sao cũng không có bao nhiêu ngày tốt sống được. Tiểu thần côn, ta nói rồi muốn vạch trần ngươi chân diện mục, đến lúc đó là có thể nhượng Trạch Đống biết rốt cuộc là ai đúng ai sai. Nằm tại trên giường bệnh quý vĩ quốc ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu trần nhà, lẩm bẩm. Chương 304, không biết hối cải. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, quý vĩ quốc đã bị an bài từ tỉnh thành y viện chuyển đến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân. Điều này làm cho nguyên bản đau đầu không ngớt này bệnh ung thư chuyên gia tức khắc thở dài một hơi, bọn họ mong muốn quý vĩ quốc không bao giờ nữa phải về tỉnh thành y viện trị liệu. Có tỉnh bên trong người đứng đầu Ngụy Vĩnh Kiến cùng quý vĩ quốc, tất cả thủ tục đều làm đặc biệt thuận lợi, tại Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, viện trưởng Châu Trạch Đống cùng với con hắn Châu Văn Hải đều ở đây trường. Ngụy Vĩnh Kiến từ tỉnh trong tới Thiên Hải trước cố ý thông chi Châu Văn Hải. Nếu Châu Văn Hải đã biết chuyện này, như vậy hắn thì không cần không đến chàng, dù sao hắn năm nay có thể không thể đủ từ thành phố điều đến tỉnh trong đi, chủ yếu vẫn là nắm giữ ở Ngụy Vĩnh Kiến tay thượng. Vĩ quốc, ta đã sớm nói qua với ngươi Thần Phong là có chân tài thật học, mà ngươi trước đây hết lần này tới lần khác nói hắn là một cái thần côn, hiện tại ngươi tổng nên phải tin tưởng lời nói của ta đi. Nhìn nằm tại trên giường bệnh khuôn mặt sắc có chút trắng bệch quý vĩ quốc, Châu Trạch Đống trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Dù sao hai người là bạn cũ lâu năm. Châu viện trường, ta đã từ quý lão trong miệng biết được cả kiện chuyện chân tướng, người bây giờ lập tức gọi điện thoại nhượng vị kia có thể trị liệu tốt bệnh ung thư cao nhân đến đây đi. Nếu như hắn thật có thể đủ chữa cho tốt quý lão, ta Ngụy Vĩnh Kiến nhất định hảo hảo tạ ơn. Kỳ thực Ngụy Vĩnh Kiến lời nói chỉ nói phân nửa, nếu như Diệp Thần Phong chỉ là cái giả danh lừa bịp thần côn, như vậy hắn tuyệt đối muốn nhượng Diệp Thần Phong tới ngục giam đi ngồi tù. Mà Ngụy Vĩnh Kiến đối với Châu Trạch Đống thái độ cũng thập phần lãnh đạm, dù sao Châu Trạch Đống y thuật cũng không thị phi thường ra sắc,
đối với hắn mà nói không có chút nào kết giao giá trị. Nhìn đến Ngụy Vĩnh Kiến thái độ, Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải chân mày không hẹn mà cùng nhíu nhíu, hắn Ngụy Vĩnh Kiến thật đúng là cho rằng Diệp Thần Phong là có thể nhượng hắn hô tới quát lui. Quang bằng Diệp Thần Phong là Diệp gia dòng chính cái thân phận này, tự cũng đủ nhượng Ngụy Vĩnh Kiến cái này tỉnh bên trong bí thư đàng hoàng, muốn tại kinh thành thái tử gia trước mặt xung đầu to. Ngụy Vĩnh Kiến cái này bí thư điều không phải tại tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Châu Trạch Đống nhìn thoáng qua Quý Vĩ Quốc, nói rằng, Vĩ Quốc, ta có thể gọi điện thoại thử xem nhượng Thần Phong qua đây một chuyến, nếu như hắn không muốn tới được lời nói, ta cũng không có biện pháp, nếu như hắn nguyện ý qua đây, ta cũng mong muốn ngươi có thể đem thái độ phóng đoan chính, bằng không chỉ sợ ngươi sẽ hối hận cả đời. Châu Viện Trường, ngươi đây là ý gì? Trong miệng ngươi vị cao nhân kia còn rất có cái ý gờ mà. Nếu như hắn không muốn qua đây, ngươi tự nói cho hắn biết, ta Ngụy Vĩnh Kiến tại trong bệnh viện tự mình chờ hắn, nhìn hắn còn dám hay không sĩ diện. Ngụy Vĩnh Kiến khí thế bức người nói rằng. Châu Văn Hải tại trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, đừng nói là ngươi Ngụy Vĩnh Kiến, thì là nhiều hơn nữa tới 10 cái Ngụy Vĩnh Kiến, Diệp tiên sinh cũng chưa chắc hội nể tình. Thật đúng là cho là mình là tỉnh bên trong người đứng đầu tự không coi ai ra gì. Xem ra Ngụy Vĩnh Kiến tại tỉnh bên trong làm thổ hoàng đế quá lâu, liền thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân câu nói này đạo lý cũng đều không hiểu. Ngụy bí thư, chúng ta nghe Trạch Đống đi. Nằm tại trên giường bệnh Quý Vĩ Quốc mở miệng nói, Trạch Đống, ngươi yên tâm đi, lần này ta sẽ nắm giữ tốt phân tắc. Cái này hoàn toàn là Quý Vĩ Quốc biểu hiện ra thái độ, vì chính là nhượng Diệp Thần Phong thần côn này đi tới nơi này, sau đó hắn tài năng đủ vạch trần đối phương chân diện mục a. Tốt, nếu Vĩ Quốc ngươi nói như vậy ta gọi điện thoại cấp Thần Phong thử xem. Nói, Châu Trạch Đống liền bấm Diệp Thần Phong số điện thoại di động, điện thoại rất nhanh thì tiếp thông, Thần Phong, ta có chút việc làm phiền ngươi, không biết ngươi bây giờ có thể hay không tới một chuyến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân. Đường Hân đi học, Diệp Thần Phong đang trong biệt thự cùng Triệu Uyển Đình thân thiết nghi. Hỏi, Châu lão gia tử, ngươi có chuyện gì cứ nói đi. Nếu như ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ giúp. Thần Phong, không biết ngươi còn có nhớ hay không, mấy ngày hôm trước ngươi ở đây nhà của chúng ta nhìn thấy vị kia y học quyền uy Quý Vĩ Quốc nghi. Châu Trạch Đống dừng một lát sau hỏi. Châu lão gia tử, có phải là hắn hay không điều tra ra mắc có bệnh ung thư? Diệp Thần Phong đối Quý Vĩ Quốc ấn tượng cũng không khá lắm. Đúng vậy, kỳ thực Vĩ Quốc cũng không là gì người xấu, hắn chỉ là chấp nhất cho y thuật mà thôi, cho nên Thần Phong ngươi có thể không thể nể tình ta tới một chuyến y viện. Lần này ta cam đoan Vĩ Quốc tuyệt đối không hội lại nói ra một ít vũ nhục lời của ngươi. Châu Trạch Đống phóng thấp tư thái thỉnh cầu nói. Diệp Thần Phong trầm mặc một lát, tại bên đầu điện thoại kia Châu Trạch Đống cho rằng không đùa thời gian, Diệp Thần Phong lên tiếng lần nữa, Châu lão gia tử, lần này ta có thể cho ngươi một cái thể diện, bất quá, nếu như Quý Vĩ Quốc lại đối với ta có nửa phân bất kính, coi như là thiên vương lão tử đi cầu ta, ta cũng sẽ không giúp hắn trị liệu bệnh ung thư. Thần Phong, ngươi yên tâm đi, lần này nhất định sẽ không, lần này nhất định sẽ không, ta đây tại trong bệnh viện chờ ngươi. Châu Trạch Đống gặp Diệp Thần Phong đáp ứng việc này, trong lòng là một trận cảm động. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, Ngụy Vĩnh Kiến nhìn đến Châu Trạch Đống cúp điện thoại, liền vội vàng hỏi, Châu Viện Trường, trong miệng ngươi vị cao nhân kia đồng ý tới bang Quý lão trị liệu bệnh ung thư sao? Châu Trạch Đống gật đầu, nói rằng, Ngụy Bí Thư, Thần Phong đã đáp ứng tới, chỉ là đợi các ngươi không thể đủ lại đối Thần Phong có nửa điểm bất kính, Thần Phong nói, bằng không coi như là thiên vương lão tử đi cầu hắn. Hắn cũng sẽ không bang Vĩ Quốc trị liệu bệnh ung thư. Hừ, Ngụy Vĩnh Kiến khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói rằng, thật là cuồng vọng giọng nói, hay nhất hắn có cái này cuồng vọng tư bản. Một bên Châu Văn Hải quan sát đến Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc trên mặt biểu tình biến hóa, hắn tổng cảm giác trong lòng hốt hoảng lợi hại, đợi cái này hai người chỉ sợ không phải gì tỉnh du đăng, vạn nhất chọc giận Diệp tiên sinh thật là phiền toái. Đại sau nửa giờ, Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình cùng đi đến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, bởi vì Triệu Uyển Đình một người ngây ngô tại trong biệt thự cũng không trò chuyện, vì vậy liền cùng Diệp Thần Phong cùng đi trong bệnh viện nhìn một chút. Ngụy Bí Thư, cái này vị chính là có cao thâm y thuật Diệp Thần Phong. Thần Phong, vị này chính là tỉnh bên trong bí thư Ngụy Vĩnh Kiến. Châu Trạch Đống bang Diệp Thần Phong cùng Ngụy Vĩnh Kiến hai người giới thiệu lẫn nhau một lần. Ngụy Vĩnh Kiến nguyên bản thật đúng là đối Diệp Thần Phong ôm nhất chút hy vọng,
nhưng nhìn đến Diệp Thần Phong trẻ tuổi kỳ cục tướng mạo sau, hắn cũng cùng Quý Vĩ Quốc sinh ra ý tưởng giống nhau, tưởng như vậy lông vừa mới vừa trường tề thanh niên, y thuật hội cao đi nơi nào sao? Người đó là có thể đủ trị liệu tốt bệnh ung thư cao nhân. Như vậy còn mời lập tức trị liệu tốt quý lão bệnh ung thư đi. Bất quá, ta cần phải đem từ tục tiểu nói trước, nếu như người trị liệu không tốt quý lão bệnh ung thư, trái lại có thể dùng quý lão bệnh tình chuyển biến xấu, như vậy người tự tới ngục giam mặt đi thể nghiệm nhân sinh đi. Ngụy Vĩnh Kiến chỉ cao khí ngang nói rằng, tiểu thần côn, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta muốn vạch trần ngươi chân diện mục, ngươi không phải đã nói có thể trị liệu tốt bệnh ung thư sao? Nếu như ngươi thật có thể đủ trị liệu tốt bệnh của ta, ta lập tức quỳ xuống xin lỗi ngươi. Nằm ở trên giường khuôn mặt sắc trắng bệch Quý Vĩ Quốc, đồng dạng khôi phục quốc tế y học quyền uy khí thế. Ta nhớ kỹ lần trước hình như ai nói qua, nếu như mình thật mắc bệnh ung thư tự lập tức đi khiêu hoàng phổ giang. Như vậy hiện tại thế nào còn hảo đoan đoan nằm tại trong bệnh viện ni? Thực sự là miệng đầy thí thoại, người như vậy cũng dám xưng là quốc tế thượng y học quyền uy. Tại Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc mở miệng sau, Diệp Thần Phong trong lòng trong liền quyết định không xen vào nữa Quý Vĩ Quốc chết sống, cho dù Châu Trạch Đống mở miệng nữa cầu hắn. Châu Trạch Đống nhìn đến tranh phong tương đối chẳng diện, cấp cái chán bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, Vĩ Quốc. Ngươi không phải mới vừa đáp ứng ta muốn thật dễ nói chuyện sao? Ngươi tại sao có thể như vậy? Vậy ngươi vì sao còn muốn cho ta tìm Thần Phong qua đây? Trạch Đống, ta tìm hắn qua đây chẳng qua là muốn vạch trần hắn chân diện mục. Ta biết mình bệnh ung thư là không thể cứu được. Ta không muốn bởi vì một cái thần côn mà ảnh hưởng chúng ta nhiều năm như vậy hữu nghị. Quý Vĩ Quốc nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Vĩ Quốc, lẽ nào ngươi cứ như vậy không tin lời của ta sao? Lẽ nào người nghĩ rằng ta hội hồ đồ như vậy sao? Ta còn là có phán đoán của mình năng lực, nếu ngươi không muốn tin tưởng ta, như vậy giữa chúng ta bằng hữu quan hệ dừng ở đây. Châu Trạch Đống trong lòng có chút khó chịu. Trạch Đống, ngươi rất nhanh thì sẽ thấy thần côn này diện mục chân thật. Quý Vĩ Quốc quay đầu nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, ngươi đều không phải có thể trị liệu tốt bệnh ung thư sao? Như vậy lập tức cấp ta trị liệu đi. Không có hứng thú, Uyển Đình, chúng ta đi. Diệp Thần Phong xoay người chuẩn bị ly khai, Triệu Uyển Đình khéo léo kéo Diệp Thần Phong cánh tay, nàng cũng đặc biệt đáng ghét Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc, Diệp Thần Phong là nam nhân của nàng, nàng nhìn thấy nam nhân của chính mình bị người châm chọc khiêu khích, trong lòng hội vui vẻ mới là lạ chứ. Chương 305, mắc thêm lỗi lầm nữa. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngày hôm nay ngươi không động thủ trị liệu quý lão, ngươi tự đừng hòng phải ly khai Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân. Ngụy Vĩnh Kiến nhìn đến Diệp Thần Phong người trẻ tuổi này lại dám lớn lối như vậy. Hắn dầu gì cũng là tỉnh bên trong người đứng đầu, trong ngày thường có ai thấy hắn đều không phải cúi đầu khom lưng ni. Hiện tại Ngụy Vĩnh Kiến càng nhận định Diệp Thần Phong chính là một cái thần côn, bằng không thế nào không ra tay trị liệu Quý Vĩ Quốc ni. Nhất định là đối phương sợ vừa ra tay liền lộ tẩy, cho nên mới muốn chọn rời đi. Diệp Thần Phong mắt lạnh nhìn khí thế bức người Ngụy Vĩnh Kiến. Cười nói, ta có muốn hay không xuất thủ trị liệu cái này cái gọi là quốc tế y học quyền uy là tự do của ta, cái này trên thế giới còn không có người có thể bức bách ta Diệp Thần Phong làm ta chuyện không muốn làm. Tiểu thần côn, ngươi trái lại thật biết làm bộ, ngày hôm nay ngươi nếu là không xuất thủ trị liệu ta bệnh ung thư, như vậy liền chứng minh ngươi căn bản là cái giả danh lừa bịp bại hoại, tưởng ngươi cái này loại bại hoại tuyệt đối không thể đủ kế tục lưu ở trong xã hội hại nhân. Nằm tại trên giường bệnh Quý Vĩ Quốc khóe miệng hiện ra nhất tia cười lạnh, người gây sự tư thái, nơi nào còn có một chút bệnh ung thư bộ dáng của bệnh nhân. Đối với Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc luôn mãi khiêu khích, cho dù người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ không chịu nổi, nếu không nhìn tại Châu Trạch Đống mặt mũi, Diệp Thần Phong ngày hôm nay cần gì phải tới thụ cái này khí ni. Một bên Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải ánh mắt âm tình bất định. Nhất là Châu Trạch Đống hối hận trăm triệu không nên gọi điện thoại đem Diệp Thần Phong mời tới, Quý Vĩ Quốc thế nào cứ như vậy khăng khăng một mực ni. Lúc này hắn biết thì là Quý Vĩ Quốc lập tức quỳ xuống hướng Diệp Thần Phong xin lỗi, sợ rằng Diệp Thần Phong cũng sẽ không xuất thủ trị liệu, huống chi Quý Vĩ Quốc căn bản không có chút nào tỉnh ngộ chi tâm, hơn nữa Ngụy Vĩnh Kiến cái này tỉnh bên trong người đứng đầu giúp đỡ Quý Vĩ Quốc, cái này hai người hôm nay là đem Diệp Thần Phong đắc tội cái thấu triệt, nếu như bọn họ lại trễ quay đầu lại. Sợ rằng sự tình trở nên càng tới càng không xong. Ngụy Bí Thư, ngài nói là điều không phải hơi quá đáng. Diệp tiên sinh nói cũng không sai, hắn có trị hay không liệu quý thúc thúc là tự do của hắn, chúng ta tỉnh không có quyền lực can thiệp.
Châu Văn Hải kiên trì mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Ngụy Vĩnh Kiến khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt một cái Châu Văn Hải, nói rằng, Châu Văn Hải, người bây giờ còn chưa có bị điều đến tỉnh trong đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ muốn cấp ta sắc mặt nhìn. Ta xem ngươi liền làm Thiên Hải thị ủy bí thư cũng không đủ tư cách, chớ nói chi là điều đến tỉnh trong đi làm lãnh đạo, người cấp ta tự giải quyết cho tốt đi. Ngụy Vĩnh Kiến nguyên bản đã bị Diệp Thần Phong khiến cho một bụng hỏa, lúc này gặp Châu Văn Hải không biết sống chết đứng ra bang Diệp Thần Phong nói, trong bụng hắn hỏa khí đương nhiên là hết thảy hướng Châu Văn Hải phát tiết ra ngoài. Châu Văn Hải trong lòng âm thầm cười khổ, nếu như trước đây không có Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ Châu gia đã sớm cửa nát nhà tan, cho nên ở vào thời điểm này hắn dứt khoát quyết nhiên đứng ở Diệp Thần Phong bên này, huống hồ Diệp Thần Phong còn là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn. Hắn tin tưởng có Diệp Thần Phong tại, cái này tỉnh bên trong bí thư Ngụy Vĩnh Kiến ngày lành cũng không sai biệt lắm muốn chấm dứt. Nhường ta đi vào, nhường ta đi vào, ta biết Châu viện trưởng tại nơi này. Săn sóc đặc biệt cửa phòng bệnh bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tiếp theo một gã người cao mã đại trung niên nam nhân xông vào phòng bệnh trong, trung niên nam nhân ăn mặc toàn thân đơn giản quần áo, đường nhìn tại phòng bệnh trong nhìn chung quanh một vòng sau, như ngừng lại Châu Trạch Đống trên người. Không nói lời gì hướng Châu Trạch Đống quỳ xuống, năn nỉ nói Châu viện trường, cầu ngài mau cứu mẫu thân ta đi. Cầu ngài mau cứu mẫu thân ta đi. Ta biết ngài là trong bệnh viện y thuật người tốt nhất, ngài nhất định có biện pháp cứu mẫu thân ta. Hai gã tại cổng không có ngăn cản cái này trung niên nam nhân nữ y tá, vội vã nói với Châu Trạch Đống sáng tỏ tình huống, nguyên lai là tên này trung niên nam nhân mẫu thân mắc phải màn cuối bệnh ung thư. Trong bệnh viện trên căn bản là đối tên này trung niên nam nhân mẫu thân hạ tử vong giấy chứng nhận, nhượng hắn mang theo mẫu thân trở lại không cần trị liệu, lại trị liệu đi xuống cũng không có bất luận cái gì chỗ dùng, huống hồ trung niên nam nhân căn bản tự chưa đóng nổi tiền chữa bệnh. Tại không biết làm sao chi hạ trung niên nam nhân nghe nói Châu viện trường tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên này, hắn tự rậm rạp đụng đụng xông vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, thật sự là hắn trong lòng lo lắng mẫu thân của mình. Không muốn nhìn thấy mẫu thân của mình cứ như vậy ly khai nhân thế, một cái kình hướng Châu Trạch Đống dập đầu, liền trên trán ra đều dập đầu phá, xem ra cái này trung niên nam nhân đảo đích xác là một cái hiếu tử. Châu Trạch Đống lúc nghe tên này trung niên nam nhân tình hình thực tế huống sau, mặc dù có lòng muốn xuất thủ giúp một tay, thế nhưng hắn lại có bản lãnh gì trị liệu tốt màn cuối bệnh ung thư ni. Vì vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, mẹ người bệnh đều không phải ta không muốn ra tay trị liệu. Chỉ là ta cũng bất lực a. Trung niên nam nhân nghe được Châu Trạch Đống lời nói sau, hai mắt từ từ hồng sưng lên, chính cái gọi là nam nhi có lệ không khinh đạn, cái này trung niên nam nhân đối với mẫu thân hiếu, nhượng Diệp Thần Phong trong lòng có chút xúc động, kéo Diệp Thần Phong cánh tay Triệu Uyển Đình thấp giọng nói rằng, Thần Phong, nếu không ngươi xuất thủ trị liệu mẫu thân hắn bệnh ung thư đi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, như vậy thì nhượng ta đi xem mẹ ngươi bệnh trạng làm sao đi. Có thể ta có thể trị liệu tốt mẹ ngươi bệnh ung thư cũng nói không nhất định. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, thật sự là Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi, Châu Trạch Đống vội vã ở một bên mở miệng nói, ngươi nên tin tưởng hắn lời nói, khả năng này là mẹ ngươi duy nhất trị hết cơ hội. Nghe được Châu viện trường đều nói như vậy, trung niên nam nhân đối Diệp Thần Phong có vài phần tin tưởng. Cảm tạ vị thầy thuốc này nguyện ý cứu mẫu thân ta, cảm tạ vị thầy thuốc này nguyện ý cứu mẫu thân ta. Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc thế nhưng tướng tình huống trước mặt thấy nhất thanh nhị sở, Diệp Thần Phong lại có thể chủ động đưa ra muốn đi trị liệu màn cuối bệnh ung thư bệnh nhân, cái này nhường hai người bọn họ cảm giác trong đó tất có kỳ quặc, nói không chừng cái này trung niên nam nhân liền là Diệp Thần Phong tìm tới nâng ni. Tiểu thần côn, ta đảo muốn nhìn ngươi đùa giỡn hoa dạng gì. Quý Vĩ Quốc cười lạnh một tiếng. Tiện đà đối Ngụy Vĩnh Kiến nói rằng, Ngụy bí thư, nếu cái này tiểu thần côn phải ra khỏi tay trị liệu bệnh ung thư bệnh nhân, như vậy chúng ta cũng đi xem, đến lúc đó xem ta như thế nào trước mặt mọi người vạch trần sự chân thật của hắn diện mục tới. Diệp Thần Phong chỉ coi làm Quý Vĩ Quốc là tại đánh giắm, căn bản đối với hắn không rãnh để ý, theo trung niên nam nhân đi ra phòng bệnh. Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải trong lòng thở dài một hơi. Bọn họ hai cái biết sợ rằng đợi chờ Diệp Thần Phong trị liệu tốt màn cuối bệnh ung thư bệnh nhân, Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc khẳng định sẽ hối hận, thế nhưng đến khi đó lại hối hận là không là hơi trễ. Trung niên nam nhân mang theo Diệp Thần Phong đám người đi vào mẫu thân hắn phòng bệnh chung, Quý Vĩ Quốc bị y viện hộ sĩ nâng, đi vào phòng bệnh trong sau, liền trực tiếp đi tới trung niên nam nhân mẫu thân giường bệnh bên cạnh,
chờ mình nhìn một chút ca bệnh cùng với quan sát một phen nằm tại trên giường bệnh rơi vào trạng thái hôn mê lão phụ nhân, hắn cái này mới xác định cái này lão phụ nhân đều không phải Diệp Thần Phong tìm tới nâng, vì vậy trong lòng liền ôm xem kịch vui thái độ, nói rằng tiểu thần côn. Người vội vàng động thủ trị liệu đi. Diệp Thần Phong đối với Quý Vĩ Quốc châm chọc khiêu khích, ánh mắt thủy chung là gợn sóng không khỏi, đi tới giường bệnh bên cạnh, xòe bàn tay ra cầm trên giường bệnh lão phụ nhân thủ đoạn, nhất cổ linh hồn lực từ từ xông vào lão phụ nhân trong thân thể. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đã đến bát cấp, trị liệu khởi bệnh ung thư tới cũng là thuận buồm xuôi gió, có thể rút ngắn thật nhiều trị liệu thời gian. Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc nhìn đến Diệp Thần Phong chỉ là cầm lão phụ nhân thủ đoạn, bọn họ hai cái trong lòng là càng chẳng đáng. Quý Vĩ Quốc nói rằng, trạch đống, ngươi cho rằng cái này tiểu thần côn cầm bệnh nhân thủ đoạn, là có thể trị liệu tốt bệnh nhân bệnh ung thư sao? Quả thực là quá buồn cười. Quý lão, xem ra ngươi nói một điểm đều không sai, cái này không biết chết sống thanh niên nhân chính là một tên lường gạt, đợi ta lập tức liên hệ cảnh sát cục, không thể đủ nhượng thứ bại hoại như vậy lại giả danh lừa bịp đi xuống. Ngụy Vĩnh Kiến lớn tiếng nói rằng, trung niên nam nhân nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng thấp thỏm không ngớt, hắn cũng càng hoài nghi Diệp Thần Phong là một tên lường gạt, ở đây chỉ có Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải đối Diệp Thần Phong tràn đầy lòng tin. Khoảng chừng 20 mấy phút sau, nằm tại trên giường bệnh lão phụ nhân, nguyên bản sắc mặt tái nhợt đang khôi phục, hồng nhuận, mí mắt run lên từ từ mở ra, điều này làm cho Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng giường như phiên giang đảo hải thông thường. Trước mặt sự thực vượt quá bọn họ dĩ vãng nhận chi, cái này trên thế giới tại sao có thể có không dựa vào bất luận cái gì dược vật cùng chữa bệnh khí giới là có thể nhượng bệnh ung thư bệnh nhân khôi phục. Mà trung niên nam nhân nhìn đến mẫu thân của mình từ hôn mê thanh tỉnh, nghi ngờ trong lòng tức khắc không còn sót lại chút gì, khuôn mặt tràn đầy thần sắc kích động. Chương 306, hối hận đã chậm. Tại Diệp Thần Phong linh hồn lực trị liệu chi hạ, tên mắc màn cuối bệnh ung thư lão phụ nhân không thuốc mà khỏi bệnh. Châu Trạch Đống lập tức cấp tên lão phụ nhân an bài một lần toàn thân kiểm tra, kiểm điều tra ra kết quả là rõ ràng, lão phụ nhân trong cơ thể nguyên vốn đã lan rộng tế bào ung thư, kỳ tích như toàn bộ tiêu thất. Lão phụ nhân kiểm tra báo cáo, Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc cũng lật nhìn, hai người trong nháy mắt dường như tượng điêu khắc gỗ thông thường đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trước lúc này Quý Vĩ Quốc là tự mình xác nhận lão phụ nhân bệnh trạng, hắn làm quốc tế thượng y học quyền uy, có thể khẳng định lão phụ nhân là thật bệnh thời kỳ chót. Mà ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, Diệp Thần Phong lại làm cho bệnh nguy kịch lão phụ nhân bình phục. Điều này sao có thể? Cho dù là đứng tại quốc tế y học nhất đỉnh thần y cũng làm không đến như vậy tử sự tình đi. Một cái lông vừa mới vừa trường tề tiểu tử là như thế nào tại ngắn ngủi 20 mấy phút trị liệu tốt màn cuối bệnh ung thư? Huống chi Diệp Thần Phong liên nhiệm hà chữa bệnh khí giới cùng dược vật cũng không dùng đến, cái này càng nhượng Quý Vĩ Quốc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tiểu thần y, cảm ơn ngươi đã cứu ta cái này tao lão bà tử mệnh a. Tiểu thần y, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân mệnh, ta không biết nên báo đáp thế nào ân tình của ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Lão phụ nhân cùng trung niên nam nhân đồng thời hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, bọn họ hai cái khuôn mặt tràn đầy chân thành tha thiết biểu tình. Diệp Thần Phong liền vội vàng đem hai người cấp phù lên, đối trung niên nam nhân nói rằng, ta nguyên do xuất thủ cứu mẫu thân của ngươi. Hoàn toàn là nhìn tại ngươi đối mẹ ngươi phần này hiếu tâm, sau đó chiếu cố thật tốt mẫu thân của ngươi đi. Sự tình hôm nay đối với ta mà nói cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Uyển Đình, chúng ta đi thôi. Nếu sự tình xong xuôi, như vậy Diệp Thần Phong cũng không có tất phải ở chỗ này ở lâu. Chậm đã, ngươi là điều không phải đã quên cấp quý lão trị liệu tốt bệnh ung thư. Ngụy Vĩnh Kiến tại thấy được Diệp Thần Phong bản lĩnh sau, giọng nói chuyện hòa hoãn không thiếu. Dù sao Quý Vĩ Quốc đã từng đối với hắn có ân, hắn đương nhiên muốn tận lực đi trợ giúp Quý Vĩ Quốc. Người nếu như có thể sống, đương nhiên không hội muốn đi tử, huống chi là quốc tế thượng công nhận y học quyền uy Quý Vĩ Quốc, lúc này hắn cuối cùng là tin Diệp Thần Phong có thể trị hết bệnh ung thư sự thật. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, thế nhưng hiện tại nhất định phải nhượng Diệp Thần Phong trị liệu tốt hắn bệnh ung thư mới được. Ta cũng không phải Thiên Hải Bệnh viện nhân dân bác sĩ. Ta có gì nghĩa vụ muốn trị liệu nơi này bệnh nhân? Huống hồ hắn đều không phải quốc tế thượng y học quyền uy sao? Lẽ nào ngay cả mình sinh bệnh cũng trị liệu không tốt? Vô luận như thế nào Diệp Thần Phong ngày hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ trị liệu Quý Vĩ Quốc. Hắn đã cho Quý Vĩ Quốc hai lần cơ hội. Lần đầu tiên là tại Châu Gia, hắn hảo tâm nhắc nhở Quý Vĩ Quốc,
mà Quý Vĩ Quốc lúc đó là thái độ gì. Lần thứ hai liền là vừa mới tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh trong, hắn là nhìn tại Châu Trạch đống mặt mũi, mới đến một chuyến Thiên Hải Bệnh viện Nhân dân, kết quả lại là luôn mãi lọt vào Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến châm chọc, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Quý Vĩ Quốc bản thân không có nắm chắc ở cơ hội. Ta biết chúng ta trước có một chút hiểu lầm, thế nhưng cứu người đều không phải chức trách của thầy thuốc sao? Ngươi chẳng lẽ muốn mắt thấy bệnh nhân thấy chết không cứu? Nếu như ngươi chữa trị xong ta bệnh ung thư, ta có thể dẫn ngươi đi nước ngoài đi một chút, nhận thức một ít quốc tế thượng nổi danh y học quyền uy, dùng ngươi có thể trị liệu tốt bệnh ung thư y thuật, đến lúc đó khẳng định hội oanh động toàn thế giới. Quý Vĩ Quốc tự cho là ném ra một cái đặc biệt mê người điều kiện, hắn cho rằng Diệp Thần Phong là không có lý do gì cự tuyệt. Nhưng mà Quý Vĩ Quốc trong miệng cái gọi là mê người điều kiện, tại Diệp Thần Phong trong mắt liền đá cứt chó cũng không bằng, trêu đùa, nếu như quốc tế thượng y học quyền uy đều là ngươi cái này phó đức hạnh lời nói, ta xem căn bản không cần phải. Biết, huống hồ ta đối với oanh động toàn thế giới không có chút nào hứng thú, còn có ta cũng không là bác sĩ, ta thích cứu ai tự cứu ai. Ngươi không muốn không biết tốt xấu, rất nhiều người cả đời đều gặp phải không cơ hội như vậy. Quý Vĩ Quốc bị tức sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, còn là không bỏ xuống được hắn quốc tế y học quyền uy cái giá. Ngươi nói ngươi đều không phải bác sĩ, vậy ý của ngươi là ngươi không có bác sĩ tư cách giấy chứng nhận. Như vậy ngươi căn bản không có quyền lợi cứu trị người, ta có thể lập tức nhường có quan hệ ngành người đem ngươi bắt lại, nếu như ngươi ngày hôm nay có thể bang quý lão trị liệu tốt bệnh ung thư lời nói, ta không chỉ sẽ không để cho có quan hệ bộ môn bắt ngươi, còn sẽ giúp ngươi cầm đến thầy thuốc tư cách giấy chứng nhận. Cái này đều không phải rất tốt sự tình sao? Ngụy Vĩnh Kiến làm tỉnh bên trong người đứng đầu, hắn cũng có mặt mũi của hắn, tuy rằng trong lòng rất muốn cùng Diệp Thần Phong kết giao một phen, thế nhưng tại trước mặt mọi người hướng một người trẻ tuổi cúi đầu, hắn thật là làm không được. Nếu như Diệp Thần Phong là một cái năm 60 tuổi thần y, như vậy Ngụy Vĩnh Kiến nói không chừng hội nói xin lỗi, nói đến còn là Diệp Thần Phong quá trẻ tuổi. Ngụy Vĩnh Kiến mất mặt thể diện hướng so với hắn tuổi còn trẻ thật nhiều tuổi Diệp Thần Phong xin lỗi. Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải nhìn đến bây giờ Ngụy Vĩnh Kiến cùng Quý Vĩ Quốc còn là bộ dáng này, trong lòng cảm thán cái này hai người là không có thuốc nào cứu được, cái này đều không phải buộc Diệp Thần Phong xuất thủ sao? Lẽ nào bọn họ thật cho rằng Diệp Thần Phong là cái không có hình bóng, có thể mặc cho bọn hắn đắn đo mao đầu tiểu tử sao? Châu Văn Hải, người cũng tốt tốt khuyên nhủ cái này vị Diệp tiên sinh. Bằng không đến cuối cùng ai thể diện rất khó coi. Ngụy Vĩnh Kiến lạnh giọng mệnh lệnh Châu Văn Hải. Ngụy bí thư, người thật là lớn quan uy a. Người cái này bí thư vị trí từ hôm nay trở đi coi như là làm chấm dứt. Diệp Thần Phong bấm ra hắn Diệp Trấn Hồng tư nhân điện thoại, tướng chuyện nơi đây đại khái nói một lần, đồng thời nhắc tới Ngụy Vĩnh Kiến căn bản không thích hợp làm tỉnh bên trong người đứng đầu. Bên đầu điện thoại kia Diệp Trấn Hồng tại trong điện thoại đáp ứng Diệp Thần Phong mau chóng xử lý chuyện này. Nhìn đến Diệp Thần Phong tự mô tự dạng gọi điện thoại, Ngụy Vĩnh Kiến khinh thường cười hai tiếng, nói rằng, thanh niên nhân, ta thừa nhận ngay từ đầu là ta coi thường ngươi, y thuật của ngươi quả thật làm cho người khiếp sợ, thế nhưng ngươi cho là gọi điện thoại là có thể giải quyết sự tình hôm nay sao? Ta Ngụy Vĩnh Kiến có thể đều không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Ngụy Vĩnh Kiến vừa mới dứt lời, điện thoại di động của hắn tiếng chuông tự vang lên, đang nghe thanh âm trong điện thoại sau, trên mặt hắn thần sắc càng ngày càng khó coi. Thẳng đến cuối cùng liền một tia huyết sắc cũng không có, hai con ngươi không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, cổ họng trong ấp a ấp úng hỏi, ngươi, đến, rốt cuộc là ai? Ngụy Vĩnh Kiến nhận được cú điện thoại này trực tiếp là trong kinh thành đánh tới, muốn đưa hắn bí thư vị triệt rơi, sau đó điều đến một cái nhàn tản bộ môn trong đi, đây đã là tại biến tướng đối phó Ngụy Vĩnh Kiến, nguyên bản Ngụy Vĩnh Kiến con đường làm quan có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nói không chừng còn có tiến nhập kinh thành hạch tâm lãnh đạo nhóm mong muốn đi. Bây giờ bị đột nhiên điều đến một cái nhàn tản bộ môn trong đi làm lãnh đạo, coi như là tại nói cho hắn biết, hắn đời này con đường làm quan là triệt để xong đời. Diệp Thần Phong nhìn đến sắc mặt đại biến Ngụy Vĩnh Kiến, trong lòng cảm thán lão gia tử làm việc hiệu suất thật đúng là nhanh, không trả lời Ngụy Vĩnh Kiến lời nói, nắm Triệu Huyền Đình tay đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Ngụy Vĩnh Kiến cũng không dám nữa mở miệng ngăn trở, thật đơn giản một chiếc điện thoại để hắn con đường làm quan hủy hết. Cái này thân phận của Diệp Thần Phong tuyệt đối không đơn giản, căn bản không phải hắn Ngụy Vĩnh Kiến có thể chọc nổi người. Ngụy bí thư, người thế nào có thể nhượng hắn cứ như vậy ly khai ni? Quý Vĩ Quốc không cam lòng mở miệng hỏi,
phải biết rằng hắn bây giờ tính mệnh coi như là nắm giữ ở Diệp Thần Phong tay thượng ni. Quý lão, ta hiện tại đã không phải là bí thư, ta bị mất chức. Ngụy Vĩnh Kiến trong giọng nói mang theo một ít oán hận, sớm biết rằng sự tình sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, hắn tuyệt đối không sẽ quản Quý Vĩ Quốc cái này cọc chuyện. Ngụy bí thư, ngươi nói cái gì? Ngươi không có cùng ta đang nói đùa chứ? Quý Vĩ Quốc trừng lớn suy nghĩ con ngươi nghi vấn hỏi. Vĩ Quốc, ngươi cho tới bây giờ thế nào còn không có tỉnh ngộ? Ngươi biết Thần Phong thân phận chân thật sao? Hắn không chỉ có cao siêu y thuật, hắn còn là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn, ngươi vì sao sẽ không chịu nghe lời của ta ni? Châu Trạch Đống tức giận lắc đầu. Kinh thành Diệp gia cháu đích tôn, khó trách, khó trách. Ngụy Vĩnh Kiến môi run, trong lòng đang chậm rãi sinh sôi hối hận ý, thế nhưng hiện đang hối hận đã quá muộn, quá muộn. Khi biết Diệp Thần Phong thân phận chân thật sau, Quý Vĩ Quốc hoàn toàn lâm vào trong tuyệt vọng, nếu như Diệp Thần Phong chỉ cần chỉ là một có cao siêu y thuật người, nghĩ như vậy muốn nhượng Diệp Thần Phong xuất thủ cứu trị hắn có rất nhiều biện pháp, thế nhưng Diệp Thần Phong còn là kinh thành Diệp gia cháu đích tôn, trước hắn đem Diệp Thần Phong là đắc tội không thể đủ đắc tội nữa, hắn còn có cái gì năng lực thỉnh Diệp Thần Phong xuất thủ tới trị liệu tốt hắn bệnh ung thư. Chương 307, bồi thường. Xác định đầu phiếu. Diệp Thần Phong cùng Triệu Huyền Đình sau khi rời đi, Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến tại Châu Trạch Đống trong miệng biết được Diệp Thần Phong thân phận chân thật. Hai người hối ruột đều thanh, nguyên bản mắc phải ác tính bệnh ung thư Quý Vĩ Quốc còn có hy vọng chữa khỏi, là hắn bản thân tướng cái này nhất chút hy vọng cấp hủy diệt, mà Ngụy Vĩnh Kiến cũng tướng bản thân nguyên bản thuận buồm xuôi gió con đường làm quan cấp chung kết, nói tới nói lui cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ hai cái mắt chó coi thường người. Châu Trạch Đống luôn mãi dặn dò qua bọn họ hai cái muốn khách khí với Diệp Thần Phong một chút, nếu như bọn họ hai cái có thể chiếu Châu Trạch Đống lời nói đi làm. Như thế nào hội rơi vào hiện tại cái này bước ruộng đồng ni? Mặt không có chút máu Quý Vĩ Quốc nhìn đến một bên lão hữu Châu Trạch Đống thời gian, hai con ngươi trung tức khắc giấy lên một vòng mong muốn, mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã không có quốc tế y học quyền uy không ai bì nổi tư thái. Trạch Đống, chuyện này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút a. Trước là thái độ của ta ác liệt, ta nhất định hội hướng Diệp tiên sinh ngay mặt nhận sai. Đúng vậy, Châu Viện Trường. Người có thể không thể thỉnh Diệp tiên sinh trở về, ta Ngụy Vĩnh Kiến phải làm mặt chịu nhận lỗi. Bây giờ Ngụy Vĩnh Kiến bí thư vị đều muốn khó giữ được, hắn còn nơi nào bận tâm được thể diện và vân vân a. Là tối trọng yếu là xem chuyện này còn có không có đường sống vẹn toàn. Châu Trạch Đống cùng Châu Văn Hải nhìn trước mặt thấp kém Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến, lẽ nào hai người bọn họ đã quên mới vừa rồi là thế nào chào phúng Diệp Thần Phong? Tại đã từng xác nhận Diệp Thần Phong có trị hết bệnh ung thư bản lĩnh sau, bọn họ hai cái vẫn là phó không ai bì nổi tư thái, thậm chí còn cần thân phận muốn áp bách Diệp Thần Phong. Hiện tại đã biết thân phận của Diệp Thần Phong sau, trợn tròn mắt đi. Châu Văn Hải lôi kéo Châu Trạch Đống ống tay áo, dùng chỉ có bọn họ hai cái tài năng đủ nghe được thanh âm, thấp giọng nói rằng. Ba, người bây giờ cũng không nên phạm hồ đồ, Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến đem Diệp tiên sinh đắc tội như thế triệt để. Huống hồ Diệp tiên sinh hôm nay là nhìn tại mặt mũi của chúng ta mới đến một chuyến y viện, kết quả lại bị cười nhạo cùng châm chọc, nếu như ngươi lại đi cầu Diệp tiên sinh lời nói, Diệp tiên sinh khẳng định hội đối với chúng ta ra sản sinh phản cảm. Nếu như Quý Vĩ Quốc coi ngươi là thành bằng hữu lời nói, như vậy hắn hội một lần lại một lần bác mặt mũi của ngươi sao? Ngươi đã nói với hắn qua rất nhiều lần Diệp tiên sinh là có cao siêu y thuật người, hắn có tin tưởng lời của ngươi sao? Chúng ta có thể cùng Diệp tiên sinh có bây giờ giao tình thị phi thường khó được, muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến tự làm tự chịu, huống hồ thì là ngươi mở miệng nữa cầu Diệp tiên sinh có thể hay không xuất thủ còn rất khó nói ni. Nghe được con trai mình lời nói này sau, Châu Trạch Đống bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, nói rằng: Vĩ Quốc, Ngụy bí thư, chuyện này ta không giúp được các ngươi, ta và Thần Phong quan hệ tỉnh không có các ngươi nghĩ như vậy mật thiết. Ngày hôm nay ta có thể thỉnh Thần Phong đi tới y viện, cũng không là ta có lớn bực nào thể diện. Thần Phong người này là tương đối trọng tình nghị, thế nhưng hiện tại ta còn mặt mũi nào mặt lại đi gọi điện thoại cho hắn. Vừa rồi tại nói chuyện điện thoại xong thời gian, ta liền nhắc nhở qua các ngươi không muốn đối Thần Phong bất kính, mà các ngươi lại. Muốn khởi vừa rồi Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến đối Diệp Thần Phong người gây sự tư thái, Châu Trạch Đống trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ tới. Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến há miệng mong chờ, cuối cùng vẫn là không nói ra một chữ tới, đích xác, muốn khởi vừa rồi bọn họ tư thái,
Diệp Thần Phong còn có thể trở về mới là lạ chứ. Trong lòng hối hận phô thiên cái địa lan tràn khai tới, thế nhưng cái này trên thế giới không có đã hối hận, cũng không có thời gian đảo lưu nghi khí, chính cái gọi là có nhân tất có quả, đây đều là bọn họ hai cái bản thân một tay tạo thành. Châu Văn Hải đi ra phòng bệnh sau, bấm Diệp Thần Phong số điện thoại di động. Diệp tiên sinh, sự tình hôm nay thật sự là xin lỗi, ba ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Châu thúc thúc, chuyện này không trách các ngươi, ngươi năm nay muốn điều đi tỉnh bên trong sự tình, ta vừa rồi tại trong điện thoại cũng đúng ra ra ta đề cập tới, chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì. Diệp Thần Phong chỉ là đối Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến có phản cảm mà thôi. Diệp tiên sinh, ta thật không biết phải làm sao cảm tạ ngươi. Diệp tiên sinh ngươi đến giúp chúng ta Châu gia rất nhiều, sau đó Diệp tiên sinh muốn thường tới Châu gia làm khách ha. Châu Văn Hải tại trong điện thoại kích động biểu thị đối Diệp Thần Phong lòng biết ơn. Quý Vĩ Quốc cùng Ngụy Vĩnh Kiến sự tình tại Diệp Thần Phong sinh mệnh trong, chẳng qua là một cái có cũng được không có cũng được nước tiểu hoa, thời gian vội vã, trong nháy mắt một tuần lễ đã qua, trong một tuần lễ này Triệu Uyển Đình cùng Đường Hân quan hệ là càng tốt. Diệp Thần Phong không rảnh rỗi cũng đang suy nghĩ muốn thế nào tướng linh hồn lực lần thứ hai đi lên để thăng. Ngày này, Triệu Uyển Đình quyết định phải về Triệu gia đi đối phụ mẫu nói khiểm, bây giờ làm Triệu Uyển Đình nam nhân, Diệp Thần Phong đương nhiên phải bồi Triệu Uyển Đình đi gặp hắn nhạc phụ tương lai, nhạc mẫu. Nhưng mà, ngày hôm nay Triệu gia trong biệt thự có thể không yên ổn, Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này tới cửa tìm phiền toái, Từ Thiên Đính hôn nghi thức bị phá hư. Cố gia biến thành thiên hải thương nghiệp giới trò cười, có thể dùng Cố Nghiêm Sơn khuôn mặt có chút không ánh sáng, khẩu khí này Cố Nghiêm Sơn làm sao có thể đủ nuốt được đi. Triệu gia biệt thự trong phòng khách phụ thân của Triệu Uyển Đình Triệu Khải Hoa cùng mẫu thân Đinh Ngọc Phân, hướng Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này chịu nhận lỗi, dù sao cũng là nữ nhi của bọn bỏ Triệu Uyển Đình trước mặt mọi người theo Diệp Thần Phong ly khai đính hôn nghi thức. Ngồi ở trên ghế salon Cố Nghiêm Sơn không nói gì. Trái lại ngồi ở một bên Cố Hồng Vũ khó chịu lên tiếng. Chuyện này các ngươi Triệu gia nhất định muốn cấp ta một cái công đạo, các ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta Cố gia trở thành thiên hải chê cười. Thiên đính hôn nghi thức thượng Cố Hồng Vũ bị Diệp Thần Phong một cái tát phiến rơi miệng đầy răng, bây giờ Cố Hồng Vũ miệng trong trang một hơi răng giả, trên mặt ứ tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn rút đi ni. Hồng Vũ, ngươi nói thế nào ni? Cố Nghiêm Sơn diện vô biểu tình mở miệng nói. Khải Hoa, con ta kỳ thực ngược lại cũng nói xong có chút đạo lý, nếu chúng ta vô duyên trở thành thân gia, ta Cố gia cũng không muốn cùng các ngươi Triệu gia biến thành cừu nhân, chuyện này dù sao là của các ngươi nữ nhi có lỗi trước, nói như thế nào cũng phải muốn cho chúng ta Cố gia một ít bồi thường đi. Nghiêm Sơn, ngươi nói đúng, các ngươi có yêu cầu gì tự cứ việc nói ra đi. Lần này là nữ nhi của ta quá không hiểu chuyện, Triệu Khải Hoa vội vã cười theo đạo, hắn muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết coi như... Huống hồ Cố gia tại Thiên Hải so với hắn Triệu gia thế lực còn muốn lớn hơn một ít ni. Làm thương nhân đều là thích hòa khí sanh tài. Khải Hoa, nhìn tại chúng ta dĩ vãng giao tình thượng, ta cũng không ngờ làm khó dễ ngươi, lần này các ngươi nhượng chúng ta Cố gia thể diện quét rác, ngươi liền lấy ra ngươi danh nghĩa sản nghiệp 10% công ty cổ phần đi. Chuyện này chúng ta cứ tính như vậy. Cố Nghiêm Sơn nói là nhẹ, thế nhưng Triệu Khải Hoa sắc mặt đã thay đổi. Triệu Khải Hoa danh nghĩa 10% công ty cổ phần tối thiểu giá trị hơn nhiều ức ni. Cái này Cố Nghiêm Sơn hoàn toàn là tại công phu sư tử ngoạm. Nghiêm Sơn, ngươi không có cùng ta đang nói đùa đi. Triệu Khải Hoa tận lực tâm bình khí hòa hỏi. Ngươi xem ta là đang nói cười sao? Nếu như ngươi ngày hôm nay không đáp ứng yêu cầu này, sau đó chúng ta Cố gia liền cùng các ngươi Triệu gia thế bất lưỡng lập, dùng chúng ta Cố gia tại thiên hải thương nghiệp giới năng lực. Khẳng định có thể xử các ngươi Triệu gia sản nghiệp đại phúc độ co lại, trong đó lợi và hại ta muốn ngươi mới có thể nghĩ rõ ràng đi. Lần này chỉ có thể quái các ngươi nữ nhi quá kỳ cục. Cố Nghiêm Sơn cười lạnh xé rách ra mặt. Đây đã là ba ta rơi chậm lại yêu cầu, các ngươi cái kia không biết xấu hổ xú tử nữ nhi, bình thường còn ở trước mặt ta trang thuần khiết, xem ra là có bộ dáng gì nữa mẫu thân sẽ có cái đó dạng nữ nhi. Cố Hồng Vũ muốn khởi cùng ngày đính hôn nghi thức thượng sự tình. Hắn trong lòng thịnh nộ liền không nhịn được cháy đốt. Đinh Ngọc Phân nghe thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngôn ngữ, gương mặt khí đỏ bừng, Triệu Khải Hoa cầm Đinh Ngọc Phân tay, nói rằng. Cố Nghiêm Sơn, con trai ngươi lời nói là điều không phải hơi quá đáng. Thanh niên nhân nói làm sao có thể đủ làm được thật. Bất quá, con gái của ngươi còn thật là có như vậy một điểm không biết xấu hổ,
thật không biết các ngươi là thế nào giáo dục tử nữ. Cố Nghiêm Sơn trong lời nói mặt ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn là đứng tại con trai mình bên này. Chuyện N của tôi, nét Cố Nghiêm Sơn, nếu ngươi đều đem nói được phân thượng này, như vậy ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi nói lên yêu cầu có phần quá công phu sư tử ngoạm đi. Triệu Khải Hoa lạnh mặt nói. Triệu Khải Hoa, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi, ta nói lên bồi thường yêu cầu là không hội lại thấp xuống. Cố Nghiêm Sơn tranh phong tương đối đạo. Thế nào náo nhiệt như thế? Tương lai nhạc phụ nhạc mẫu đều ở đây a. Diệp Thần Phong nắm Triệu Uyển Đình tay đi vào Triệu gia trong phòng khách. Chương 308, đánh nát hàm răng hướng tới trong bụng nuốt. Tốt, các ngươi đôi cẩu nam nữ này còn dám ở trước mặt ta xuất hiện. Triệu Uyển Đình ngươi cái số tử, ta nhất định muốn đem ngươi áp tại thân thể hạ. Nhìn đến Diệp Thần Phong như không có chuyện gì xảy ra nắm Triệu Uyển Đình tay đi vào Triệu gia phòng khách, Cố Hồng Vũ tâm tình hoàn toàn thất khống, cổ họng trong điên cuồng kêu gào. Triệu Khải Hoa, người đây là đang cho chúng ta Cố gia thị uy sao? Hiện tại ta cảm thấy muốn người danh nghĩa 10% công ty cổ phần còn là quá ít. Cố Nghiêm Sơn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, chính là cái này không biết từ nơi này nhô ra tiểu hỗn đản, tướng trong lòng hắn kế hoạch toàn bộ làm rối loạn, nguyên bản hắn chuẩn bị chờ con hắn cùng Triệu Uyển Đình kết hôn rồi, Cố gia sẽ chậm chậm chiếm đoạt Triệu gia sản nghiệp, đến lúc đó Thiên Hải tướng biến thành hắn Cố gia một nhà độc quyền. Cho nên hắn đối Diệp Thần Phong căm hận không cần nói cũng biết. Triệu Uyển Đình đi tới Triệu Khải Hoa cùng Đinh Ngọc Phân trước mặt, nói rằng, ba mẹ, xin lỗi, là nữ nhi quá tùy hứng, kỳ thực nữ nhi đã sớm thích Thần Phong, đời này chỉ biết cùng với Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong đối với Triệu gia có đại ân đại đức, có thể có Diệp Thần Phong xuất sắc như vậy con rể, Triệu Khải Hoa cùng Đinh Ngọc Phân cũng sẽ không phản đối. Bất quá, ngày hôm nay Diệp Thần Phong cùng Triệu Uyển Đình trở về quá không phải lúc. Thật không biết kế tiếp Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này hội thế nào bão nổi ni. Tốt, Uyển Đình, ba mẹ không có trách ngươi, ngươi và Thần Phong sự tình chúng ta cũng sẽ không ngăn trở. Triệu Khải Hoa cái này không nói còn không sao cả, cái này vừa nói Cố Nghiêm Sơn hai cha con sắc mặt tức khắc đại biến, nhất là chút nào không sự nhẫn nại Cố Hồng Vũ, ngón tay chỉ vào Triệu Khải Hoa, mắng, ngươi cái không có trưởng ánh mắt lão già kia, có ngươi như thế giáo dục nữ nhi sao? Con gái ngươi vốn là vị hôn thê của ta, ngươi nên nhường con gái ngươi ngay mặt hướng ta xin lỗi, sau đó buổi tối theo ta thoải mái một đêm, bằng không chúng ta Cố gia cùng các ngươi Triệu gia không để yên. Triệu Khải Hoa, chuyện này các ngươi Triệu gia rốt cuộc muốn thế nào cho chúng ta Cố gia một cái công đạo? Ta muốn hiện tại ngươi nên đem tên tiểu hỗn đản này trước đuổi ra Triệu gia, bằng không chúng ta không có thương lượng. Cố Nghiêm Sơn chỉ vào Diệp Thần Phong lớn tiếng quát dẹp đường. Diệp Thần Phong nhún vai, sân vắng như bước đi tới Cố Nghiêm Sơn hai cha con trước mặt, vừa cười vừa nói, chuyện này thật là yêu cầu một cái công đạo, hai người các ngươi nên muốn đi gặp ta tương lai nhạc phụ, nhạc mẫu dập đầu xin lỗi. Ha ha ha, Cố Nghiêm Sơn một trận cười nhạt, ngươi cái tiểu hỗn đản tưởng bản thân là ai? Ta Cố Nghiêm Sơn muốn tại Thiên Hải chỉnh chết ngươi, cùng giết chết một con kiến không việc gì khác nhau. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Cố Nghiêm Sơn trên gương mặt nhiều hơn cùng nhau rõ ràng giấu năm ngón tay, Diệp Thần Phong lắc lắc tay phải bàn tay, cái này trên thế giới tự cho là đúng người thế nào tự nhiều như vậy chứ? Có vài người chính là đồ đê tiện, cần phải muốn gõ một cái mới có thể an tĩnh. Triệu Khải Hoa không có nghĩ đến Diệp Thần Phong lại đột nhiên phiến Cố Nghiêm Sơn một bạt tai, trong lòng bắt đầu lo âu lên, hắn có thể cũng không biết Diệp Thần Phong là kinh thành Diệp gia dòng chính, Cố Nghiêm Sơn tại Thiên Hải nhân mạch vẫn là vô cùng rộng. Nếu như Triệu gia thật cùng Cố gia đấu, nói không chừng cuối cùng Triệu gia hội từ nay về sau tại Thiên Hải tiêu thất, mà Cố gia tối đa chỉ là nguyên khí đại thương. Cố Nghiêm Sơn giàu gì cũng là Thiên Hải nhân vật có mặt mũi, từ nhỏ đến lớn còn không có bị người cấp phiến qua tai quang ni. Bây giờ lại bị một người trẻ tuổi phiến bàn tay, cảm thụ được trên gương mặt đau rát đau nhức, hắn hai con ngươi trùng bắn ra ra hừng hực thịnh nộ, tức giận đến trên trán nổi gân xanh, Triệu Khải Hoa. Là các ngươi Triệu gia bức bách chúng ta Cố gia muốn cùng các ngươi không chết không thôi, mong muốn ngươi không nên hối hận. 3. Cố Nghiêm Sơn vừa dứt lời, lại một cái bạt tai đánh vào gò má của hắn thượng, Diệp Thần Phong bĩu môi mong chờ, nói rằng, ngươi thế nào cứ như vậy không nhớ lâu ni. Luôn luôn tưởng con ruồi giống nhau tại bên tai ta ong ong kêu loạn. Lúc này Cố Nghiêm Sơn hình như bị đánh ngu giống nhau, đủ tại chỗ sửng sốt 2-3-10 giây đồng hồ. Cổ họng trong mới tê tâm liệt phế quát, ngươi cái tiểu xúc sinh,
ta hiện tại sẽ nhượng ngươi nhốt tiến cảnh sát cục đi. Cố Nghiêm Sơn tức giận đến thân thể run, lấy điện thoại cầm tay ra muốn bắt đánh cục cảnh sát điện thoại, dùng Cố Nghiêm Sơn tại thân phận của Thiên Hải, tại cảnh sát cục trong nhất định là có người quen. Diệp Thần Phong từ Triệu Uyển Đình cầm trong tay qua một cái tư liệu túi, ném vào trên khay trà phòng khách, nói rằng, ta trái lại rất mong muốn ngươi có thể báo nguy, còn mong muốn ngươi có thể đem Thiên Hải truyền thông cũng gọi tới, bất quá, trước đó ngươi xem trước một chút cái này tư liệu trong túi gì đó rồi hãy nói. Ba, nghe tên tiểu hỗn đản này lời nói làm gì? Vội vàng đem hắn trảo tiến cảnh sát cục được, Cố Hồng Vũ tức giận nói rằng, Cố Nghiêm Sơn tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, nghiễm nhiên đã trở thành nhất con lão hồ ly, nhìn đến Diệp Thần Phong gợn sóng không sợ hãi dáng dấp, hắn nghi ngờ tướng bàn trà thượng tư liệu túi mở ra, khi thấy tư liệu trong túi gì đó sau, hắn cả khuôn mặt sắc mặt cũng thay đổi, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là từ đâu trong cầm đến những thứ này? Cái này cũng không cần phải nói cho ngươi biết, nếu như tư liệu trong túi mấy thứ này giao cho truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ ngươi cùng ngươi cái này con trai bảo bối sẽ ngồi tù đi. Không nghĩ tới các ngươi hai phụ tử làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình. Hiện tại ngươi còn phải báo cảnh sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, tư liệu trong túi những vật này là hắn trong một tuần lễ này, lợi dụng quan hệ siêu tập đến Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này, làm nhận không ra người hoạt động, nếu như đem phần này chứng cứ giao ra, cũng đủ nhượng Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ nửa đời sau tại trong tù vượt qua. Bất quá, Diệp Thần Phong trong lòng có tính toán khác, Cố gia đều không phải Thiên Hải số một số hai thương nghiệp gia tộc sao. Chỉ cần đem hai cha con này tống vào ngục giam lợi cho bọn họ quá, Diệp Thần Phong muốn tướng Cố gia tất cả sản nghiệp đoạt lại, hiện tại Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ còn có giá trị lợi dụng, đợi được mọi chuyện làm xong, Diệp Thần Phong sẽ đích thân tống hai cha con này lên đường, Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ làm này ác tha sự tình, bọn họ hai cái đã hoàn toàn không có sống trên thế giới này tư cách. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cố Nghiêm Sơn nắm thật chặt bàn tay phần tài liệu này, sắc mặt âm trầm lợi hại. Ba, ngươi làm gì thế muốn đi gặp tên tiểu hỗn đản này cúi đầu? Ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Cố Hồng Vũ từ Cố Nghiêm Sơn trong tay nhận lấy tư liệu, khi hắn nhìn đến những này phạm tội căn cứ chính xác cư sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được, đem vật cầm trong tay chứng cứ phạm tội tê cái phấn túy. Cười lạnh nói, hiện theo ý ta ngươi còn có cái gì chứng cứ uy hiếp chúng ta? Diệp Thần Phong tượng liếc si dường như nhìn Cố Hồng Vũ, cười nói, ta nói ngươi rốt cuộc là óc heo còn là người đầu óc. Ngươi nghĩ rằng ta chứng cứ trong tay chỉ có cái này một phần. Hồng Vũ, ngươi cấp ta ngậm miệng, gừng càng già càng cay, Cố Nghiêm Sơn biết tình thế bây giờ đối hai cha con bọn họ rất bất lợi, lúc này Diệp Thần Phong nắm giữ bọn họ chứng cứ phạm tội, bọn họ chỉ có thể chờ Diệp Thần Phong khai ra điều kiện tới. Đối với đột nhiên chịu thua Cố Nghiêm Sơn, Triệu Khải Hoa là không hiểu ra sao, trong lòng suy nghĩ đạo, lẽ nào tư liệu trong túi gì đó đối Cố Nghiêm Sơn bọn họ mà nói rất trọng yếu. Bằng không dùng Cố Nghiêm Sơn tính cách tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chịu thua. Nói ra điều kiện của ngươi đến đây đi, ta Cố Nghiêm Sơn có thể làm được chuyện tình, ta tuyệt đối không hội chối từ, chỉ cần ngươi đem dành trước căn cứ chính xác cư toàn bộ cấp ta. Cố Nghiêm Sơn hơi hí mắt ra nói rằng. Diệp Thần Phong không trả lời Cố Nghiêm Sơn lời nói, mà là đi tới Cố Hồng Vũ trước mặt, ba ba hai tiếng, phiến Cố Hồng Vũ hai cái bạt tai, vừa cười vừa nói, vừa rồi ta nhớ kỹ ngươi mạ qua Uyển Đình đi. Ta lần trước cũng đã nói miệng của ngươi rất thúi, ngươi phải nhiều đánh răng mới được a. Cố Hồng Vũ khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, tức giận đến trong miệng thô thở gấp xuyến, tại hắn sẽ không nhìn được thời gian, Cố Nghiêm Sơn lại lên tiếng, Hồng Vũ, không muốn lại hổ nháo. Đại sự vội vàng. Cố Hồng Vũ tức giận trong lòng lần này từ từ lắng xuống, bây giờ Diệp Thần Phong nắm trong tay hai cha con bọn họ phạm tội căn cứ chính xác cư, cho nên có ở đây không cầm lại chứng cứ trước, hắn không thể nhẫn nhịn cũng phải muốn nhẫn, có câu điều không phải nói như vậy mà. Đánh nát hàm răng hướng tới trong bụng nuốt. Điều kiện ta còn không có muốn tốt, chờ ta nghĩ xong tự nhiên sẽ chủ động liên hệ các ngươi, hiện tại hai người các ngươi có thể cút cho ta chứng. Chẳng lẽ còn muốn ta lưu các ngươi tại ở đây ăn? Diệp Thần Phong phất phất tay không nhịn được nói. Cố Nghiêm Sơn tức giận đến phế đều nhanh muốn nổ tung, có thể là bọn hắn phạm tội căn cứ chính xác cư nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, mấy năm nay hắn và con hắn không có thiếu làm bẩn qua thuần khiết nữ nhân, thậm chí có tại làm bẩn qua đi còn sát nhân diệt khẩu, hai cha con này trái lại đồng dạng không bằng cầm thú,
Diệp Thần Phong là lợi dụng Diệp gia quan hệ, tìm ngành tương quan mới điều tra ra Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ bực này ác tha chuyện, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Cố Nghiêm Sơn hai cha con lúc này chỉ có thể nhận thức tài. Chương 309, thế không thể đỡ Đằng Thiên chế dược Hán. Có tiện nghi không chiếm Vương Bát Đản, Diệp Thần Phong là nhận thức đúng muốn tướng Cố gia tài sản từng bước nắm giữ trong tay của hắn, dù sao Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này căn bản là xúc sinh không bằng gì đó, để cho bọn họ hai cái trên thế giới này nhiều nhảy nhót một ít ngày. Triệu Huyền Đình không có tướng Diệp Thần Phong thân phận chân thật nói cho nàng biết phụ mẫu Triệu Khải Hoa cùng Đinh Ngọc Phân, cái này trên thế giới có gì phụ mẫu là mong muốn nhìn con gái của mình cùng những nữ nhân khác đi cộng đồng hầu hạ một người nam nhân ni. Diệp Thần Phong đối với Triệu gia có đại ân đại đức, Triệu Khải Hoa phu phụ đối với bọn hắn nữ nhi Triệu Huyền Đình muốn cùng với Diệp Thần Phong quyết định, bọn họ hai cái cũng là có chút tán thành, đối Diệp Thần Phong là phá lệ nhiệt tình. Gặp phụ mẫu của chính mình không có bởi vì đính hôn nghi thức sự tình mà tức giận, Triệu Huyền Đình cũng yên lòng, bất quá, cùng ngày nàng tịnh không có lưu tại Triệu gia, mà là theo chân Diệp Thần Phong hồi biệt thự đi ở, Triệu Khải Hoa phu phụ chỉ có thể âm thầm cảm thán một tiếng, nữ đại bất trung lưu. Thời gian như róc rách nước chảy, trong chớp mắt một tháng trôi qua, cuối tháng 3, tới gần đầu tháng 4, thiên hải nhiệt độ không khí kịch liệt tăng trở lại, ban ngày đã tại trên đường cái có thể nhìn có người xuyên ngắn tay. Tại trong một tháng này, Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử lục tục tướng Diệp Thần Phong giao cho bọn họ hai loại phương thuốc sản sinh trình diệt, tại người tiêu thụ biết được cái này hai loại dược phẩm chỗ thần kỳ sau, Đằng Thiên chế dược Hán dùng thế không thể đỡ tư thái triệt để tại thiên hải quật khởi. Trước khoái tốc Mỹ đã vì Đằng Thiên chế dược Hán bắn rơi cơ sở, bây giờ Đằng Thiên chế dược Hán lại thêm hai loại giữ thể diện dược phẩm, kết quả là tại Đằng Thiên chế dược Hán cấp tốc phát triển một chút, thiên hải vốn là rất nhiều xưởng chế thuốc sôi nổi đảo bế, toàn bộ thiên hải dược phẩm chợ cũng cơ hồ là bị Đằng Thiên chế dược Hán cấp lũng đoạn, Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử hai người tại trong một tháng này bận là hôn thiên ám địa, thậm chí liền mỗi ngày ăn cơm thời gian cũng không có. Bất quá! Đương Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử nhìn có bó lớn tài chính chảy vào Đằng Thiên chế dược Hán tài khoản trong sau, hai người nhất thời lại có động lực, thậm chí buổi tối nằm ở trên giường nằm mơ cũng sẽ bị cười tỉnh, chiếu như thế phát triển tiếp Đằng Thiên chế dược Hán muốn lũng đoạn toàn quốc thậm chí toàn thế giới dược phẩm chợ cũng không khả năng a. Thiên Hải một nhà xa hoa tử điếm ghế lô trong. Ngày hôm nay Lý Bàn Tử cùng Hầu Tử cuối cùng cũng rút ra không tới. Bọn họ hai cái cũng muốn nhân cơ hội này hỏi bọn họ một chút lão đại Diệp Thần Phong, sau này Đằng Thiên chế dược Hán để nên thế nào phát triển. Nếu như không có Diệp Thần Phong cung cấp phương thuốc, Đằng Thiên chế dược Hán căn bản không thể có thể đi ngày hôm nay bước này. Ghế lô bàn ăn thượng bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon, Hầu Tử cùng Lý Bàn Tử cộng đồng nâng chén, lão đại, chén rượu này chúng ta mời ngươi, nếu như không có ngươi không có ta môn ngày hôm nay. Hiện tại chúng ta cuối cùng là thể hội nhân sĩ thành công tư vị. Diệp Thần Phong đồng dạng là giơ cử chén rượu, sau đó hơi nhấp một miếng, đạo, Hầu Tử, Lý Bàn Tử, lẽ nào hai người các ngươi hiện đang thỏa mãn sao? Đây chỉ là các ngươi bước ra đi bước đầu tiên mà thôi, tương lai mục tiêu của ta là muốn kiến tạo một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc, tương lai chúng ta muốn tùy thuộc sản nghiệp không đơn thuần là dược phẩm, cho nên hai người các ngươi hay nhất có chuẩn bị tâm lý. Sau này các ngươi có thể sẽ càng chiếu cố, bất quá, ta sẽ nhường hai người các ngươi đứng thượng thương nghiệp giới đỉnh cao. Lý Bàn Tử kích động trên gương mặt thịt mỡ run rẩy, nắm chén rượu tay hơi run run, đạo, lão đại, toán bận rộn nữa ta Lý Bàn Tử cũng không sợ, nam nhân mà. Sống cả đời không phải là muốn làm một phen rầm rộ sự nghiệp sao? Từ theo lão đại ngươi sau đó, ta mới hiểu được cái gì gọi là rầm rộ sự nghiệp. Nguyên lai ta từ trước nghĩ cách cùng lão đại ngươi khi xuất. Quả thực là ấu trĩ không thể đủ lại ngây thơ. Lão đại, Lý Bàn Tử được rất đúng, nếu như không có lão đại ngươi, ta Hầu Tử hiện tại còn không biết ở nơi nào oa lắm. Từ phụ mẫu ta ly khai nhân thế, ta bị đuổi ra khỏi nhà sau, từ trước người nhận biết ta đều coi ta là thành là nhất điều chó nhà có tang, là ngươi nhượng ta hiểu được số phận là trưởng khống trong tay tự mình mặt. Hầu Tử trong ánh mắt mang theo sùng kính. Hai người các ngươi bất nịnh hót. Ngày hôm nay ta đi ra ăn cơm có chuyện gì không? Diệp Thần Phong cười mắng. Lão đại, ta và Hầu Tử có thể đều không phải phách ngươi mã thí. Lý Bàn Tử nghiêm trang đạo, bất quá, ngày hôm nay chúng ta ước lão đại ngươi đi ra, quả thật có chút sự tình muốn thương lượng với ngươi, bây giờ Đằng Thiên chế dược Hán phát triển tình thế đặc biệt tấn mãnh,
chúng ta đằng thiên chế dược hán tại thiên hải mảnh đất này mới trên cơ bản muốn hình thành trạng thái bão hòa. Ta và hầu tử dự định thừa dịp cái này cổ thế tướng đằng thiên chế dược hán nhanh chóng hướng tới toàn quốc các nơi phát triển ra đi, hy vọng có thể tại trong vòng 3 năm chiếm lĩnh nước hoa dược phẩm chợ. Diệp Thần Phong nghe Lý Bàn Tử chậm rãi mà nói, không khỏi tán đồng gật đầu, bây giờ đằng thiên chế dược hán đích xác chiếm lĩnh thiên hải dược phẩm chợ, quả thực nên muốn nhượng đằng thiên chế dược hán nhanh chóng phát triển, như vậy cũng có thể nhượng đằng thiên chế dược hán trở thành Diệp gia kinh tế thượng nhất cổ chống đỡ lực. Lý Bàn Tử, hầu tử, các ngươi dựa theo ý nghĩ của chính mình buông tay đi làm. Bất quá, chúng ta làm là dược phẩm hành nghiệp, tại sản xuất phân đoạn thượng nhất định phải nghiêm khắc chấn, bằng không thật vất vả tạo dựng lên danh tiếng hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Thần Phong nhắc nhở, bất kể là tại thương nghiệp thượng còn là tại thế lực dưới đất thượng, hắn đều lựa chọn làm vung tay trưởng quỹ, hắn không có nhiều như vậy gờ lực đi quản lý. Lão đại, điểm ấy ngươi yên tâm. Ta và Lý Bàn Tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Nghe Diệp Thần Phong đồng ý, hầu tử vội vã giơ ly rượu lên đạo. Có Diệp Thần Phong chi trì sau, kế tiếp hầu tử cùng Lý Bàn Tử lập tức bắt đầu phát triển đằng thiên chế dược hán, thiên hải phụ cận mấy tòa thành thị trung dược phẩm chợ, tại ngắn ngủi một đoạn thời gian chi nội cũng toàn bộ bị đằng thiên chế dược hán cấp chiếm lĩnh, trong lúc nhất thời vô số xưởng chế thuốc lão bản sôi nổi đối đằng thiên chế dược hán sinh ra không vừa lòng. Thành công trên đường nhất định là hiện đầy máu tanh, cho dù những này xưởng chế thuốc lão bản như thế nào đi nữa không vừa lòng, cũng ngăn cản không được đằng thiên chế dược hán quật khởi, bất quá, làm người không thể đủ đuổi tận giết tuyệt, vừa vặn đằng thiên chế dược hán yêu cầu tại toàn quốc các nơi phát triển, nhất định phải tại mỗi cái trong thành phố sáng tạo chế thuốc phân xưởng. Lý Bàn Tử cùng hầu tử quyết định trắng trợn thu mua xưởng chế thuốc, đồng thời khai ra giá thu mua cách hết sức khả quan. Những trước kia này xưởng chế thuốc lão bản tức giận trong lòng dẹp loạn không thiếu, cứ như vậy thu mua mà đến chế trong hãng thuốc thiết bị đều đầy đủ hết, công nhân cũng đều có, đối với đằng thiên chế dược hán phát triển là càng có lợi. Đương nhiên đằng thiên chế dược hán muốn chiếm lĩnh toàn bộ nước hoa dược phẩm chợ, còn cần hoa một đoạn thời gian rất dài, đây chỉ là đằng thiên chế dược hán một cái coi như không tệ bắt đầu. Những này ngày Diệp Thần Phong cũng tay đối Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ phụ tử hạ thủ. Từ từ bắt đầu tiếp xúc Cố gia danh hạ sản nghiệp, tướng Cố Nghiêm Sơn quyền trong tay từ từ phân hóa, Cố Nghiêm Sơn con lão hổ ly này đương nhiên biết Diệp Thần Phong cái này là muốn làm gì. Nhưng là hai cha con bọn họ chứng cứ phạm tội nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, cho nên đối với Diệp Thần Phong cách làm, hắn chút nào không dám đưa ra nửa điểm phản đối ý, thế nhưng hắn trong lòng đã tại bắt đầu nghĩ đối phó Diệp Thần Phong biện pháp, Cố Nghiêm Sơn có thể không cam lòng làm Diệp Thần Phong xả tuyến con rối. Huống hồ hắn biết hiện tại hai cha con bọn họ còn đối Diệp Thần Phong có lợi dụng giá trị, nếu có một ngày bọn họ không có giá trị lợi dụng, Diệp Thần Phong hội thế nào đối đợi bọn hắn? Cố gia biệt thự trong phòng khách. Ba, chúng ta lẽ nào cả đời đều muốn nghe tên khốn kia lời nói sao? Ta nuốt không trôi khẩu khí này a. Hắn rõ ràng là khải hoàn chúng ta Cố gia danh hạ sản nghiệp. Cố Hồng Vũ ngược lại cũng đều không phải cái kẻ ngu si. Hồng Vũ, người nghĩ rằng ta không biết ý nghĩ của hắn sao? Hắn muốn trưởng khống chúng ta Cố gia danh hạ sản nghiệp, nhất định phải từng bước phân hóa ta quyền trong tay, bằng không cho dù hắn đem hai chúng ta giết, cũng không thể có thể hoàn toàn trưởng khống chúng ta Cố gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp. Hiện tại chúng ta nhất định phải nhẫn, ta sẽ muốn nhất cái biện pháp nhường hỗn đản này từ nay về sau trên thế giới này biến mất. Cố Nghiêm Sơn trong ánh mắt lộ ra một vòng hung ác độc địa. Ba. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ tiện nghi tên khốn kia, tại nhượng hắn từ nơi này trên thế giới tiêu thất trước, ta nhất định phải thật tốt dằn vặt hắn tài năng hết giận. Cố Hồng Vũ nắm chặt nắm tay đạo. Yên tâm, ngươi cho rằng có dũng khí uy hiếp chúng ta phụ tử người, ta sẽ nhường hắn chết dễ dàng sao? Nếu hắn dám ở chúng ta Cố gia trên đầu dương oai, như vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Cố Nghiêm Sơn khẩn cắn chặt răng, âm lãnh đạo. Chương 310, trước bão tố. Tại Thiên Hải ba đại bang hội chi nhất Hổ Khiếu hội cùng Tuyệt Sát hội, tướng thần thiên hội 2/3 thế lực chiếm đoạt sau đó, Thiên Hải thế lực dưới đất thế cục lại từ từ ổn định lại. Ai cũng biết trước bão tố bình thường là bình tĩnh, bây giờ thắng thiên hội như thế một cái tên đều chưa biết bang hội, lại có thể tóm thâu thần thiên hội 1/3 thế lực, nghiễm nhiên trở thành có thể cùng Hổ Khiếu hội, Tuyệt Sát hội, tại Thiên Hải ba phần thiên hạ thực lực. Thiên Hải cái khác hình bang hội cùng cỡ trung bang sẽ biết Hổ Khiếu hội cùng Tuyệt Sát hội, chắc chắn sẽ không dung túng thắng thiên hội lại như thế phát triển tiếp,
cho nên không được bao lâu thời gian Thiên Hải rất nhanh tướng nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Mà tại trận này tinh phong huyết vũ trung đại bộ phận người đều cho rằng, thắng thiên hội tướng trở thành hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội đạp cước thạch, thắng thiên hội tại Thiên Hải quật khởi chẳng qua là dường như lưu tinh thông thường ngắn mà thôi. Hổ khiếu hội hội trưởng tên là Trương Thiên Cuồng, hiện nay 38 tuổi, thái độ làm người thủ đoạn độc ác, chỉ cần có người có dũng khí vi phạm ý tứ của hắn, bất kể ngươi là thân nhân của hắn còn là hảo huynh đệ, hắn cũng sẽ tướng ngươi chút nào không lưu tình đưa đi gặp Diêm Vương gia, cho nên tại sở hữu hổ khiếu hội thành viên trong lòng, Trương Thiên Cuồng có tuyệt đối uy nghiêm, không người nào dám phản bội hổ khiếu hội, phản bội Trương Thiên Cuồng, bọn họ biết một ngày bản thân phản bội Trương Thiên Cuồng. Kết cục rất có thể muốn so tử đều thống khổ gấp trăm lần thiên bội. Tuyệt sát hội hội trưởng tên là Hoàng Tiếu, hiện nay 36 tuổi, tương đối vu hổ khiếu hội Trương Thiên Cuồng mà nói, Hoàng Tiếu tắc hoàn toàn là một loại khe chư gở cách, hắn ngoan cũng không là hiện ra ở ngoài mặt, hắn đặc biệt giỏi về dùng âm mưu quỷ kế, thích nhất làm cho bất thình lình phía sau thống một đao, so Trương Thiên Cuồng càng cụ gặp nguy hiểm mì gờ, đã từng tử tại trên tay hắn người là nhiều không kể xiết. Mà bây giờ hai cái này tuyệt đối có thể xưng là Thiên Hải thế lực dưới đất trung giáo phụ, lại cộng đồng hẹn nhau tại một nhà tư nhân hội sở quý khách ghế lô trong, theo lý tới hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội đặt song song Thiên Hải ba đại bang hội chi nhất, Trương Thiên Cuồng cùng Hoàng Tiếu tuyệt đối không có khả năng lén lút trong gặp mặt, cái này hai đại bang hội trong lúc đó không sản sinh ma sát đã là rất khá. Thế nhưng trên đời này không có vĩnh viễn địch nhân, đương cộng đồng lợi ích đặt tại hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội trước mặt thời gian, bọn họ đương nhiên nguyện ý tạm thời buông đã từng liên quan, dùng đặt tạm thời hợp tác con mắt, đương nhiên lần này bọn họ cộng đồng lợi ích là Diệp Thần Phong thắng thiên hội. Theo lý tới thắng thiên hội thế lực muốn so chỉ một hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội tới yếu, cái này hai đại bang hội nguyên do không chọn tự mình giải quyết thắng thiên hội, đều có bản thân lo lắng, chẳng hạn như hổ khiếu hội lựa chọn tự mình động thủ giải quyết thắng thiên hội, hổ khiếu hội khẳng định cũng hội nỗ lực rất lớn giá cao. Vạn nhất cuối cùng tuyệt sát hội tới cái đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau ni. Phản chi tuyệt sát hội cũng là như vậy. Cho nên hiện nay tới hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội hai đại bang hội hợp tác là lựa chọn duy nhất, bằng không là trơ mắt nhìn thắng thiên hội phát triển, đây nhất định không là bọn hắn muốn xem. Bây giờ ba đại bang hội chi nhất thần thiên hội triệt để tại Thiên Hải tiêu thất, bọn họ tuyệt đối không thể đủ nhượng thắng thiên hội này thay thế thần thiên hội tại Thiên Hải ba đại bang hội vị trí. Tư nhân hội sở quý khách ghế lô trong, trang sức tráng lệ, trên mặt đất cửa hàng vào bến thủ công thảm, đạp lên đặc biệt mềm mại thư thích, ghế lô trong mỗi một dạng trang sức phẩm đều là động mười mấy vạn, thậm chí trên trăm vạn ni. Ghế lô trong vào bến ghế salon bằng da thật, ngồi hai gã khí độ bất phàm trung niên nam nhân, một gã trường so sánh tục tằng nam nhân liền là hổ khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng, mà một gã khác trường so sánh âm nhu trung niên nam nhân còn lại là tuyệt sát hội hội trưởng Hoàng Thiếu. Ghế lô trong yên tĩnh có chút đáng sợ, nếu không phải là bởi vì ngăn cản thắng thiên hội quật khởi, Trương Thiên Cuồng cùng Hoàng Tiếu tuyệt đối không hội đi cùng nhau, tính tình tương đối táo bạo Trương Thiên Cuồng thật sự là không nhịn được, hắn càng xem Hoàng Tiếu càng thành cái đàn bà, trong lòng nín một bụng khí, Hoàng hội trưởng, chúng ta tới đây trong có thể đều không phải mắt to chừng mắt. Hoàng Tiếu bất trí khả phủ cười cười, đạo Trương hội trưởng, người xin an chớ nóng, đều không phải một cái vừa tại Thiên Hải quật khởi thắng thiên hội sao. Chỉ cần chúng ta hai đại bang hội hợp tác, phải giải quyết thắng thiên hội, còn không phải là cùng nghiền tử một con kiến giống nhau giản đơn. Hoàng hội trưởng, nếu chúng ta lần này lựa chọn hợp tác, như vậy có chút sự tình ta còn là muốn rõ ràng, lần này chúng ta cộng đồng đối phó thắng thiên hội sau đó, thắng thiên hội thế lực chúng ta nên phân phối thế nào? Bằng không cuối cùng khiến cho hai chúng ta đại bang hội trong lúc đó vung tay cũng không tốt. Trương Thiên Cuồng trong ánh mắt lóe ra như có như không lạnh giá. Tại công phá thắng thiên hội sau, thắng thiên hội còn thừa lại thế lực chúng ta một nửa hấp thu, ta muốn như vậy là công bình nhất. Hoàng Thiếu khóe miệng mang theo nhẹ nhẹ tiêu ý, hơn nữa phó âm nhu tướng mạo, nếu là ngươi không biết thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không đem hắn và thế lực dưới đất giáo phụ liên hệ với nhau. Tốt, như vậy có thể, như vậy chúng ta tại ba ngày sau, chính thức đối thắng thiên hội tiến hành diệt trừ, thời gian còn thỉnh Hoàng hội trưởng tuyệt sát hội phải nhiều suất lực a. Trương Thiên Cuồng lạnh lùng cười nói. Hoàng Thiếu tử vào bến ghế salon bằng da thật đứng lên, hướng Trương Thiên Cuồng chắp tay, đạo Trương hội trưởng, nếu sự tình định rồi, như vậy ta cũng không quấy rầy Trương hội trưởng ngươi, ba chúng ta ngày sau tái kiến. Hoàng Thiếu đi ra ghế lô sau đó,
một gã 27-28 tuổi nam nhân đi đến, nam nhân khuôn mặt hiện đầy đau ba, dường như từng cái buồn nôn run thông thường, Trương Thiên Cuồng đang nhìn đau ba nam nhân sau, đạo, dã cẩu, ngươi cho là chúng ta lần này hợp tác với Tuyệt Sát Hội là lựa chọn chính xác sao? Tên là dã cẩu đao ba nam nhân là Trương Thiên Cuồng đắc lực cánh tay, dã cẩu si nhì gờ hung tàn rất phù hợp Trương Thiên Cuồng khẩu vị, cho nên tại hổ khiếu hội dã cẩu có đặc biệt cao địa vị, thậm chí có điểm dưới một người, vạn người chi thượng mùi vị. Bất quá, dã cẩu rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết mình ở Trương Thiên Cuồng trong mắt của chỉ là nhất điều hội chó cắn người mà thôi, nếu như một ngày kia hắn con chó này không nghe lời, hắn tin tưởng Trương Thiên Cuồng tuyệt đối sẽ tướng đích thân hắn giết chết. Dã cẩu khuôn mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười khó coi, đạo hội trưởng, bây giờ hợp tác với Tuyệt Sát Hội là lựa chọn duy nhất, ta muốn Tuyệt Sát Hội không hội phức tạp, hoàng thiếu cái này người hội trưởng ngươi muốn chú ý một điểm, hắn thích làm phía sau thống người một đao sự tình. Dã cẩu, ngươi là điều không phải quá để mắt hoàng thiếu. Hắn mặc dù là Tuyệt Sát Hội hội trưởng, nhưng ta xem hắn là một cái đàn bà, lẽ nào ta còn có thể sợ người như thế sao? Một ngày nào đó hổ khiếu hội khẳng định hội tướng Tuyệt Sát Hội dẫm nát dưới bàn chân. Trương Thiên Cuồng đối với dã cẩu ý kiến là có chút không cho là đúng. Nhìn Trương Thiên Cuồng cái này phó tư thái cuồng ngạo, dã cẩu cũng không nhiều hơn nữa cái gì, hắn biết hội trưởng không thích lời vô ích nhiều người. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Tuyệt Sát Hội hội trưởng Hoàng Tiếu xe riêng thượng. Hoàng Tiếu bên cạnh ngồi một gã tâm phúc của hắn, lúc này nụ cười trên mặt hắn biến mất không còn chút nào. Dường như đang lầm bầm lầu bầu, Trương Thiên Cuồng, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có cuồng vọng tư bản sao? Chỉ do là một cái đầu óc giản đơn tứ chi phát triển ngu xuẩn, lần này chúng ta Tuyệt Sát Hội tạm thời cùng các ngươi hổ khiếu hội hợp tác, bất quá, không bao lâu hổ khiếu hội cũng rất nhanh hội từ thiên hải biến mất. Hội trưởng, Trương Thiên Cuồng có thể ngồi vững hổ khiếu hội hội trưởng vị, khẳng định có hắn chỗ hơn người, hội trưởng ngài còn là tâm cẩn thận một ít tuyệt vời. Hoàng Thiếu tâm phúc hảo ý nhắc nhở. Hoàng Thiếu gật đầu, đạo yên tâm, ta cũng không là Trương Thiên Cuồng như vậy đầu óc đơn giản hàng sắc, toán thực lực của đối phương yếu tượng một con kiến, ta cũng biết dùng tâm đi đối đãi. Từ trước thiên hải thật là bình tĩnh lâu lắm, quá lâu, lần này cơ hội ngàn năm một thuở a. Hội trưởng, ngài có thể nghĩ như vậy không thể tốt hơn, ta nghĩ chúng ta Tuyệt Sát Hội thống nhất thiên hải ngày là chỉ gì có thể đợi. Hoàng Thiếu tâm phúc cung kính nói. Ngươi ở đây tính toán người khác thời gian, không biết người khác đã ở tính toán ngươi, cái này trên thế giới vĩnh viễn đều là người mưu hại người, tượng ngươi ở sau lưng mạ người khác ngu ngốc, người khác cũng ở sau lưng chửi ngu ngốc đạo lý là giống nhau, Trương Thiên Cuồng cùng Hoàng Thiếu lựa chọn đối thắng thiên hội động thủ, có lẽ là bọn họ đời này làm ra nhất không lựa chọn sáng suốt. Bất quá, có một chút là có thể khẳng định, thiên hải sắp muốn phát sinh một hồi đại động đáng. Trận này đại động đáng tướng hội nghênh đón thiên hải thế lực dưới đất một cái mới cục diện. Là thắng thiên hội tại trận này dung chuyển trung triệt để quật khởi ni. Còn là hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện nay đây là một cái ẩn số ni. Chương 311, cùng với đợi, không bằng chủ động xuất kích. Xác định đầu phiếu. Tại hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội chiếm đoạt hoàn thần thiên hội 2/3 thế lực sau. Phương Nam Tường liền nhượng người bí mật chú ý cái này hai đại bang hội nhất cử nhất động, hắn biết hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội khẳng định sẽ không dễ dàng phóng qua thắng thiên hội, quả nhiên không ra dữ liệu của hắn, hổ khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng cùng Tuyệt Sát Hội hội trưởng Hoàng Thiếu bí mật gặp mặt. Trương Thiên Cuồng cùng Hoàng Thiếu vừa không có bất luận cái gì tình hình thực tế nghị, cái này hai đại thiên hải thế lực dưới đất giáo phụ, tiến tới với nhau hội có chuyện tốt lành gì sao? Dùng tình thế trước mắt đến xem. Phương Nam Tường thì là dùng phần mông đoán đều có thể đủ đoán được, sợ rằng hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội sắp sửa đối thắng thiên hội động thủ. Bây giờ thắng thiên hội mặc dù có nhất định thế lực, thế nhưng cũng không chống đỡ nổi hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội liên thủ công kích, cho nên Phương Nam Tường lập tức liên hệ Diệp Thần Phong đến thắng thiên hội tổng hội sở trong tới thương nghị chuyện này. Thắng thiên hội tổng hội sở trong đại sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng, Phương Nam Tường, hổ ca cùng Thiết Ngưu sôi nổi cao mày. Diệp Thần Phong ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, năm ngón tay qua lại có quy luật đập trước mặt bằng gỗ bàn trà, nếu như Diệp Thần Phong xuất thủ, hổ khiếu hội cùng Tuyệt Sát Hội căn bản không đủ sợ hãi, thế nhưng tương lai thắng thiên hội phải đi đường còn xa ni. Lẽ nào gặp phải bất cứ chuyện gì đều cần nhờ Diệp Thần Phong để giải quyết sao? Diệp Thần Phong nhiều nhất là tại lúc cần thiết ra tay trợ giúp thoáng cái,
Lần này hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội không thể nghi ngờ là thắng thiên hội hay nhất bất quá một lần tôi luyện cơ hội. Dù sao thắng thiên hội thống nhất thiên hải sau đó, thắng thiên hội thế lực sắp sửa hướng tới những thành thị khác mở rộng đi ra. Phương ca, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội sự tình, người thấy thế nào? Diệp Thần Phong qua lại gõ bằng gỗ bàn trà ngón tay hơi ngừng, đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm Phương Nam Tường nghi vấn hỏi. Phương Nam Tường nhíu chân mày dần dần thư triển ra, trầm ngâm chốc lát, mới trở lại đạo, Diệp Thiếu, nếu như sự tình thật như ta sở liệu, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội sắp sửa liên thủ đối phó chúng ta, như vậy chúng ta thắng thiên hội hoàn cảnh thật là không cần lạc quan, nếu như chỉ cần là hổ khiếu hội hoặc tuyệt sát hội trong đó một cái bang hội đối với chúng ta thắng thiên hội xuất thủ, chúng ta thắng thiên hội miễn cưỡng còn có sức đánh một trận. Thế nhưng dùng hiện nay thiên hải thế lực dưới đất tình thế đến xem, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội khẳng định hội liên thủ đối phó chúng ta thắng thiên hội. Cái này hai đại bang hội lẫn nhau đều có nghi kỵ, bọn họ sợ một ngày đơn độc đối với chúng ta thắng thiên hội hạ thủ, cái khác bang hội tại cuối cùng hội ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên Diệp Thiếu, chúng ta phải mau sớm muốn một cái cách đối phó đi ra. Lần này chúng ta thắng thiên hội nếu như có thể xông qua cái này nhất khó khăn. Tướng hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội dẫm nát dưới bàn chân, như vậy chúng ta thắng thiên hội tướng trở thành thiên hải thế lực dưới đất mới bá chủ. Một bên hổ ca có chút khó khăn không chịu nổi tính tình, chen miệng nói, Phương ca, chúng ta sợ cái giám hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội a. Chúng ta thắng thiên hội thành viên một cái đỉnh bọn họ 10 cái. Ta cũng không tin cuối cùng chúng ta hội thua cho bọn họ. Tiểu hổ, Phương ca nói rất đúng, nếu như hổ khiếu hội liên thủ với tuyệt sát hội, dùng bây giờ thắng thiên hội cây bản không phải là đối thủ của bọn họ, bất quá. Cùng với đợi, không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Tối thiểu như vậy chúng ta có thể nắm giữ quyền chủ động, không đến mức như vậy bị động. Diệp Thần Phong trong lòng đã nghĩ đến một cái không tệ kế sách. Lão đại, ý của ngươi là chúng ta muốn cùng hổ khiếu hội, tuyệt sát hội cứng đối cứng. Như vậy mới đã nghiền mà, ta tiểu hổ tay có thể dương lắm. Vừa vặn cầm những, này món lòng đầu tới chỉ dương. Hổ ca hứng thú tràn đầy nói rằng, từ lần trước Diệp Thần Phong dùng bát cấp linh hồn lực giúp hắn tăng lên thực lực sau. Hổ ca liền cả ngày đều không nhẫn nại được, vẫn muốn tìm một cơ hội thật tốt qua một lần tay nghiện. Tiểu hổ, ngươi lại nói sai. Lẽ nào chủ động xuất kích tự nhất định là muốn cùng đối phương cứng đối cứng sao? Lần này hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể đủ dùng lực. Diệp Thần Phong ý vị thâm trường cười nói. Hổ ca khổ gương mặt, nói rằng, lão đại, vậy lần này chẳng phải là lại không thể qua tay nghiện. Mấy ngày này sắp nín chết ta. Nín chết ngươi, cũng tổng so ngươi bị người chém chết tốt. Ngươi cho là hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội là ngồi không sao. Diệp Thần Phong tức giận cười mắng. Bàn trà thượng để hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội chung thành viên trọng yếu tư liệu, cái này là Phương Nam Tường siêu tập tới được, chính cái gọi là chi kỷ chi bỉ bách chiến bách thắng mà. Diệp Thần Phong từng trang lật xem, khi thấy hổ khiếu hội chung giã cầu tư liệu thời gian. Khóe miệng hữu ý vô ý hiện lên một vòng dáng tươi cười. Trong tài liệu viết, giã cầu, 27 tuổi. Thái độ làm người hung tàn không gì sánh được, hỉ nữ nhân tốt, bị hắn làm bẩn qua nữ nhân nhiều không kể xiết, đã từng thân thủ tướng thi thể của địch nhân tháo thành 8 khối qua, là hổ khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng đắc lực cánh tay, tại hổ khiếu hội chung có hết sức quan trọng địa vị. Diệp Thần Phong tướng giã cầu tư liệu niết tại bàn tay chung, mỉm cười nói, Phương ca, nếu hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội muốn liên thủ đối phó chúng ta. Như vậy chúng ta tự để cho bọn họ tới một cái chó cắn chó đấu tranh nội bộ, chúng ta trước ở một bên từ từ xem vở kịch hay. Phương Nam Tường còn là không rõ lắm Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng, vì vậy liền hỏi, Diệp Thiếu, ý của ngài là. Diệp Thần Phong tướng giã cầu tư liệu vỗ vào bàn trà thượng, nói rằng, Phương ca, chúng ta tự từ nơi này người hạ thủ, ta sẽ nhường này giã cầu trái lại nghe lời, sau đó nương giã cầu nhường hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Những cái này hai đại bang hội trước đấu một trận, đợi được bọn họ phát hiện không đúng thời gian, chính là chúng ta thắng thiên hội ngồi thu ngư ông thủ lợi thời khắc, đến lúc đó nói không chừng chúng ta thật có thể đủ tướng hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội nhất cử cầm hạ ni. Diệp Thiếu, hổ khiếu hội Trương Thiên Cuồng là nổi danh thủ đoạn độc ác, hổ khiếu hội trong thành viên sợ rằng tình nguyện tử cũng sẽ không phản bội Trương Thiên Cuồng, chớ nói chi là Trương Thiên Cuồng đắc lực cánh tay giã cẩu. Phương Nam Tường đưa ra trong lòng nghi vấn. Phương ca, cái này một điểm ngươi tự không cần lo lắng, giã cầu sự tình giao cho ta xử lý,
lần này thắng thiên hội đối mặt hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội, ta chỉ sẽ ra tay giải quyết giã cầu sự tình, còn dư lại cũng đều phải dựa vào chính các ngươi, lần này đối thắng thiên hội mà nói là cái không tệ tôi luyện. Diệp Thần Phong khóe miệng dáng tươi cười thu thu. Gặp Diệp Thần Phong đều nói như vậy Phương Nam Tường cũng không có tốt lo lắng, dù sao hắn thấy Diệp Thiếu là một cái tràn ngập sắc thái thần bí chính là nhân vật, nếu Diệp Thiếu mình cũng nói có thể làm được sự tình, như vậy trên cơ bản 89 phần 10 không có vấn đề gì. Tốt, chỉ cần Diệp Thiếu có thể nhượng thần không biết quỷ không hay nhượng giã cẩu giúp chúng ta làm việc, như vậy lần này hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội không những không có khả năng hợp tác, cuối cùng còn có thể sản sinh kịch liệt mâu thuẫn, như vậy chúng ta thắng thiên hội thì có rất lớn phần thắng. Phương Nam Tường lòng tin từ từ trở về. Tiểu hổ, người cũng đừng sầu mi khổ kiểm, cho dù kế hoạch của ta thành công, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội y nguyên đều không phải dễ đối phó như vậy, đến lúc đó luôn luôn người qua tay nghiện cơ hội. Diệp Thần Phong cười nhìn thoáng qua trầm mặc hổ ca nói rằng. Lão đại, người nói là sự thật sao? Tiểu hổ ta có thể chờ. Bang lão đại ngươi nhiều giải quyết vài cái hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội tôn tử. Vừa nghe đến Diệp Thần Phong lời nói này, hổ ca tức khắc sinh long hoạt hổ lên, giơ lên nắm tay lời thề son sắt bảo đảm nói. Phương ca, chờ tối hôm nay ta tự sẽ làm giã cẩu chuyên tâm làm chúng ta thắng thiên hội cẩu, có một việc còn cần ngươi tự mình đi làm, ta mong muốn tại sáng sớm ngày mai chúng ta thắng thiên hội cùng tuyệt sát hội liên hợp sự tình tại thiên hải thế lực dưới đất trung truyền ra, chính cái gọi là một truyền 10. 10 truyền 100, có chút sự tình truyền tự hội thành sự thật, hơn nữa giã cẩu giúp chúng ta tại hổ khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng trước mặt gây xích mích, Trương Thiên Cuồng khẳng định hội không nhẫn nại được hướng tuyệt sát hội phát động công kích. Diệp Thần Phong cười nhạt một tiếng nói. Phương Nam Tường gật đầu, nói rằng, Diệp Thiếu, chuyện này ta nhất định sẽ làm vững vàng thỏa thỏa, xem ra hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội muốn liên hợp lại tính toán chúng ta, cuối cùng hội bị chúng ta thắng thiên hội cấp tính kế ni. Đối, Diệp Thiếu, hiện nay thiên hải rất nhiều bang hội đều đối với chúng ta thắng thiên hội là nóng lòng muốn thử, bọn họ đều cho rằng lần này chúng ta thắng thiên hội chỉ có xong đời phần, thậm chí trước kia này hướng chúng ta dựa bang hội, cũng toàn bộ từ từ xa cách chúng ta, chuyện này chúng ta nên xử lý như thế nào? Phương Nam Tường nghi vấn hỏi. Diệp Thần Phong chỉ nói thật đơn giản một chữ, giết. Gặp Phương Nam Tường gật đầu thông minh, Diệp Thần Phong mới còn nói thêm, Phương ca. Chúng ta thắng thiên hội không cần hội cắn lại chủ nhân cầu, chờ hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội sự tình xử lý xong, lại đem những này cá nhỏ tiểu hà cùng nơi giải quyết hết đi. Chương 312, ta yêu cầu một con chó. Xác định đầu phiếu. Theo nhiệt độ không khí không ngừng tăng trở lại đến các nữ nhân khoe khoang phong tao mùa. Buổi tối, thiên hải đường phố phồn hoa thượng rất dễ nhìn đến mặc hở hang nữ nhân, khuôn mặt nồng trang tươi đẹp mạt. Xoay động eo thon nhỏ, cho là mình là tiên nữ hạ phàm, kỳ thực chẳng qua là một ít dung chi tục phấn mà thôi. Bất quá những nữ nhân này tại trên đường phố quay đầu lại tỷ số vẫn còn rất cao. Cũng là bây giờ nam tính những đồng bào ánh mắt là càng ngày càng thấp. Thậm chí có một ít bụng đói ăn quàng nam tính đồng bào. Ở trước mặt hắn phóng ngay lợn mẹ, hắn cũng chiếu thượng không lầm, có thể thấy được bây giờ một bộ phận nam tính đồng bào là bao nhiêu bi thúc. Đối với thiên hải như vậy đại đô thị mà nói, căn bản cũng không có ban ngày cùng đêm tối chi phân, thậm chí buổi tối so ban ngày muốn càng náo nhiệt cùng phồn hoa, ban ngày đại bộ phận người đều vùi đầu cho công tác ở giữa, đến buổi tối mới ra đến buông lỏng một chút tâm tình, ước thượng vài cái bằng hữu đi KTV trong hát một chút ca a. Hoặc đi trong quán rượu đi dạo một chút, có thể gặp phải nhất dạ tình cũng nói không nhất định, có người nói quán ba thế nhưng thừa thải nhất dạ tình địa phương. Ngọn đèn dầu huy hoàng quán ba là hổ khiếu hội danh hạ sản nghiệp. Do giã cẩu tự mình phụ trách, tại ngọn đèn dầu huy hoàng quầy rượu lầu 2 có giã cẩu dành riêng gian phòng, mỗi ngày giã cẩu cũng sẽ tới nơi này khoái hoạt vài canh giờ. Ngọn đèn dầu huy hoàng quán 3 lầu 2 giã cẩu dành riêng trong phòng, giã cẩu chính ghé vào một cái 17-18 tuổi thiếu nữ trên người cố sức làm việc ni. Trên mặt thiếu nữ không ngừng có vệt nước mắt lướt qua, hàm răng chăm chú cắn môi, tại 3 ngày trước giã cẩu trong lúc vô tình tại trên đường cái nhìn chúng người thiếu nữ này. Vì vậy liền tìm người đem thiếu nữ quải đến ngọn đèn dầu huy hoàng quán ba. Tại trong 3 ngày này giã cẩu mỗi đêm cũng sẽ tới ngọn đèn dầu huy hoàng quán ba tại thiếu nữ trên người phát tiết một lần. Thiếu nữ đã từ khởi điểm tuyệt vọng, từ từ biến được chết lặng. Giã cẩu nhìn đến bị hắn áp tại thân thể hạ thiếu nữ còn đang chảy nước mắt, khó chịu bóp một cái thiếu nữ bộ ngực đầy đặn, nói rằng, ngươi khóc cái gì khóc.
Ngươi có thể trở thành ta dã cẩu nữ nhân, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, chờ hôm nay ta sẽ cho ngươi nhất trương 10 vạn đồng tiền chi phiếu, sau đó ngươi cũng không cần tại ta xuất hiện trước mặt. Cái này dã cẩu lương tâm đến không có hoàn toàn mất đi, biết làm bẩn người khác thân thể, còn có thể dùng tiền tài tới làm một ít bồi thường đi. Bị dã cẩu áp tại thân thể hạ thiếu nữ, nghe được dã cẩu muốn cho nàng 10 vạn đồng tiền, nàng viên mắt chung nước mắt không lại chảy xuôi, trong lòng thậm chí nảy sinh một loại vui sướng, gia đình của nàng hết sức gian khổ, một năm tứ quý trên người mặc quần áo cũng thập phần phá cũ. Bình thường bị trong trường học bạn học cười nhạo, nếu như có 10 vạn đồng tiền, nàng là có thể mua quần áo mới, cũng sẽ không bị bạn học cười nhạo, rất nhiều ý niệm trong đầu đều ở đây thiếu nữ trong óc chợt lóe lên. Trong lòng cũng không lại như vậy khó chịu, cho nên nói nam nhân có tiền hội đổi bại, nữ nhân không có tiền mới có thể đổi bại chính là cái đạo lý này, sợ rằng từ nay về sau tên này bị dã cẩu áp tại thân thể hạ thiếu nữ tướng hoàn toàn đi lên nhất điều đường không về. Nhìn đến bị áp tại thân thể hạ thiếu nữ không lại chảy nước mắt, dã cẩu trương đầy đau ba khuôn mặt cuối cùng là lộ ra cùng nhau làm sao cũng không được tốt lắm nhìn dáng tươi cười. Hài lòng nói cái này mới đúng chứ. Cái này trên thế giới không có ai sẽ cùng tiền băn khoăn, tối hôm nay ngươi nhường ta thật tốt thoải mái thượng nhất thoải mái, nếu như biểu hiện của ngươi nhường ta hài lòng, hôm nay ta còn có thể nhiều hơn ngươi tiền. Nói xong, dã cẩu kế tục tại thiếu nữ trên người cố sức làm việc, lúc này thiếu nữ chợt bắt đầu từ từ phối hợp khởi dã cẩu, xem ra tên thiếu nữ này là hoàn toàn bởi vì tiền tài mà hư hỏng. Ta cũng không thích nhìn như thế ác tha hiện trường gieo thẳng, các ngươi là phải tiếp tục đi. Hay là muốn dừng lại? Trong phòng thình lình xảy ra thanh âm đem dã cẩu sợ đến run một cái, ở trong thân thể hỏa diễm tức khắc biến mất không còn chút nào. Chẳng phân biệt được mọi việc vội vã từ trên giường bò dậy, phát hiện trong phòng chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã thanh niên. Thanh niên hai tay sáp tại trong túi quần, khóe môi nhếch lên một vòng hí ngược dáng tươi cười. Dã cẩu hai con người vi híp lại, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sát khí. Tại hổ khiếu hội ngoại trừ hội trưởng Trương Thiên Cuồng cho rằng, còn không có người nào có dũng khí không biết sống chết quấy rối hắn dã cẩu chuyện tốt ni. Mà trước mặt cái này thần thái ung dung thanh niên, không cầm quyền mắt chó trong đã là một cái người chết, thậm chí dã cẩu đã trong lòng trong quyết định muốn nhường trước mặt người thanh niên này nhận hết dằn vặt mà chết. Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến phòng của ta? Tỉ mỉ có lẽ trước mặt người thanh niên này có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập phòng của hắn. Nhượng dã cẩu trong lòng mơ hồ có loại bất an. Trên giường thiếu nữ sớm tướng chăn quyển tại trên thân thể. Cả người co rúm ở giường trong một cái góc, đối với trước mặt chuyện đã xảy ra có chút không biết làm sao. Ta là ai rất trọng yếu sao? Ngươi đáp nên hỏi một chút ta tối nay tới tìm ngươi làm gì? Thanh niên tự mình ở trong phòng trên ghế salon ngồi xuống. Hai chân chéo nguẩy, đen kịt hai con ngươi nhìn chăm chú vào dã cẩu. Dã cẩu kiềm chế ở muốn lập tức giết chết trước mặt thanh niên xung động, hỏi, như vậy ngươi tối nay tới tìm ta là đang làm gì? Ta yêu cầu một con chó, nhất điều trung thành cẩu, ngươi thật giống như gọi là dã cẩu đi. Cho nên ta cho rằng ngươi có thể làm tốt ta một con chó. Ngồi ở gian phòng trên ghế salon thanh niên chính là Diệp Thần Phong. Nghe vậy, dã cẩu hoàn toàn bạo nộ rồi, vừa định muốn mở miệng hô người tiến đến. Chỉ thấy Diệp Thần Phong bàn tay trung lóe lên lưỡng đạo ngân quang, cùng nhau hướng dã cẩu cái cổ vào tới, một đạo khác hướng sự cấy thượng không biết làm sao thiếu nữ vào tới. Cái này lưỡng đạo ngân sắc quang mang là Diệp Thần Phong bắn ra ngân châm tạo thành, hướng dã cẩu vào tới ngân châm chuẩn xác không có lầm đâm vào huyệt câm của hắn chi trung, hướng thiếu nữ vào tới ngân châm đâm vào huyệt ngủ của nàng vị chi trung, thiếu nữ rất nhanh liền mơ hồ đã ngủ mê man rồi. Dã cẩu dùng sức lực lượng toàn thân cổ họng trong cũng không phát ra được nhất chút thanh âm tới, khuôn mặt tràn ngập khởi thần sắc kinh khủng, Diệp Thần Phong không mặn không là thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn, ta đã sớm biết ngươi không biết là nhất điều nghe lời chó, cho nên vì muốn nhượng ngươi nghe lời, nhất định phải thật tốt điều giáo thoáng cái, nhượng ngươi biết nên dùng thái độ gì đối đãi chủ nhân của mình. Diệp Thần Phong từ trên ghế salon đứng lên, thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở dã cẩu trước mặt. Không cầm quyền cậu còn không có phản ứng kịp lúc, Diệp Thần Phong từ trong túi móc ra nhất khỏa màu đỏ dược hoàn, không nói lời gì nhét vào dã cẩu miệng trong, khiến cho đối phương nuốt vào bụng trong. Viên này màu đỏ dược hoàn chính là trước đây Diệp Thần Phong đối phó biên cảnh dịch thuận phách mại trường lão bản tam gia cực dương hoàn, phục dụng cái này cực dương hoàn sau, trên thân thể hội cực ngứa khó khăn chịu đựng, hơn nữa còn là càng chảo càng ngứa,
càng chảo càng ngứa, đến cuối cùng thậm chí hội đem ra cùng huyết nhục đều cào xuống, thẳng đến cả người hoàn toàn tử vong, chỉ có phục dụng Diệp Thần Phong giải dược tài năng đủ giảm bớt, với lại hàng năm đều phải muốn cố định dùng giải dược, bằng không cực dương hoàn dược hiệu như cũ hội phát tác. Cái này cực dương hoàn khẳng định có thể nhượng dã cẩu ngoan ngoãn biến thành hắn Diệp Thần Phong chính là tay sai. Dã cẩu lại đem cực dương hoàn nuốt vào bụng trong sau, không có qua bao nhiêu thời gian, dược hiệu ngay trong thân thể của hắn phát huy được, dã cẩu không ngừng trào thân thể mỗi cái bộ vị, thế nhưng liền một điểm dừng động công hiệu cũng không đạt được, ngược lại là biến được càng tới càng ngứa, ở trong thân thể là khó chịu không gì sánh được. Diệp Thần Phong tướng đâm vào dã cẩu á huyệt ngân châm rút xuống, nói rằng, ta vừa cho ngươi dùng là cực dương hoàn, nếu như không có giải dược của ta, ngươi tướng hội đem trên người mình thịt đều xé rách xuống, cuối cùng biến thành một bãi buồn nôn huyết nhục, ta muốn ngươi khẳng định không muốn nhìn thấy bản thân lưu lạc thành như vậy kết cục đi. Thế nào, hiện tại có hứng thú hay không làm ta Diệp Thần Phong chó? Tại Diệp Thần Phong đang khi nói chuyện, dã cẩu trên người nhiều chỗ da đã bị nắm hư thúi, hiện tại hắn ý niệm duy nhất chính là muốn lập tức dừng ngứa, theo bản năng nói rằng, ta nguyện ý làm chó của ngươi, ta nguyện ý làm chó của ngươi, nhanh lên một chút giúp ta dừng ngứa đi. Diệp Thần Phong hài lòng gật đầu, từ trong túi lại móc ra nhất khỏa hắc sắc dược hoàn nhét vào dã cẩu miệng trong, dã cẩu tại nuốt trọn hắc sắc dược hoàn sau, ngắn ngủi 2-3 phút, trên người đau ngứa rất nhanh liền chậm rãi tiêu thất. Dã cẩu cái này mới sảng khoái hộc ra một chút sức lực, viền mắt chung hai con ngươi kẻ trộm lưu lưu dạo qua một vòng, hắn cái này một loạt cử động đều rơi vào rồi Diệp Thần Phong trong đôi mắt của, đã quên nói cho ngươi biết, từ nay về sau ngươi hàng năm đều cần đúng giờ dùng ta đưa cho ngươi giải dược, bằng không cực dương hoàn dược hiệu còn là hội phát tác, nếu như ngươi không tin có thể phản bội ta thử nhìn một chút, như vậy sang năm hiện tại ngươi như cũ tướng sẽ đem mình trảo biến thành một bãi huyết nhục. Chương 313, rốt cuộc ai tại tính toán ai? Xác định đầu phiếu. Dã cẩu đôi mắt hơi nhất ngưng, toàn thân một cái run, muốn khởi vừa rồi loại động cảm giác đau đến không muốn sống, cùng với nhìn đến trên thân thể bị nắm phá từng đạo vết máu. Dã cẩu mặc dù là cái hung tàn không gì sánh được người, thế nhưng cái này tịnh không có nghĩa là hắn không sợ chết. Từ dã cẩu trương đầy dấu vết khuôn mặt, là có thể suy đoán ra hắn đã từng là bị bao nhiêu thống khổ hành hạ. Tại loại bị hành hạ còn phải kiên trì người còn sống sót, nhất định là đặc biệt quý trọng tánh mạng của mình. Nằm trên mặt đất cổ họng trong khí tức có chút hỗn loạn, dã cẩu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn kỹ Diệp Thần Phong, nếu như Diệp Thần Phong theo như lời sự tình đều là thật, như vậy hắn cái mạng này đều không phải vĩnh viễn đều trưởng khống trong tay Diệp Thần Phong sao? Hắn còn không muốn chết, muốn còn sống, hỏi dò, ngươi muốn nhượng ta làm cái gì? Diệp Thần Phong hàm vừa cười vừa nói, không tệ, không tệ, xem ra ngươi đã sơ bộ có sẵn làm chó tư chất, ta chẳng qua là muốn nhượng ngươi phản bội Trương Thiên Cuồng mà thôi, thuận tiện nhượng Trương Thiên Cuồng hổ khiếu hội cùng Hoàng Tiếu Tuyệt Sát hội trong lúc đó sản sinh một điểm xung đột, ta muốn làm Trương Thiên Cuồng đắc lực cánh tay ngươi, chuyện này nên cũng không khó làm đi. Gì, ngươi phải gọi ta phản bội Trương Thiên Cuồng? Dã cẩu kinh ngạc thốt ra, Trương Thiên Cuồng thái độ làm người dã cẩu lại không rõ lắm. Nếu như hắn lựa chọn phản bội Trương Thiên Cuồng, cuối cùng chắc chắn sẽ không có gì tốt kết quả. Diệp Thần Phong tựa hồ nhìn thấu dã cẩu trong lòng lo lắng, giọng nói bình thản mở miệng nói, thế nào? Lẽ nào ngươi không muốn sao? Ta biết ngươi trong lòng đang lo lắng cái gì? Bất quá, hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội rất nhanh sẽ gặp từ thiên hải tiêu thất, tại Trương Thiên Cuồng trong lòng ngươi cũng chẳng qua là một con chó mà thôi, làm hắn cẩu, còn không bằng tới làm chó của ta. Ta cam đoan sau này có thể nhượng ngươi làm nhất điều càng phong cảnh cầu, phải biết rằng nguyện ý làm chó của ta người có rất nhiều, hiện tại tự nhìn ngươi có muốn hay không nắm chặt cơ hội lần này. Hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội rất nhanh sẽ gặp từ thiên hải tiêu thất. Cái này là bao nhiêu cuồng vọng tự đại giọng nói, tại thiên hải có thể đối phó cái này hai đại bang hội thế lực căn bản không tồn tại đi. Dã cẩu trong đầu tâm tư nhanh chóng vận chuyển, nhất phút sau, hắn mới hỏi dò, ngươi là thắng thiên hội người. Xem ra ngươi đầu óc cũng rất tốt xử, nhanh làm ra quyết định của ngươi đi. Ta không có thời gian bồi ngươi ở nơi này hao tổn. Bị Diệp Thần Phong đen kịt hai con ngươi nhìn chằm chằm, dã cẩu ngực buồn bực được khó chịu. Nhất cổ áp lực vô hình, nhượng hắn có loại cảm giác không thở nổi, chật vật nuốt hai hạ nước bọt, nói rằng, thắng thiên hội quật khởi tốc độ quả thực rất nhanh, có thể tái phát triển 1-2 năm thật có thể cùng hổ khiếu hội, tuyệt sát hội đối kháng thực lực. Nhưng tuyệt đối điều không phải hiện tại.
Diệp Thần Phong lạnh lùng cười nói, ta bây giờ không phải là những ngươi tới bình phán chúng ta thắng thiên hội. Ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không làm chó của ta? Cái này đối với ngươi mà nói là một hồi đánh bạc, nếu như ngươi nguyện ý làm chó của ta, với lại lần này chúng ta thắng thiên hội tướng hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội nhất cử bắt lại, như vậy sau đó thắng thiên hội chính là thiên hải thế lực dưới đất mới bá chủ. Ngươi làm thắng thiên hội một con chó đến lúc đó so hiện tại muốn phong cảnh vô số lần, đương nhiên ngươi cũng có thể đối Trương Thiên Cuồng biểu thị trung tâm, như vậy ta cũng chỉ có tống ngươi đi Diêm Vương Điện Thượng. Nếu như đối Trương Thiên Cuồng biểu thị trung tâm, như vậy dã cẩu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì là Diệp Thần Phong không giết hắn. Hắn cũng trúng Diệp Thần Phong cực dương hoàn, nếu như dã cẩu lựa chọn làm Diệp Thần Phong một con chó, như vậy hắn còn có mấy phần sinh mong muốn, huống hồ Diệp Thần Phong nói không sai, hắn dã cẩu tại Trương Thiên Cuồng trong lòng chính là nhất điều có thể tùy thời giết chết cẩu, như vậy hắn làm ai cẩu? Điều không phải cẩu ni. Dã cẩu trong lòng có so sánh, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, nhưng ta thế nào cam đoan ngươi không hội qua sông đoạn cầu ni. Ta Diệp Thần Phong làm ra hứa hẹn thông thường cũng sẽ tuân thủ, nếu ngươi đáp ứng nguyện ý làm ta một con chó, như vậy chỉ cần ngươi vẫn đều đối với ta trung thành và tận tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đầy đủ phong cảnh. Chí ít nói đả cẩu còn phải xem chủ nhân ni, Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Nếu dã cẩu đáp ứng yêu cầu của hắn, kế tiếp. Diệp Thần Phong đem chuyện cần làm nói cho dã cẩu, tại phân phó xong sau đó, Diệp Thần Phong liền rời đi ngọn đèn dầu huy hoàng lầu 2 dã cẩu dành riêng gian phòng. Gian phòng tia sáng rất tối, dã cẩu nhìn nằm ở trên giường hôn ngủ mất thiếu nữ, trên khuôn mặt đầy dấu vết nhíu lên, là trở thành nhất điều phong cảnh vô hạn cẩu. Còn là trở thành nhất điều bị đánh chết cẩu, hiện tại bước ra đi bước này tướng quyết định hắn tương lai cả đời số phận. Ngày thứ 2 thiên còn tảng sáng thời gian, dã cẩu tự vội vàng đi tới hổ khiếu hội tổng hội sở, hổ khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng đang tổng hội sở trong viện rèn đúc thân thể. Đối với Trương Thiên Cuồng như vậy tôn trọng bạo lực người mà nói, thân thủ đối với hắn là vô cùng trọng yếu. Nhìn đến dã cẩu xuất hiện ở trong viện, Trương Thiên Cuồng đình chỉ quyền cước, bên cạnh một gã tướng mạo không tệ người làm nữ cho hắn đưa lên khăn mặt, Trương Thiên Cuồng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Hỏi, dã cẩu, người sớm như vậy tới tìm ta có chuyện gì không? Dã cẩu vội vàng nói, hội trưởng, không xong, lần này ta khả năng bị tuyệt sát hội người đặt cùng nhau, nghe nói tuyệt sát hội muốn liên thủ với thắng thiên hội cùng nơi tướng chúng ta hổ khiếu hội giải quyết, cái này hoàng thiếu quả nhiên là cái am hiểu ngầm mưu người. Trương Thiên Cuồng nhìn dã cẩu, nói rằng, Nga, tuyệt sát hội muốn liên thủ với thắng thiên hội, tin tức này có thể tin được không? Trương Thiên Cuồng có thể ngồi trên hổ khiếu hội hội trưởng vị, dù sao đều không phải hoàn toàn không có đại não ngu ngốc. Tại Trương Thiên Cuồng vừa dứt lời chi tế, lại có một nhóm hổ khiếu hội cao tầng tràn vào tổng hội sở trong viện, vừa thấy được Trương Thiên Cuồng liền sôi nổi không để ý dáng vẻ thất thủy bát thiệt. Lên! Hội trưởng, việc lớn không tốt, tuyệt sát hội muốn liên thủ với thắng thiên hội, nên tại trong vòng 2 ngày tự hội đối với chúng ta hổ khiếu hội động thủ. Hội trưởng! Chúng ta nhất định phải mau sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Chúng ta hổ khiếu hội thế lực cùng tuyệt sát hội tương xứng, nếu như hơn nữa một cái danh tiếng chính vượng thắng thiên hội, ta xem chúng ta hổ khiếu hội hoàn cảnh trở nên vô cùng nguy hiểm. Sáng sớm hôm nay thắng thiên hội muốn liên thủ với tuyệt sát hội sự tình, ngay thiên hải thế lực dưới đất trung truyền bá ra, xem ra phương Nam tường tướng Diệp Thần Phong chuyện phân phó làm được phi thường tốt, có lời đồn cũng không đáng sợ. Thế nhưng đương lời đồn số lượng càng ngày càng nhiều thời gian, đại bộ phận người cũng sẽ tin là thật, tự giống bây giờ cái này một nhóm hổ khiếu hội cao tầng giống nhau. Dã cẩu nhìn cái này nhóm hoảng hốt hổ khiếu hội cao tầng, trong lòng thầm nghĩ, thắng thiên hội quả nhiên là hảo thủ đoạn a. Nếu như hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội thật đấu nhau, như vậy thắng thiên hội là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, nói không chừng cuối cùng thắng thiên hội thật có thể đủ thống nhất thiên hải thế lực dưới đất. Hoảng hốt thành cái bộ dáng gì nữa? Các ngươi là hổ khiếu hội cao tầng, từ trước có sóng gió gì không có trải qua? Thắng thiên hội cùng tuyệt sát hội muốn liên thủ tin tức có thể tin được không? Trương Thiên Cuồng giọng nói mặc dù bình thản, thế nhưng trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, đã bán đứng hắn trong lòng ý tưởng chân thật. Hội trưởng, ta xem chuyện này là thật, căn cứ tin tức theo như lời tối hôm qua tuyệt sát hội chung một gã cao tầng cùng Hoàng Tiếu phát sinh xung đột. Sau lại tên này tuyệt sát hội cao tầng tướng tin tức này thấu lộ ra, trong một đêm ngay thiên hải thế lực dưới đất trung truyền lại xôn xao. Một gã chừng 40 tuổi trung niên nam nhân nói rằng,
Hội trưởng, ta đang nghe tin tức này sau, lập tức xuất động nhân thủ đi tìm tên phản bội tuyệt sát hội cao tầng, lại có thể cuối cùng thật bị ta cấp tìm được rồi, nếu như hội trưởng muốn gặp lời của hắn, ta lập tức nhượng hắn qua đây. Dã Cẩu mở miệng nói rằng, Dã Cẩu, trọng yếu như vậy người ngươi thế nào không trực tiếp mang tới. Nhanh nhượng hắn tới gặp ta, Trương Thiên Cuồng giọng nói từ từ lạnh xuống. Dã Cẩu lập tức bấm một số điện thoại, rất nhanh một gã hơn 30 tuổi nam nhân do Hổ Khiếu hội thành viên mang vào tổng hội sở trong viện. Trương Thiên Cuồng đối tuyệt sát hội cao tầng vẫn còn có chút hiểu rõ, nhìn trước mặt cái này hơn 30 tuổi tuyệt sát hội cao tầng, tại trong trí nhớ quả thật có chút ấn tượng. Người đem người biết sự tình nói một lần, sau đó ngươi chính là ta Hổ Khiếu hội người, tuyệt sát hội đừng hòng lại muốn động ngươi một cọng tóc gáy. Trương Thiên Cuồng trong thanh âm mang theo mơ hồ thịnh nộ. Tên hơn 30 tuổi trung niên nam nhân do dự chốc lát, mới lên tiếng, Trương hội trưởng, ta là cùng Hoàng Tiếu hoàn toàn trở mặt, nếu Trương hội trưởng để mắt ta, như vậy ta đã đem biết đến sự tình đầu đuôi nói một lần, Hoàng Tiếu quả thật có liên thủ với Thắng Thiên hội ý tứ, tại Hoàng Tiếu xem ra chỉ cần liên thủ với Thắng Thiên hội cùng nơi giải quyết rồi Hổ Khiếu hội, như vậy Thắng Thiên hội đối với tuyệt sát hội mà nói căn bản tự cấu bất thành uy hiếp, tương lai tuyệt sát hội muốn thống nhất thiên hải thế lực dưới đất còn điều không phải dễ dàng sao. Bất quá, Trương hội trưởng, hiện nay Thắng Thiên hội cùng tuyệt sát hội còn không có chính thức đạt thành liên thủ hiệp nghị ni. Phỏng chừng tại đêm nay Thắng Thiên hội cùng tuyệt sát hội còn muốn thương nghị một lần, cho nên Trương hội trưởng nếu như ngươi muốn hành động, hay nhất lập tức nắm lấy thời cơ. Chương 314, Thế Lôi Đình. Xác định đầu phiếu. Trương Thiên Cuồng nổi giận, hắn thật nổi giận. Trương Thiên Cuồng tin tưởng bên ngoài truyền ra tin tức chắc chắn sẽ không có lửa thì sao có khói. Huống chi người trước mặt chứng cứ cũng có, hắn tịnh không nghi ngờ Dã Cẩu đối với hắn trung thành độ, hắn tin tưởng bây giờ Hổ Khiếu hội không người nào dám phản bội hắn, cho nên đối với Dã Cẩu tìm tới cái này vị tuyệt sát hội cao tầng, hắn là cầm tin tưởng thái độ. Kỳ thực ni, tên này hơn 30 tuổi nam nhân, đúng là tuyệt sát hội cao tầng, bất quá sớm đã bị Thắng Thiên hội thu mua. Tốt, tốt ngươi cái Hoàng Tiếu, ngươi ở đây ta Trương Thiên Cuồng trước mặt cũng dám tới ngầm. Ngươi đều không phải muốn hợp tác với Thắng Thiên hội giải quyết chúng ta Hổ Khiếu hội sao? Ta đây trước hết quyết giải ngươi tuyệt sát hội lại nói. Trương Thiên Cuồng tức giận đỏ lên khuôn mặt, trong con ngươi tràn đầy nồng đậm sát khí, đối Hoàng Tiếu cái này lật lọng tiểu nhân là hận thấu xương. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta Hổ Khiếu hội lập tức đối tuyệt sát hội phát động công kích, tuyệt đối không thể đủ nhượng tuyệt sát hội thật liên thủ với Thắng Thiên hội. Trương Thiên Cuồng trầm giọng ra lệnh. Lúc này hắn bị phẫn nộ mê man đầu óc, nếu là hắn tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, có thể tự sẽ nghĩ tới trong này có rất nhiều sơ hở, nói cho cùng Trương Thiên Cuồng tính cách còn là quá nóng này. Dã Cẩu cùng tên hơn 30 tuổi tuyệt sát hội cao tầng nhìn nhau liếc mắt, hai người trong con ngươi đều hơi vui sướng, sự tình thật cùng bọn họ dự liệu tình huống giống nhau phát triển tiếp, bọn họ hai cái là hoàn toàn đầu phục Thắng Thiên hội, đương nhiên mong muốn Thắng Thiên hội lần này có thể toàn thắng Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội. Trở thành thiên hải thế lực dưới đất duy nhất bá chủ. Nguyên bản thiên hải thế lực dưới đất rất nhiều người đều đang chờ nhìn, tuyệt sát hội liên thủ với Hổ Khiếu hội giải quyết Thắng Thiên hội, ai biết đạo bây giờ hình thức hội biến đổi tái biến, Hổ Khiếu hội cũng lập tức đối tuyệt sát hội phát công công kích, có loại muốn cùng tuyệt sát hội liều mạng khí thế. Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội cái này hai đại bang hội sống mái với nhau, thiên hải cảnh sát căn bản chút nào không khống chế lực, bất quá. Thiên hải cảnh sát trái lại mong muốn lần này Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội có thể cá chết lưới rách, như vậy thiên hải trị an khẳng định hội tốt hơn không thiếu, cho nên đối mặt chuyện này, cảnh sát lựa chọn không nhúng tay vào. Đợi Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội sống mái với nhau sau kết quả. Vào một ngày thiên hải có thể nói là dung chuyển vạn phần, rất nhiều tại thiên hải nhân vật có mặt mũi, bọn họ trong lòng đều biết thiên hải thế lực dưới đất muốn thời tiết thay đổi, trầm tĩnh lâu như vậy thiên hải cuối cùng là nghênh đón phong ba. Ba ngày thời gian, Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội đấu phải là khó hòa giải. Cùng lúc đó cái này hai đại bang hội thế lực đã ở tranh đấu chung kịch liệt co lại. Đến nơi này nhất khắc táo bạo Trương Thiên Cuồng cuối cùng là cảm giác được một tia không thích hợp. Tuyệt sát hội tổng hội sở trong, hội trưởng Hoàng Thiếu âm lãnh khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Ba ngày nay hắn nỗ lực liên hệ Trương Thiên Cuồng, nhưng mà Trương Thiên Cuồng lại là căn bản không tiếp điện thoại của hắn. Chỉ là một mặt công kích tuyệt sát hội, Hoàng Thiếu chỉ có thể cấp bách cho bất đắc dĩ phản kích, tuy rằng hắn biết đây tuyệt đối là một hồi âm mưu,
với lại rất có thể là Thắng Thiên hội bày ra đi ra ngoài âm mưu, thế nhưng đối mặt Trương Thiên Cuồng táo bạo, hắn lại là không có biện pháp chút nào. Phanh, một tiếng, Hoàng Tiếu một cái tát vỗ vào trên bàn, cổ họng trong quát dẹp đường, Trương Thiên Cuồng, người cái ngu xuẩn về đến nhà ngu ngốc, người muốn chết cũng không muốn kéo ta hạ thủy a. Nếu như thế lực lại như thế tiêu hao tổn nữa, nói không chừng Thắng Thiên hội thật có thể đủ thống nhất thiên hải, Trương Thiên Cuồng ngu ngốc, lẽ nào bây giờ còn chưa có phát giác có chuyện sao? Đúng lúc này, điện thoại trên bàn tiếng chuông vang lên. Hoàng Tiếu không nhìn được tiếp thông, trong điện thoại truyền đến Trương Thiên Cuồng thanh âm, Hoàng hội trưởng, ta cảm giác sự tình có cái gì không đúng, cho nên chúng ta còn là trước tạm dừng tranh đấu đi. Hừ, Hoàng Tiếu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Trương hội trưởng, ta còn tưởng rằng các ngươi hổ khiếu hội muốn cùng chúng ta tuyệt sát hội không chết không ngất ni. Ngươi cho tới bây giờ mới nhìn ra vấn đề chỗ ở. Đây căn bản là có người đang khích bác ly gián, hai chúng ta đại bang hội tranh đấu, tại thiên hải ai muốn nhất nhìn đến. Nhất định là hiện tại thế chính vượng Thắng Thiên hội, người hoàn toàn trung Thắng Thiên hội quỷ kế. Đối với Hoàng Tiếu châm chọc khiêu khích, dùng Trương Thiên Cuồng tính tình lại nơi nào chịu được, lãnh nói rằng, Hoàng hội trưởng, ta muốn bây giờ không phải là nói điều này thời gian đi. Nếu như ngươi còn muốn cùng chúng ta hổ khiếu hội hợp tác. Như vậy hôm nay gặp ở chỗ cũ. Đồ 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 nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, Hoàng Tiếu lẩm bẩm, Trương Thiên Cuồng, thừa dịp hiện tại có nhiều ý một hồi đi. Chờ hợp tác với ngươi giải quyết Thắng Thiên hội sau, ta nhất định phải để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Đêm đã khuya, hổ khiếu hội tổng hội sở trong. Trương Thiên Cuồng tức giận trong lòng thế nào cũng dẹp loạn không được, cái này loại bị người vui đùa đùa cảm giác quả thực không dễ chịu, hắn lập tức bấm Dã Cẩu điện thoại, hướng trong điện thoại quát, Dã Cẩu, người lập tức cút cho ta đến Tổng hội tới. Nửa giờ sau, Dã Cẩu xuất hiện ở Tổng hội sở trong, bất quá, theo hắn cùng đi còn có Diệp Thần Phong, Phương Nam Tường, Hổ Ca cùng Thiết Nghiêu. Tại Hổ Khiếu hội cùng Tuyệt Sát hội tranh đấu thời gian, Dã Cẩu tại Phương Nam Tường đám người giúp đỡ hạ. Đã đang chậm rãi từng bước khống chế được hổ khiếu hội thế lực, tối nay là cầm hạ hổ khiếu hội hay nhất bất quá thời cơ, chỉ cần lấy trước hạ hổ khiếu hội, như vậy còn dư lại Tuyệt Sát hội đối Thắng Thiên hội sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì tính có thể nói. Dã Cẩu, ta nhượng một mình ngươi lăn qua đây, ngươi mang theo những... Này ngươi làm gì, bọn họ là ai? Trương Thiên Cuồng chừng hai mắt chất vấn, hắn tịnh chưa từng thấy qua Diệp Thần Phong, Phương Nam Tường đám người. Hội trưởng. Ngươi làm hổ khiếu hội hội trưởng vị cũng rất lâu rồi đi. Ta cho rằng ngươi nên dễ dàng buông lỏng, chuyện còn lại tự giao cho ta Dã Cẩu tốt. Dã Cẩu khóe miệng lộ ra cùng nhau dị thường nụ cười khó coi. Dã Cẩu, tốt ngươi cái xúc sinh đồ đạc, ngươi cũng dám phản bội ta. Thật không nghĩ tới lại có thể sẽ là ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Trương Thiên Cuồng tức giận từ trên ghế đứng lên, quát dẹp đường, ngươi vừa tới, cấp ta toàn bộ tiến đến. Trương Thiên Cuồng, người còn là thiếu phí một điểm khí lực đi. Tổng hội sở trong đại bộ phận người đều là ta an bài, người nói bọn họ hội nghe ngươi ni. Hay là nghe ta, bất quá, Trương Thiên Cuồng ngươi cũng không nên quá như đưa đám, người suy nghĩ một chút trước đây là thế nào đối với ta. Trên mặt ta đầy dấu vết đều là ngươi một tay tạo thành, là ngươi nhường ta biến được người không ra người quỷ không ra quỷ. Nguyên bản ta cho rằng đời này đều muốn làm ngươi trước mặt một con chó, cái này hoàn toàn là ngươi tự làm tự chịu. Dã Cẩu tâm tình ba động lợi hại. Trương hội trưởng, nếu như ngươi nguyện ý trái lại đem hổ khiếu hội thế lực giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một con chó mệnh, nếu như ngươi không muốn giao ra đây, sẽ chỉ làm chúng ta hấp thu hổ khiếu hội thế lực hơi phiền phức một điểm, thế nhưng ngươi lại không thể có thể sống trên thế giới này. Diệp Thần Phong mở miệng cười nói rằng, ha ha ha. Muốn trưởng khống hổ khiếu hội, người thiếu nằm mơ, người toán cái thứ gì? Người có tư cách gì nói với ta nói như vậy? Người cấp ta đi tử. Trương Thiên Cuồng từ bên hông móc ra một cây súng lục nhắm ngay Diệp Thần Phong. Trương Thiên Cuồng còn chưa kịp nổ súng, chỉ thấy Diệp Thần Phong thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Thiên Cuồng trước mặt, tay phải bàn tay giữ lại Trương Thiên Cuồng cái cổ, cố sức lắc một cái. Nói rằng, đã cho ngươi một lần sống cơ hội, ngươi thế nào sẽ không thật tốt quý trọng tánh mạng của mình ni. Trương Thiên Cuồng cái cổ cốt bị Diệp Thần Phong cấp vặn gãy, thân thể từ từ đảo tại trên mặt đất, hai mắt trừng lớn vô cùng, làm cho một loại chết không nhắm mắt cảm giác. Dã Cẩu nhìn đến Trương Thiên Cuồng tự chết như vậy, trong lòng đối Diệp Thần Phong kính nể trình độ đột nhiên lên cao không thiếu,
đã từng tại Thiên Hải Oai Phong một cõi giáo phụ Trương Thiên Cuồng Tử có phần quá đơn giản đi. Ta mong muốn từ tối hôm nay đến sáng sớm ngày mai, Hổ Khiếu hội tướng lại cũng không tồn tại, nguyện ý quy thuận Thắng Thiên hội người ta đặc biệt hoan nghênh, nếu như không muốn quy thuận toàn bộ cấp ta đưa đi gặp Diêm Vương gia. Diệp Thần Phong mệnh lệnh lạnh như băng đạo. Là, Diệp Thiếu, chúng ta lập tức hành động. Phương Nam Tường cung kính hồi đáp. Hổ ca xoa tay, hắn chờ giờ khắc này đã chờ thật là lâu, cuối cùng cũng vừa qua tay nghiện cơ hội tới. Diệp Thần Phong chính là mong muốn Thắng Thiên hội có thể dùng thế lôi đình lập tức thu phục Hổ Khiếu hội, cứ như vậy Tuyệt Sát hội khả năng liền cùng Thắng Thiên hội đối kháng lá gan cũng không có, đến lúc đó muốn thu phục Tuyệt Sát hội tướng giản đơn không thiếu. Sợ rằng qua đêm nay, tại Thiên Hải có thể cùng Thắng Thiên hội đối kháng thế lực tướng không hội tồn tại, Thắng Thiên hội cũng tướng thực sự trở thành Thiên Hải mới bá chủ, cái này cũng ý nghĩa Thắng Thiên hội cuối cùng là bước ra đại biểu tính bước thứ nhất, tương lai còn có bước thứ hai. Bước thứ ba, chờ Thắng Thiên hội đi bước ra ni. Chương 315, hội cắn chủ nhân cẩu không thể lưu. Xác định đầu phiếu. Hổ Khiếu hội hội trưởng Trương Thiên Cuồng Tử. Hổ Khiếu hội bị Thắng Thiên hội cấp tóm thâu. Ngày kế, Thiên Hải thế lực dưới đất bị cái này nặng ký tin tức cấp nổ tung nồi, ai cũng không có nghĩ đến cuối cùng hội là như thế này một cái kết quả. Nguyên bản đầu tiên là truyền ra Hổ Khiếu hội muốn cùng Tuyệt Sát hội cùng nơi liên thủ giải quyết Thắng Thiên hội. Lại mà lại truyền ra Thắng Thiên hội muốn liên thủ với Tuyệt Sát hội giải quyết Hổ Khiếu hội, khẩn tiếp theo Hổ Khiếu hội tự cùng Tuyệt Sát hội chém giết lên, mà tại cái này hai đại bang hội chém giết trong vòng 3 ngày, Thắng Thiên hội không có bất kỳ động tác gì, dường như cả kiện sự tình cùng Thắng Thiên hội một chút quan hệ cũng không có. Ai biết đạo Thắng Thiên hội đột nhiên đối Hổ Khiếu hội triển khai thế lôi đình, dễ dàng tướng Hổ Khiếu hội cấp cầm xuống, kết quả là các loại nhắn lại đã ở Thiên Hải thế lực dưới đất trung truyền ra. Nói thí dụ như Dã Cẩu là Hổ Khiếu hội kẻ phản bội, đã sớm đầu nhập vào Thắng Thiên hội sự tình các loại. Bất quá, mọi người cũng chỉ là tại lén lút trong thảo luận việc này mà thôi, lúc này Thiên Hải thế lực dưới đất tình thế đã là vừa xem hiểu ngay, Thắng Thiên hội tóm thâu Hổ Khiếu hội, Tuyệt Sát hội căn bản không thể có thể chiến thắng được Thắng Thiên hội, cho nên nói Thắng Thiên hội trở thành Thiên Hải thế lực dưới đất chung việc đáng làm thì phải làm mới bá chủ. Đã từng ba đại bang hội Hổ Khiếu hội, Tuyệt Sát hội cùng Thần Thiên hội thời đại đã qua, hiện tại những này Thiên Hải đại tiểu bang hội nghĩ đến muốn thế nào đi lấy lòng Thắng Thiên hội cái này cấp tốc quật khởi mới bá chủ. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn, Tuyệt Sát hội hội trưởng Hoàng Tiếu sáng sớm đồng dạng nhận được Hổ Khiếu hội bị Thắng Thiên hội chiếm đoạt tin tức, cả người ngồi ở Tuyệt Sát hội tổng hội sở trong đại sảnh trên ghế salon, khuôn mặt âm khí trầm trầm, ngực bị nhất cổ khó chịu cấp ngăn chặn. Nguyên bản thật tốt kế hoạch hiện tại toàn bộ bị làm rối loạn, Thắng Thiên hội tại tóm thâu Hổ Khiếu hội thế lực sau, Hoàng Thiếu biết hắn Tuyệt Sát hội liền không còn là Thắng Thiên hội đối thủ, lúc này rốt cuộc nên phải như thế nào tránh thoát một kiếp này. Hoàng Thiếu chân mày cau lại. Tại Hoàng Thiếu đứng trước mặt đông đảo Tuyệt Sát hội cao tầng, bọn họ chưa từng thấy qua Hoàng Thiếu như vậy cau mày qua đây. Một đám trong lòng đều ve mùa đông như cấm, không người nào dám tại cái này thời gian mở miệng nói. Hiện tại Thắng Thiên hội tại Thiên Hải quật khởi là chuyện tất nhiên tình, chúng ta Tuyệt Sát hội căn bản ngăn cản không được, các ngươi có ý kiến gì sao? Hoàng Thiếu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mặt một đám Tuyệt Sát hội cao tầng. Những, này Tuyệt Sát hội cao tầng nơi nào sẽ có biện pháp nào a? Bây giờ tình thế lại rõ ràng bất quá, nếu như Tuyệt Sát hội muốn cùng Thắng Thiên hội cứng đối cứng. Sợ rằng Tuyệt Sát hội 100% hội bị Thắng Thiên hội tiêu diệt, bất quá. Lời như vậy bọn họ kia dám mở miệng nói với Hoàng Thiếu. Cái này đều không phải ý định cấp Hoàng Thiếu một ngạt đó sao? Nhìn một đám trầm mặc không nói Tuyệt Sát hội cao tầng, Hoàng Thiếu tức giận trong lòng là càng thịnh vượng, ngược lại. Cổ họng trong lại thâm sâu sâu thán ra một chút sức lực. Thanh âm trầm thấp, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta Tuyệt Sát hội chỉ có hướng Thắng Thiên hội phục nguyễn, nhìn cuối cùng có thể không thể đủ bảo lưu ở chúng ta Tuyệt Sát hội đơn độc tính. Tranh thủ chỉ làm Thắng Thiên hội một cái phụ thuộc bang hội. Không cần chân chính dung nhập Thắng Thiên hội chung, như vậy tương lai chúng ta Tuyệt Sát hội có thể còn có phiên bản cơ hội. Nghe được Hoàng Thiếu sẽ đối Thắng Thiên hội chịu thua, cái này một đám Tuyệt Sát hội cao tầng mới xem như là thở dài một hơi, tại bọn họ cho rằng hiện nay đối Thắng Thiên hội chịu thua là hay nhất bất quá lựa chọn. Thắng Thiên hội tổng hội sở trong đại sảnh, Diệp Thần Phong, Phương Nam Tường, Hổ Ca, Thiết Ngưu cùng Dã Cẩu đều ở đây. Hổ ca tối hôm qua thế nhưng hoàn toàn qua một phen tay nghiệt.
Dù sao muốn không động thủ hãy thu phục toàn bộ hổ khiếu hội là căn bản không thể nào. Lão đại, chúng ta lúc nào lại đối tuyệt sát hội động thủ? Ta đã có một ít không kịp đợi. Hổ ca ý chí chiến đấu sục sôi hỏi. Diệp Thần Phong ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, khóe miệng tự nhiên khẽ mỉm cười nói, tiểu hổ, tuyệt sát hội khả năng chưa dùng tới chúng ta xuất thủ. Nếu như tuyệt sát hội hội trưởng Hoàng Thiếu thật như đồn đãi như là cái am hiểu dùng âm mưu quỷ kế người, như vậy hắn tuyệt đối sẽ hướng chúng ta thắng thiên hội cúi đầu. Lão đại, không thể nào. Hoàng Thiếu giàu gì cũng là đường đường tuyệt sát hội hội trưởng, hắn nên sẽ không là như vậy một cái nhuyễn đản đi. Hổ ca có chút không tin hỏi. Cái này trên thế giới có ai là không sợ chết, huống chi tượng Hoàng Thiếu thông minh như vậy người, hắn khẳng định còn nghĩ tương lai muốn phiên bản đi. Hắn đã cho ta là Trương Thiên Cuồng như vậy ngu ngốc sao? Nếu như hắn thật dám đến thắng thiên hội hướng chúng ta chịu thua. Như vậy ta tuyệt đối nhượng hắn có đến mà không có về, người như thế tuyệt đối không thể đủ lưu trên thế giới này. Diệp Thần Phong trong con ngươi hiện lên một vòng sát khí. Dã Cẩu một mực một bên trầm mặc không nói, theo Diệp Thần Phong mấy ngày nay trong thời gian, hắn càng tới càng hiện đêm hôm đó lựa chọn là bao nhiêu chính xác. Chỉ ít bây giờ thắng thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất căn bản không huyền niệm chút nào. Tượng Diệp Thần Phong đêm đó theo như lời, hắn Dã Cẩu chỉ cần trung thành và tận tâm theo Diệp Thần Phong, như vậy hắn sau này tại thiên hải khẳng định hội biến được càng phong cảnh. Diệp Thiếu, sáng sớm hôm nay đã tới rất nhiều nhóm thiên hải thế lực dưới đất. Bọn họ cũng đều là hướng chúng ta thắng thiên hội biểu trung tâm. Phương Nam Tường mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong mân mân đơn bạc môi. Nói rằng, Phương ca, trước lúc này đều không phải thì có bang hội đầu nhập vào chúng ta sao? Đang nghe hổ khiếu hội cùng tuyệt sát hội muốn liên thủ đối phó chúng ta sau, bọn họ lại sôi nổi lựa chọn cùng chúng ta phiết thanh quan hệ, chúng ta nhất định phải để cho bọn họ biết thắng thiên hội uy nghiêm, mấy ngày nay ngươi dẫn người diệt trừ rơi một ít đầu tường thảo, coi như làm là giết gà dọa khỉ. Tốt, Diệp Thiếu, chuyện này ta sẽ mau chóng an bài. Phương Nam Tường mở miệng đáp. Diệp hội trưởng, tuyệt sát hội trưởng Hoàng Thiếu ở bên ngoài muốn gặp ngài. Một tên là thắng thiên hội thành viên trung tâm đi vào đại sảnh nói rằng. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, nhượng Hoàng Thiếu vào đi. Vừa nghe đến Hoàng Thiếu tới, hổ ca lại tinh thần tỉnh táo, hưng phấn nói, lão đại, ngươi thật đúng là thần. Hoàng Thiếu lại có thể thật tới chúng ta thắng thiên hội. Nan giải đạo ngươi coi số mạng sao. Diệp Thần Phong đối với hổ ca hồ ngôn loạn ngữ hoàn toàn không để ý đến, Hoàng Thiếu tại một gã thắng thiên thành thành viên lãnh đạo hạ đi vào đại sảnh, khi thấy ngồi ở trên ghế salon Diệp Thần Phong thời gian, Hoàng Thiếu không khỏi ngẩn người, tại hắn trong vòng điều tra có vẻ như thắng thiên hội là do Phương Nam Tường lãnh đạo, mà lúc này ngồi ở trên ghế salon tên này thanh niên nhân rất rõ ràng cho thấy ở đây hạch tâm A. Bình thường thắng thiên hội tất cả sự vật đều là do Phương Nam Tường xử lý. Cũng khó trách Hoàng Thiếu hội đều không tra được Diệp Thần Phong nhân vật như thế. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Diệp Thần Phong, là thắng thiên hội hiện nay hội trưởng. Diệp Thần Phong nhìn thấu Hoàng Thiếu trong con ngươi nghi vấn. Hoàng Thiếu khuôn mặt lộ ra một vòng đặc biệt tự nhiên dáng tươi cười, đi lên hai bước nói rằng, nguyên lai là Diệp hội trưởng A. Không nghĩ tới thắng thiên hội là do Diệp hội trưởng trẻ tuổi như vậy người đang lãnh đạo, xem ra chúng ta thật là lão A. Không biết Hoàng hội trưởng ngươi hôm nay tới thắng thiên hội là vì cái gì sự tình? Diệp Thần Phong giả vờ ngây ngốc hỏi. Hoàng Thiếu nụ cười trên mặt bất biến, bất quá, trong con ngươi lại mơ hồ hiện lên một vòng sát khí. Diệp hội trưởng, chúng ta tuyệt sát hội muốn làm thắng thiên hội phụ thuộc bang hội, không biết Diệp hội trưởng có thể không thể đủ đồng ý ni. Ta Hoàng Thiếu cũng chán ghét cuộc sống như thế, sau này thầm nghĩ an ổn sống. Nga, nếu Hoàng hội trưởng chán ghét bây giờ ngày, lớn như vậy nhưng làm tuyệt sát hội giao cho ta a. Ta sẽ bang Hoàng hội trưởng ngươi an bài một cái an độ lúc tuổi già địa phương, Hoàng hội trưởng ý như thế nào? Diệp Thần Phong cười hỏi. Hoàng Thiếu sắc mặt hơi đổi một chút, ngược lại lập tức thu liếm. Diệp hội trưởng, ngươi nói đùa, ta tuy rằng muốn an độ lúc tuổi già, thế nhưng ta không yên lòng này đã từng cùng ta vào sinh ra tử huynh đệ a. Nếu như Diệp hội trưởng không đáp ứng yêu cầu của ta, như vậy ta cũng không bắt buộc. Ta cáo từ trước, chờ ngày nào đó Diệp hội trưởng ngươi nghĩ thông suốt, ta lại đăng môn bái phỏng. Hoàng hội trưởng, ngươi cho là thắng thiên hội là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Kỳ thực ta thật không để ý nhiều nuôi một con chó, thế nhưng ni. Nếu như con chó này hội cắn lại chủ nhân,
như vậy trên đời này có ai hội nuôi cái này loại ác cẩu? Cái này loại ác cẩu tuyệt đối không thể đủ lưu trên thế giới này, cho nên Hoàng hội trưởng, hãy để cho chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhìn trước mặt Phong Đạm Vân khinh Diệp Thần Phong, Hoàng thiếu biết hắn lựa chọn tới Thắng Thiên hội là hoàn toàn sai rồi, với lại sai đặc biệt thái quá, nụ cười trên mặt tiêu thất, âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp hội trưởng, ngươi cũng không nên bức người quá mốc. Bức người quá thịnh, Diệp Thần Phong hữu ý vô ý nhìn thoáng qua bên cạnh Dã Cẩu, Dã Cẩu khi nhìn đến Diệp Thần Phong ánh mắt sau, lập tức tự tâm lĩnh thần hội, hướng Hoàng thiếu từng bước đi tới. Cái này đều không phải Dã Cẩu sao? Ta xem ngươi cả đời cũng chỉ có làm một con chó mệnh. Hoàng thiếu khinh thường giễu cợt nói. Dã Cẩu con ngươi mạnh mẽ, trong tay ngân quang lóe lên, nhất đạo quang mang tại Hoàng thiếu trên cổ của xẹt qua, khẩn tiếp theo, Hoàng thiếu trên cổ của nhiều hơn cùng nhau vết máu. Dã Cẩu đưa bàn tay chung sắc bén dao găm thả lại thắt lưng gian, thấp giọng nói rằng, Hoàng hội trưởng, kỳ thực ngươi liền một con chó cũng không bằng, ngươi liền làm chó tư cách cũng không có, ha ha ha. Hoàng thiếu bụng cổ họng, miệng trong một cái âm tiết cũng không phát ra được, trong ánh mắt có không cam lòng, có phẫn nộ, có, rất nhiều loại tâm tình hỗn loạn cùng một chỗ, hắn vạn lần không ngờ bản thân cuối cùng sẽ là dùng phương thức này kết thúc sinh mạng. Chương 316, tự cho là đúng Cố gia phụ tử. Xác định đầu phiếu. Hoàng thiếu vừa chết, tuyệt sát hội giống như là rắn mất đầu, tại Thắng Thiên hội cường thế hạ, tuyệt sát hội trung đại bộ phận thế lực đều lựa chọn quy thuận, về phần có chút giả vờ ngoan cường, còn lại là giống nhau giết không tha, Thắng Thiên hội vừa thống nhất thiên hải thế lực dưới đất, nhất định phải muốn xuất ra thiết huyết một mặt, bằng không sau đó làm sao có thể nhượng thiên hải cái khác bang hội cúi đầu xưng thần. Đối với Hổ Khiếu hội cùng Tuyệt Sát hội cái này hai đại bang hội trung đại bộ phận thế lực, bọn họ tuy rằng nguyện ý quy thuận Thắng Thiên hội, nhưng là điều không phải một sớm một chiều có thể lập tức dung nhập Thắng Thiên hội chung, cho nên trước kia Hổ Khiếu hội cao tầng tụ chung một chỗ thương nghị việc này, bọn họ đương nhiên là hy vọng có thể cho mình giành một ít lợi ích, hay nhất tương lai có thể tại Thắng Thiên hội chung cũng có nhỏ nhoi. Trong phòng hội nghị, Dã Cẩu cái này ăn cây táo, rào cây sung gì đó, nếu không cái này vô liêm sỉ bán đứng chúng ta Hổ Khiếu hội, chúng ta hội luân lạc tới ăn nhờ ở đậu tình cảnh sao? Ta xem hắn trời sinh chính là làm chó nguyên liệu. Nói ít đi một câu đi, Dã Cẩu hiện tại Thắng Thiên hội chung có nhất định địa vị, nếu như bị hắn nghe đến mấy cái này lời nói, chỉ sợ ngươi muốn chịu không nổi. Dã Cẩu có gì đặc biệt hơn người, hiện tại không phải là làm Thắng Thiên hội một con chó sao? Ngày nào đó Thắng Thiên hội nhìn hắn không thuận mắt, điều không phải làm theo hội đem hắn nhất điều đá văng ra mà. Ta muốn nhìn hắn có thể không thể đủ đắc ý cả đời. Trong phòng hội nghị trước kia những này Hổ Khiếu hội cao tầng là thảo luận sôi nổi, tướng đầu mâu sôi nổi nhắm ngay bán đứng Hổ Khiếu hội Dã Cẩu, không biết bọn họ trong lòng kỳ thực tại đố kỵ Dã Cẩu, ước ao Dã Cẩu, bây giờ Thắng Thiên hội chính thức thống nhất thiên hải thế lực dưới đất, có thể làm mới bá chủ thuộc hạ một con chó cũng là phong cảnh vô hạn. Phanh, một tiếng, cửa phòng họp bị đẩy ra, khuôn mặt hiện đầy dấu vết Dã Cẩu nghênh ngang đi đến, nói rằng các vị suy tính thế nào. Nể tình chúng ta đã từng đều là Hổ Khiếu hội thành viên, ta có thể thích hợp cho các ngươi một ít tiện lợi. Dã Cẩu, người con mẹ nó chính là nhất điều ăn cây táo, rào cây sung cẩu, người có tư cách gì tại ở đây cua tay múa chân. Tượng ngươi cái này loại vì sống sót tình nguyện làm người khác một con chó người, ta Ngô An khinh thường ngươi. Thậm chí liền hướng ngươi nhổ nước miếng đều ngại bẩn. Thanh niên nhân chính là hỏa khí đại, một gã hơn 20 tuổi thanh niên đứng lên. Phụ thân của hắn là Hổ Khiếu hội đã từng thế hệ trước, tại phụ thân của hắn qua đời sau đó, hắn thuận lý thành trương thừa kế phụ thân hắn tại Hổ Khiếu hội trong thế lực. Nhìn đứng lên Ngô An, Dã Cẩu tĩnh không có tức giận, trái lại khóe miệng hữu ý vô ý lộ ra một vòng dáng tươi cười. Diệp Thần Phong giao cho hắn nhiệm vụ là nhượng những, này Hổ Khiếu hội vốn là cao tầng mau chóng cúi đầu. Diệp Thần Phong đương nhiên có thể lựa chọn tướng những, này Hổ Khiếu hội cao tầng toàn bộ giết sạch. Bất quá, như vậy khó tránh khỏi hội ảnh hưởng không tốt, biện pháp tốt nhất chính là nhượng những cao tầng này cảm thấy sợ hãi. Duy nhất nhượng những cao tầng này có thể cảm thấy sợ hãi chính là tại trước mặt bọn họ giết chết một cái không nghe lời. Ngô thiếu quả nhiên là thật can đảm thức a. Vậy ý của ngươi là không muốn quy thuận Thắng Thiên hội. Nếu không ngươi có tư cách gì mà ta là một con chó. Chỉ cần ngươi nguyện ý quy thuận Thắng Thiên hội, ngươi cũng đều không phải giống như ta sao. Nói lời châm chọc có ai sẽ không?
Ngô thiếu có thể nghìn vạn không để cho ta thất vọng a. Ta vẫn chờ xem ngươi cốt khí cùng đầy bầu nhiệt huyết ni. Nghe được Giã Cẩu lần này đùa cợt, ở đây vốn là Hổ Khiếu hội cao tầng là càng dục dịch, đứng lên Ngô An sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, đầu nóng lên. Miệng trong lời nói liền thốt ra, thì là ta Ngô An không muốn quy thuận thắng thiên hội thì như thế nào? Ba 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 ba, Giã Cẩu đột ngột cổ khởi xong xuôi trưởng, nói rằng tốt, rất tốt, Ngô thiếu quả nhiên là có cốt khí a. Bất quá, ngươi nhất định phải cho ngươi cốt khí trả giá thật lớn. Nhất ngọn phi đao từ Giã Cẩu trong tay bắn ra, đang đứng ở phẫn nộ trạng thái Ngô An căn bản phản ứng không kịp nữa qua đây, phi đao tự đi vào cổ họng của hắn trong. Giã Cẩu bình thường thích vô cùng bắn phi tiêu, cho nên gần như vậy cự ly muốn dùng phi đao bắn chết Ngô An vẫn có thể đủ làm được. Bên trong phòng họp một mảnh tĩnh mịch, Ngô An thi thể lạnh giá nằm ở trên mặt đất, Giã Cẩu phá vỡ trầm mặc, các ngươi ở đây còn có người không muốn quy thuận thắng thiên hội sao? Trước chúng ta có thể đều đã đàm tốt, các ngươi hiện tại loại hành vi này là lật lọng. Cẩu ca, ngài cái này là nói cái gì lời nói? Ngô An tiểu tử này là chết chưa hết tội. Ta nhất định là nguyện ý quy thuận thắng thiên hội. Sau đó còn thỉnh cẩu ca ngài phải nhiều nhiều chiếu cố. Đúng vậy, cẩu ca, ngài hiện tại thế nhưng thắng thiên hội đại hồng nhân a. Chúng ta trước kia là huynh đệ, sau đó nhất định là càng tốt huynh đệ, nếu không ngày hôm nay ta thỉnh cẩu ca ngươi ăn cơm đi. Vừa rồi những, này ở trong bóng tối cười nhạo châm chọc Giã Cẩu người. Một đám tại trong nháy mắt thay đổi mặt, đây là cái gọi là nhân tâm a. Giã Cẩu tại trong lòng một trận cười nhạt. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở tuyệt sát hội trong phòng hội nghị. Từ đó về sau Hổ Khiếu hội cùng tuyệt sát hội chung không còn có người dám đối thắng thiên hội an bài nói một cái không chữ, ngắn ngủi hai cái tuần lễ công phu, tuyệt sát hội cùng Hổ Khiếu hội hoàn toàn sáp nhập vào thắng thiên hội chung, thắng thiên hội trở thành thiên hải đệ nhất đại bang hội, không có chi nhất. Tại thắng thiên hội thống nhất thiên hải sau đó, thiên hải các ngành các nghề người đều tới thắng thiên hội tổng hội sở bái phóng, Diệp Thần Phong đối với cái này loại xã giao sự tình ti không có hứng thú chút nào, kết quả là đem sự tình hết thảy giao cho Phương Nam Tường xử lý, Phương Nam Tường cũng được thắng thiên hội trên mặt nổi người đại diện, thậm chí rất nhiều người đều không biết thắng thiên hội chân chính người đại diện là Diệp Thần Phong. Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ phụ tử cũng đi tới thắng thiên hội tổng hội sở, Cố Nghiêm Sơn vỗ vỗ Cố Hồng Vũ vai, nói rằng, Hồng Vũ, chỉ cần chúng ta có thể cùng thắng thiên hội đặt lên quan hệ, sau đó nhượng thắng thiên hội đi giải quyết Diệp Thần Phong, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên đối hội ngươi có thể không nên nói chuyện lung tung. Bây giờ thắng thiên hội tại thiên hải một nhà độc quyền, nếu như đắc tội thắng thiên hội chúng ta Cố gia tại thiên hải có thể tự thật không có nơi sống yên ổn. Cố Hồng Vũ âm cười điểm gật đầu, nói rằng, ba, ngươi hãy yên tâm, ta phân được rõ ràng nặng nhẹ. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Diệp Thần Phong bị tháo thành tám khối tràng cảnh. Do thắng thiên hội thành viên tướng Cố gia phụ tử mang đến đại sảnh sau, Cố Nghiêm Sơn nhìn đến ngồi ở trên ghế salon Phương Nam Tường, vội vã đi tới, nói rằng, Phương hội trưởng, thực sự là thật đáng mừng a. Chúc mừng thắng thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất. Phương Nam Tường khoát tay áo, bây giờ hắn nghe theo Diệp Thần Phong an bài, làm thắng thiên hội trên mặt nổi hội trưởng. Nguyên bản hắn là muốn từ chối, thế nhưng tại Diệp Thần Phong luôn mãi dưới sự yêu cầu, Phương Nam Tường chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Cố lão bản, khách khí. Phương Nam Tường giọng nói không có quá nhiều nhiệt tình, cũng không có quá mức lãnh đạm. Phương hội trưởng, ngày hôm nay hai cha con chúng ta thứ nhất là bái phỏng Phương hội trưởng ngài, thứ hai ni, còn lại là có chuyện tình muốn nhượng Phương hội trưởng giúp một tay, đương nhiên ta Cố Nghiêm Sơn tuyệt đối điều không phải chiếm tiện nghi người. Tuyệt đối sẽ cấp thắng thiên hội đầy đủ thù lao. Cố Nghiêm Sơn mở miệng nói rằng, tại thiên hải còn có Cố lão bản đặt bất bình sự tình sao? Phương Nam Tường biết Cố Nghiêm Sơn tại thiên hải nhân mạch còn là thẳng rộng, bất quá, hắn cũng không biết Diệp Thần Phong cùng Cố Nghiêm Sơn hai cha con xung đột. Phương hội trưởng, ngài có thể nói đùa, kỳ thực ta muốn cho Phương hội trưởng giúp chúng ta giải quyết một người, cái này người lợi dụng thủ đoạn hèn hạ muốn uy hiếp hai cha con chúng ta. Cho nên ta cũng vậy cấp bách cho không biết làm sao a. Cố Nghiêm Sơn thở dài, từ hắc sắc trong túi công văn móc ra một tấm hình, cùng với nhất trương 300 vạn chi phiếu, tiếp tục nói, Phương hội trưởng, ta phải giải quyết người gọi Diệp Thần Phong, cái này là hình của hắn, cái này trương 300 vạn chi phiếu chỉ là tiền trả một điểm tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, ta Cố Nghiêm Sơn nhất định sẽ thâm tạ Phương hội trưởng ngài. Vừa nghe đến Diệp Thần Phong ba chữ này,
không chỉ Phương Nam Tường sửng sốt nhất 2 giây, đứng ở một bên Hổ Ca cùng Thiết Ngưu cũng ngây ngẩn cả người, khi bọn hắn nhìn đến Cố Nghiêm Sơn cầm đi ra ngoài ảnh chụp sau, trong lòng hoàn toàn bốc cháy lên hừng hực thịnh nộ, đây coi như là thế nào một hồi sự. Cái này Cố Nghiêm Sơn phụ tử lại có thể muốn giết chết Thắng Thiên Hội đích thực chính hội trưởng. Nhưng lại dùng tiền muốn cho Thắng Thiên Hội tới động thủ. Hai cha con này đều không phải đầu bị lừa đá đi. Phương Nam Tường nhìn thoáng qua ở vào bạo phát sát biên giới Hổ Ca cùng Thiết Ngưu, cái này mới để cho hai người trước bình tĩnh lại. Phương Nam Tường biết chuyện này có cần phải tiên tri hội một tiếng Diệp Thiếu, tài năng đủ lựa chọn xử lý như thế nào Cố gia phụ tử biện pháp. Ở trong lòng hắn đối mặt Diệp Thiếu cũng là cực kỳ tôn trọng, cho nên Phương Nam Tường đã ở cố nén lửa giận trong lòng. Chương 317, có vài người vĩnh viễn cũng không thể đắc tội. Xác định đầu phiếu. Cố Nghiêm Sơn lần này nguyên do lựa chọn Thắng Thiên Hội bang chuyện này, là bởi vì Diệp Thần Phong trong tay dù sao nắm giữ bọn họ hai phụ tử chứng cứ phạm tội, vạn nhất giao phó không bền chắc người, cuối cùng bị Diệp Thần Phong tướng chứng cứ chấn động rớt xuống đi ra nên làm cái gì bây giờ. Thắng Thiên Hội hôm nay là thiên hải thế lực dưới đất lão đại rồi, nhưng Thắng Thiên Hội giải quyết một người còn điều không phải dễ dàng sao. Cho nên Cố Nghiêm Sơn suy đi nghĩ lại, mới quyết định tới thử một lần tìm Thắng Thiên Hội giúp một tay. Diệp Thần Phong vừa lúc ở Thắng Thiên Hội Tổng hội sở phòng trong nghỉ ngơi, một bên Hổ Ca bất động thanh sắc đi vào trong gian đi tìm Diệp Thần Phong, muốn tướng chuyện này đầu đuôi nói cho Diệp Thần Phong. Gặp Phương Nam Tường không có tỏ thái độ, Cố Nghiêm Sơn tiếp tục nói, Phương hội trưởng, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta giải quyết rồi tên tiểu tử khốn kiếp này, có yêu cầu gì có thể cứ việc nói ra, chỉ cần ta Cố Mỗ có thể làm được, ta tuyệt đối không hội chối từ. Sau đó còn muốn thỉnh Phương hội trưởng tại Thiên Hải chiếu cố nhiều hơn ta Cố Mỗ ni. Phương Nam Tường dù sao cũng là đã từng bộ đội đặc chủng trung tinh anh, ẩn núp trong lòng tâm tình năng lực còn là cường hãn vô cùng. Cố lão bản, chúng ta Thắng Thiên Hội cũng không làm mua giết người người hoạt động, Cố lão bản ngươi là không là tìm lộn người. Phương Nam Tường trong lời nói mặt ý tứ đặc biệt rõ ràng, nếu là Cố Nghiêm Sơn còn nghe không hiểu lời nói, có thể nói hắn từ trước đều sống đến cẩu trên người. Tại Thắng Thiên Hội Tổng hội sở trong, hắn cũng không dám biểu hiện có chút cường ngạnh, liền liền nói, Phương hội trưởng, là ta khinh thường, chuyện này vậy không phiền phức Phương hội trưởng ngài, bất quá, cái này 300 vạn còn là thỉnh Phương hội trưởng ngài thu cất đi. Cố Mỗ cái này liền cáo từ, chờ Phương hội trưởng ngày nào đó có rảnh rỗi, Cố Mỗ nhất định mở tiệc chiêu đãi Phương hội trưởng, còn thỉnh Phương hội trưởng ngài không muốn chối từ a. Cố Nghiêm Sơn, nếu tới... Như vậy ngươi cần gì phải đi vội vã ni? Diệp Thần Phong sân vắng như bước đi vào tổng hội sở trong đại sảnh, mấy ngày nay tại hắn dưới sự an bài, Cố Nghiêm Sơn quyền trong tay trên cơ bản bị phân tán, nguyên bản Diệp Thần Phong còn muốn chờ một đoạn ngày tại thu thập Cố Nghiêm Sơn phụ tử, ai biết đạo ngày hôm nay hai cha con này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Như vậy lại có lý do gì để cho bọn họ sống rời đi? Nguyên bản Diệp Thần Phong lo lắng thì là nhượng Cố Nghiêm Sơn tướng Cố gia sản nghiệp công ty cổ phần chuyển rời đến hắn danh nghĩa, dùng Cố Nghiêm Sơn tại xí nghiệp trung lực ảnh hưởng. Hắn cũng vô pháp tại trong khoảng thời gian ngắn khống chế được Cố gia tất cả sản nghiệp, bây giờ Cố Nghiêm Sơn quyền lực trong tay bị phân tán, Diệp Thần Phong đồng dạng nhượng hầu tử cùng Lý Bàn Tử tìm một ít tin được thương nghiệp giới nhân tài tiến nhập Cố gia danh hạ sản nghiệp chung, bây giờ Cố Nghiêm Sơn phụ tử đối Diệp Thần Phong mà nói là chút nào không giá trị lợi dụng. Là thời gian tướng hai cái này không bằng cầm thú gì đó đưa đi gặp Diêm Vương gia. Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ nhìn đến Diệp Thần Phong sát na. Trong lòng một cái lộp bộp, bọn họ hai cái thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong tại sao lại xuất hiện ở đây. Bây giờ bọn họ hai cái quỷ kế bị Diệp Thần Phong đụng phá, Diệp Thần Phong chẳng phải là muốn tướng trưởng khống căn cứ chính xác cư công bố ra ngoài. Cái này là Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết quả. Phương hội trưởng, tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Chỉ cần Phương hội trưởng có thể lập tức nhường hắn từ nơi này trên thế giới tiêu thất, ta Cố Nghiêm Sơn yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. Tuy rằng Cố Nghiêm Sơn trong lòng đoán được Diệp Thần Phong có thể cùng Thắng Thiên Hội có chút quan hệ. Thế nhưng hắn biết chỉ cần mình cho ra lợi ích cũng đủ mê người, hắn cũng không tin Phương Nam Tường không hội nhúng tay chuyện này. Diệp Thần Phong dùng ánh mắt ý bảo Phương Nam Tường. Hổ Ca cùng Thiết Ngưu ba người an tâm một chút chứa nóng, nhìn Cố Nghiêm Sơn phụ tử nói rằng, xem ra các ngươi hai phụ tử là nhất định phải để cho ta chết. Cố Hồng Vũ còn tưởng rằng là Diệp Thần Phong sợ, mấy ngày nay hắn mỗi ngày trong lòng đều nén giận ni.
Cười lạnh quát dẹp đường, Diệp Thần Phong, ngươi bây giờ biết sợ. Ngày hôm nay có Thắng Thiên Hội giúp chúng ta xuất đầu. Ta xem ngươi Diệp Thần Phong thế nào uy hiếp chúng ta. Đợi một lát ta Cố Hồng Vũ nhất định phải thật tốt dằn vặt ngươi, những ngươi biết đắc tội chúng ta Cố ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu các ngươi muốn nhường ta chết, như vậy ta cũng sẽ không lại cho các ngươi sống trên thế giới này. Diệp Thần Phong giọng nói bình thản nói rằng, Cố Nghiêm Sơn gặp Phương Nam Tường từ đầu đến cuối chưa mở miệng, hắn lo lắng tiếp tục nói, Phương hội trưởng, phải giải quyết tiểu tử này đối với ngươi mà nói là đặc biệt sự tình đơn giản, ta Cố mỗ chuyện đã đáp ứng cũng tuyệt đối sẽ thực hiện. Ngồi ở trên ghế salon Phương Nam Tường là cũng không nhịn được nữa, từ trên ghế salon đứng lên, từng bước hướng Diệp Thần Phong đi tới, Cố Nghiêm Sơn phụ tử nhìn đến Phương Nam Tường cử động. Còn tưởng rằng Phương Nam Tường muốn ra tay với Diệp Thần Phong, trong lòng cuối cùng là nặng nề thư ra một chút sức lực. Ai biết đạo Phương Nam Tường đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, một mực cung kính hô một tiếng, Diệp Thiếu. Sau đó Thiết Nghiêu cùng Hổ Ca cũng hô đạo, lão đại, hai cái này không biết sống chết gì đó nên xử lý như thế nào. Oanh! Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ ra đầu một trận tê dại, trong óc trong nháy mắt biến được trống rỗng. Diệp Thần Phong rốt cuộc là ai? Bọn họ hai cái rốt cuộc đắc tội dạng gì đại nhân vật? Ngay cả Phương Nam Tường cũng muốn cung kính xưng hô đối phương một tiếng Diệp Thiếu, người như vậy khẳng định đều không phải Cố Nghiêm Sơn bọn họ có thể chọc nổi a. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch Cố Nghiêm Sơn phụ tử, Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ vỗ đầu, nói rằng đã quên tự giới thiệu mình. Ta mới là Thắng Thiên Hội đích thực chính hội trưởng, cho nên hai người các ngươi tới Thắng Thiên Hội mua giết người người. Thật đúng là tới đối ni. Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ tại nhìn thấy Phương Nam Tường đám ba người thái độ sau, đang trong lòng suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong ni. Ai biết đạo Diệp Thần Phong dĩ nhiên là Thắng Thiên Hội đích thực chính người thống trị. Cái này khởi không phải nói rõ Diệp Thần Phong là thiên hải thế lực dưới đất duy nhất giáo phụ. Lúc này Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ liền gặp trở ngại tâm tư đều có, bọn họ lại có thể không biết sống chết tới Thắng Thiên Hội mua giết người người, với lại muốn giết là Thắng Thiên Hội đích thực chính hội trưởng. Cái này là được muốn bao nhiêu não tàn người mới có thể đủ làm được sự tình a? Diệp hội trưởng, cái này là hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm a. Cố Nghiêm Sơn hai chân run rẩy nói rằng, một bên Cố Hồng Vũ khi biết thân phận của Diệp Thần Phong sau, đã sớm là hai chân mềm nhũn tê liệt ngồi dưới đất. Hiểu lầm, Cố lão bản, vừa rồi ta có thể đều không phải nghe các ngươi cái này nói. Diệp Thần Phong tướng một phần sớm tự chuẩn bị xong công ty cổ phần chuyển nhượng thư ném vào Cố Nghiêm Sơn trước mặt, nói rằng, đem phần này công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị ký, có thể các ngươi hai phụ tử còn có cơ hội sống sót. Cố Nghiêm Sơn tướng ném tới phần này công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị đại khái nhìn một lần, nếu như hắn tại phía trên này ký tên lời nói, như vậy thì đại biểu cho từ nay về sau Cố gia danh hạ sản nghiệp tướng cùng hắn không còn có một chút xíu quan hệ, thế nhưng lúc này hắn có lựa chọn nào khác sao? Nếu như không ký hắn và con hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Nghiêm Sơn hai tay run run tại công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị thượng ký xuống tên của mình, sau đó nói, Diệp hội trưởng, hiện tại ngươi có thể phóng qua hai cha con chúng ta đi. Diệp Thần Phong nhìn trong tay hiệp nghị điểm gật đầu, nói rằng, không tệ, không tệ, tiểu hổ, ngươi giúp ta tống bọn họ hai cái ra đi đi. Diệp Thần Phong, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua chỉ cần ta ký công ty cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, ngươi tự sẽ bỏ qua hai cha con chúng ta, ngươi làm Thắng Thiên Hội hội trưởng thế nào có thể không nói tín dụng ni. Cố Nghiêm Sơn tâm tình kích động gầm rú đạo. Cố lão bản, ngươi tai là điều không phải có chuyện. Ta vừa rồi chỉ nói có thể các ngươi hai phụ tử còn có cơ hội sống sót, ta có nói nhất định muốn phóng qua hai người các ngươi sao? Diệp Thần Phong đối với Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ hai cha con này không có nửa điểm thương hại tình, hai cha con này đã từng làm bẩn thuần khiết cô gái thời gian, thậm chí sát nhân diệt khẩu thời gian, bọn họ hai cái có thể từng nhẹ dạ qua. Hổ Ca cùng Thiết Nghiêu phân biệt kéo Cố Nghiêm Sơn cùng Cố Hồng Vũ đi ra đại sảnh, Cố Hồng Vũ đã sớm là hù dọa ngớ ngẩn, mà Cố Nghiêm Sơn cổ họng trong khàn cả giọng gầm rú đạo, Diệp Thần Phong, ngươi không giữ lời hứa. Ngươi không giữ lời hứa, ta Cố Nghiêm Sơn thì là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như trước đây Cố gia phụ tử không đúng Triệu gia công phu sư tử ngoạp, nếu như Cố gia phụ tử trước đây lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cũng sẽ không có ngày hôm nay cái này hậu quả xấu, muốn trách cũng chỉ có thể đủ trách bọn họ bản thân đắc tội không nên đắc tội người, vẫn còn vẫn không có tỉnh ngộ lại, không biết có vài người là vĩnh viễn cũng không thể đắc tội.
Gần 10 phút sau, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu lần thứ hai đi vào đại sảnh, đối Diệp Thần Phong nói rằng, lão đại, hai cái món lòng sau đó không hội trên thế giới này xuất hiện, cũng dám đem đầu óc động đến ta tiểu hổ lão đại trên đầu, thật là hai cái không biết sống chết con dẹp, nghĩ như thế nào chưa hết giận, Thiết Ngưu, chúng ta đi đem hai món lòng thi thể băm cho chó ăn. Chương 318, Thần Phong, giúp ta chuyện đi. Xác định đầu phiếu. Cố Gia danh hạ sản nghiệp, Diệp Thần Phong hết thảy ném cho Lý Bản Tử cùng Hầu Tử đi xử lý. Bây giờ Thắng Thiên hội thống nhất thiên hải thế lực dưới đất, Đằng Thiên chế dược hán cũng phát triển đặc biệt náo nhiệt, hơn nữa hấp thu Cố Gia danh hạ sản nghiệp, Diệp Thần Phong cũng coi là thiên hải thủ phủ, xem ra tại thiên hải bất kể là thương nghiệp thượng còn là thế lực dưới đất thượng bước ra bước đầu tiên đều đặc biệt thành công. Thiên hải tranh bá kết thúc, kế tiếp Thắng Thiên hội thế lực muốn chuẩn bị ra bên ngoài lan rộng đi ra, Diệp Thần Phong tranh thủ lúc rảnh rỗi thỉnh thoảng tại trong biệt thự cùng Đường Hân cùng Triệu Uyển Đình đậu đậu thú, cuộc sống lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, bây giờ lệnh Diệp Thần Phong duy nhất khổ não sự tình tựu là như thế nào lại để cho linh hồn lực đi lên đề thăng. Giữa lúc Diệp Thần Phong rơi vào trầm tư thời gian, tiểu thúc của hắn Diệp Đông Kiện gọi điện thoại tới rồi, Thần Phong. Ngày hôm nay có thể hay không tới một chuyến cường binh huấn luyện doanh. Hai ngày nữa chúng ta lão nhân muốn an bài ta điều trở lại kinh thành, lần này ngươi tiểu thúc ta điều trở lại kinh thành quân khu sau đó, nhất định muốn tại kinh thành đại triển quyền cước, tiểu tử ngươi ngày hôm nay nhất định muốn đi qua theo ta uống vài chén rượu, bằng không sau đó không nên gọi tiểu thúc. Không đợi Diệp Thần Phong làm ra trả lời, Diệp Đông Kiện liền cúp điện thoại. Muốn trước đây Diệp Thần Phong linh hồn vừa xuyên qua đến cái này thế giới. Chính là tại Diệp lão gia tử dưới sự an bài tiến nhập cường binh huấn luyện doanh phi dược bộ đội huấn luyện, lúc đó Diệp Thần Phong liền nhị cấp linh hồn lực cũng không có ổn định ni. Mà bây giờ hắn linh hồn lực đã đạt đến đời trước đỉnh phong bát cấp linh hồn xuyên qua đến cái này thế giới sau hồi ức lục tục tại trong đầu của hắn, dường như phim đèn chiếu như chiếu phim lên. Nương Diệp Thần Phong phó ước đi tới cường binh huấn luyện doanh thời gian, ăn mặc toàn thân quân trang. Hình thể cực kỳ biêu hãn. Trên miệng không có chính hình ngậm một điếu thuốc Diệp Đông Kiện đã chờ ở cửa hắn. Nhìn đến Diệp Thần Phong sau, Diệp Đông Kiện tướng điếu thuốc lá ném xuống đất đạp diệt, thanh âm to nói rằng, Thần Phong, coi như ngươi thức thời, ngày hôm nay ngươi nếu như có dũng khí phóng tiểu thuốc ta bổ câu, ta nhất định hội. Diệp Thần Phong cười cắt đứt Diệp Đông Kiện lời nói, tiểu thuốc, ngươi nhất định hội làm gì? Lẽ nào ngươi nhất định hội đánh ta sao? Nếu không hiện tại chúng ta tự khoa tay múa chân. Nhìn ngươi mấy ngày nay thân thủ có không có tiến bộ. Diệp Đông Kiện phát hiện từ Diệp Thần Phong kinh hoàng chứng tốt sau đó, hắn cái này làm thiếp thúc tại Diệp Thần Phong đứa cháu này trước mặt, là ngay cả một chút xíu trưởng bối uy nghiêm cũng không có. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác cầm Diệp Thần Phong không có cách nào, ai bảo hắn thật đánh không lại bản thân đứa cháu này ni. Chỉ có thể tướng khẩu khí này chịu đựng, thuận miệng nói rằng, Thần Phong, ngươi thiếu bắt ngươi tiểu thúc ta nói sự. Ngươi cho là ngươi tiểu thúc ta là người ngu sao? Ngay cả binh vương tổ đều bị ngươi quét ngang qua đây, nhượng ta và ngươi khoa tay múa chân. Ta đều không phải chỉ do tìm ngược mà. Ngày hôm nay ta có thể không phải là cùng tiểu tử ngươi tới cãi vả, đi. Chúng ta hai chú cháu đi thật tốt uống vài chén rượu, nói không chừng chờ lần sau gặp mặt sẽ là ngươi trở lại kinh thành lúc. Diệp Đông Kiện ôm Diệp Thần Phong vai đi nhanh đi vào cường binh huấn luyện doanh chung. Cường binh huấn luyện doanh phòng ăn phòng trong, Diệp Đông Kiện đã sớm nhượng phòng ăn người chuẩn bị xong rượu và thức ăn, hắn cái này làm thúc thúc cấp Diệp Thần Phong rót đầy một chén rượu đế, nói rằng Thần Phong, theo lý mà nói trong quân doanh ta không thể đủ uống rượu. Bất quá, ngày hôm nay ngươi tiểu thúc ta bất cứ giá nào, dù sao hai ngày nữa ta muốn điều trở lại kinh thành, quản con mẹ nó ni. Thần Phong, ngươi lo lắng làm gì? Chúng ta trước đi một cái. Diệp Đông Kiện sảng khoái giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cổ họng trong cảm thán nói, thật con mẹ nó thoải mái, nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn tại thiên hải hoa cả đời. Trước đây tiểu thúc ta giống như ngươi là cái hoàn khố tử đệ, cho nên lão nhân mới đem ta vứt xuống thiên hải tới, không nghĩ tới chỉ chớp mắt công phu, ta tại thiên hải ở đây ngây người nhiều năm như vậy, cũng cuối cùng cũng không có cấp Diệp gia mất mặt, bất quá, Thần Phong. Hiện tại Diệp gia chỉ có dựa vào chúng ta hai chú cháu, cho nên lần này trở lại kinh thành ta nhất định sẽ làm ra một phen trò tới. Diệp Thần Phong cảm giác được ra Diệp Đông Kiện trong lời nói mang theo nhàn nhạt thương cảm, không cần phải nói nhất định là nhớ lại Diệp Thần Phong chết đi cha mẹ của. Diệp Thần Phong đồng dạng tướng trong chén rượu đế một hơi cấp làm, nói rằng tiểu thúc,
lời của ngươi ta cũng không dám gật bừa, cái gì gọi là trước đây cũng giống như ta là cái hoàn khố tử đệ. Lẽ nào tiểu thúc lúc còn trẻ cũng giống như ta nghiêu bài? Cũng có thể một người làm trở mình toàn bộ binh vương tổ. Chiếu nhìn như vậy tới tiểu thúc ngươi là càng sống càng trở lại a. Diệp Đông Kiện mặc dù là cái đại lão thô, thế nhưng hắn nghe được ra Diệp Thần Phong là tại điều tiết bầu không khí, thuận miệng nói rằng, là đương nhiên, nhớ năm đó ngươi tiểu thúc ta tại kinh thành là lừng lẫy nổi danh hoàn khố tử đệ, tại kinh thành có ai là dám chọc giận ngươi tiểu thúc ta. Ngươi chớ quên, ngươi khi còn bé bị người khi dễ thời gian, còn là tiểu thúc ta bình thường giúp ngươi ra mặt ni. Tiểu thúc, ngươi cũng đừng quên ra ra đã nói, nếu như ngươi năm nay tân niên thượng lại tìm không được nữ bằng hữu mang về Diệp gia, như vậy ngươi cũng sẽ không dùng lại bước vào Diệp gia. Tiểu thúc, ta tương lai tiểu thẩm ngươi đã tìm được chưa? Diệp Thần Phong xốc lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng. Thần Phong, tiểu tử ngươi không nên kia hồ không khai đề kia hồ, đừng tưởng rằng ngươi ở đây thiên hải làm loạn, hiểu phỉ tại kinh thành cũng không biết, tiểu tử ngươi bản thân phải cẩn thận mới đúng, bằng không bị hiểu phỉ bắt cái hiện hình, ta xem ngươi còn thế nào tại tiểu thúc trước mặt của ta nghiêu bê hò hét. Diệp Đông Kiện có chút khó chịu mắng trả lại. Tiểu thúc, chuyện của ta tự không cần phải lo lắng. Tương lai ta nhất định là muốn qua tạ ủng hữu bão cuộc sống, cái này một điểm tiểu thúc ngươi thế nhưng không học được. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, trong lòng lại là có chút hao tổn tâm trí, dùng võ hiểu phỉ tính cách biết Diệp Thần Phong còn có những nữ nhân khác sau, thật không biết võ hiểu phỉ có thể hay không bạo tẩu. Diệp Thần Phong cùng Diệp Đông Kiện câu được câu không tán gẫu, quán cơm phòng môn bị đẩy ra, phi dược bộ đội huấn luyện viên Lâm Trung Hổ đi đến, khi nhìn đến Diệp Thần Phong đã ở sau. Lập tức thì thầm lên, Diệp Đông Kiện, người cũng quá không có suy nghĩ, Thần Phong hôm nay tới cường binh huấn luyện doanh, người thế nào không nói cho ta. Tốt xấu Thần Phong đã từng cũng là tại ta phi dược bộ đội trung ngây ngô qua một đoạn thời gian. Lâm Trung Hổ tự mình ngồi xuống, cho mình cũng rót một chén rượu đế, không chút khách khí tay không cầm lấy một cái đùi gà gặm cắn. Ta nói Lâm Trung Hổ, da mặt của ngươi có thể không thể đủ lại dày một điểm. Ngày hôm nay ta muốn cùng cháu của ta hảo hảo tâm sự ni. Diệp Đông Kiện không vui nói. Đông Kiện, người nói lời này thật là quá không có suy nghĩ, tốt xấu chúng ta cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu. Lần này ngươi muốn điều trở lại kinh thành đi, chúng ta lần sau gặp mặt còn không biết muốn ngày tháng năm nào ni. Ta nói ngươi ở đây cường binh huấn luyện doanh điều không phải rất tốt sao. Ngươi đi kinh thành quân khu trộn lẫn hợp gì? Lâm Trung Hổ cái này mẫu quân nhân. Biểu đạt không muốn phương thức cũng hết sức đặc thù. Ngươi biết cái đếch gì, ngươi nghĩ rằng ta muốn trở lại kinh thành quân khu tham gia vớ vẩn sao? Nhưng là vì Diệp gia ta nhất định phải làm như vậy. Nói Diệp Đông Kiện lại đi trong miệng ực một hớp rượu. Một chén cũng không biết Diệp Đông Kiện uống nhiều ít bôi, cuối cùng mơ mơ màng màng ghé vào trên bàn đang ngủ. Thần Phong, xem ra ngươi tiểu thúc trong lòng áp lực rất lớn a. Lâm Trung Hổ mở miệng nói rằng. Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, đối, Lâm huấn luyện viên, ban đầu ở phi dược bộ đội cùng ta một cái túc xá Lục Thiên, Chu Bình cùng Cổ Nhạc, bọn họ tại người nào quân khu không lý tưởng. Cái này ta tự không rõ lắm, dù sao mỗi một nhóm có thể từ bay vào chính thức tốt nghiệp thành viên, bọn họ tương lai tiền đồ chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Trung Hổ thở dài một hơi, còn nói thêm, nói đến, lần này bay vọt một nhóm thành viên có thể thứ tay nhiều. Mỗi một người đều quá mức tự cho là, bị ta giáo huấn xong còn không thấp đầu, quả thực là không dứt. Muốn khởi trước đây Diệp Thần Phong thực lực, Lâm Trung Hổ đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nói rằng, Thần Phong, nếu không ngươi giúp ta một chuyện đi. Ngươi dù sao coi như là bọn họ sư huynh, ngươi xuất thủ thay ta giáo huấn một chút những. Này không coi ai ra gì tiểu tử thối, để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Diệp Thần Phong trong lòng còn là thẳng hoài niệm ban đầu ở phi dược bộ đội đoạn cuộc sống, vì vậy liền đáp ứng Lâm Trung Hổ, được rồi. Lâm huấn luyện viên, dù sao cũng không có việc gì làm, ta theo ngươi đi vui đùa một chút. Bất quá, trước lúc này trước đem ta tiểu thúc cõng đến trong phòng đi thôi. Ngủ ở chỗ này cũng tổng điều không phải chuyện như vậy thỉnh. Nếu Diệp Thần Phong sảng khoái đáp ứng Lâm Trung Hổ thỉnh cầu, như vậy lưng Diệp Đông Kiện trở về phòng trọng trách. Đương nhiên là rơi vào Lâm Trung Hổ trên người. Chương 319, cái gì mới gọi cao thủ? Xác định đầu phiếu. Chính trị tháng 4, buổi trưa, trên bầu trời Thái Dương nhiệt độ đã thập phần nóng rực. Cường binh huấn luyện doanh sân huấn luyện trên mặt đất,
phi dược bộ đội mấy trăm tên thành viên ăn mặc quân dụng áo ba lỗ, vung vẩy mạnh mẽ nắm tay, mặc cho mồ hôi từ trên gương mặt chảy xuống. Cái này mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên bày ra khí thế ngược lại cũng thẳng dọa người. So từ trước tới tham gia phi dược bộ đội huấn luyện thành viên, chỉnh thể thực lực hiếu thắng thượng không thiếu, thảo nào Lâm Trung Hổ sẽ nói cái này một nhóm phi dược bộ đội thành viên muốn thứ tay nhiều. Đứng tại đội ngũ trước mặt nhất bốn gã khí lực cường tráng phi dược bộ đội thành viên, chính là cái này nhóm trong thành viên thứ thủ lĩnh vật, bốn người này phân biệt gọi Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An, thật đúng là không nói bốn người này có tương đương thực lực không tệ, bốn người liên thủ có thể cùng Lâm Trung Hổ đánh cho tương xứng. Thảo nào Lâm Trung Hổ cái này phi dược bộ đội huấn luyện viên không chế trụ được bọn họ. Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An tại phi dược bộ đội thành viên trong lòng có uy vọng cực cao, nếu là đến đây tham gia phi dược bộ đội huấn luyện người, bọn họ đương nhiên đều là dùng thực lực phi tôn, bốn người này mơ hồ thành phi dược bộ đội trung tâm nhân vật. Thân cao đại Hàn Vĩ lau một cái mồ hôi chán, hướng về phía sau lưng mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên làm một cái dừng lại thủ thế. Thanh âm to nói rằng, các vị huynh đệ, ta xem cái này phi dược bộ đội cũng không có gì đặc biệt hơn người mà. Lâm huấn luyện viên ngay cả ta, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An liên thủ đều công không phá, xem ra chúng ta nên hướng về phía trước đầu nói một chút ý kiến, đổi một cái thực lực cường hãn hơn huấn luyện viên tới huấn luyện chúng ta. Các vị huynh đệ, Hàn Vĩ nói không sai, chúng ta là nhắc tới cao thực lực, nếu là liền huấn luyện viên thực lực đều không hợp cách. Như vậy chúng ta lần này tham gia phi dược bộ đội còn có chỗ lợi gì ni? Phương Huy khẩn tiếp theo nói rằng. Các vị huynh đệ, chúng ta tới đây trong có thể đều không phải lãng phí thời gian. Nếu như phi dược bộ đội thật chỉ có cái này bản lĩnh lời nói, như vậy chúng ta không tham gia cũng được. Nhậm Hồng lắc đầu nói rằng. Cái này bốn cái thứ đầu chung người cuối cùng Viên An, tuy rằng cũng là người cao mã đại, nhìn qua 10 phần một cái đại lão thô. Nhưng là của hắn hai con ngươi chung lại là lóe ra trí tuệ ánh mắt, khóe miệng nhẹ nhàng thượng di động, nói rằng các vị huynh đệ, đợi một lát chờ Lâm huấn luyện viên lúc trở lại. Chúng ta bốn người hội lần nữa tìm hắn so tài, lần này chúng ta bốn người có cực lớn nắm chặt liên thủ tướng Lâm huấn luyện viên đánh ngã tại địa, đến lúc đó ta xem thì là chúng ta yêu cầu Lâm huấn luyện viên kế tục huấn luyện chúng ta, hắn mình cũng không mặt mũi lại nhìn thấy chúng ta. Cái này bốn cái thứ thủ lĩnh vật quả nhiên không đơn giản. Nhất là mặt ngoài tứ chi phát triển, trong đầu óc lại là tràn đầy trí tuệ Viên An. Tại cái này bốn cái thứ đầu nhân vật kéo chi hạ, mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên tức khác nhau nhau muốn thử lên. Thanh niên nhân mà, đầu óc cũng sẽ có phát nhiệt thời gian, nhất không thiếu hụt chính là xung động, chỉnh tề vang dội tiếng gọi ầm ĩ vang vọng khắp sân huấn luyện, xem ra cái này mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên tâm tình toàn bộ bị Hàn Vĩ bọn bốn người cấp mang động. Tại Viên An nói ẩu nói tả thời gian, Lâm Trung Hổ vừa vặn mang theo Diệp Thần Phong đi vào sân huấn luyện địa, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Lâm huấn luyện viên. Xem ra cái này một nhóm phi dược bộ đội thành viên thật đúng là điều không phải thông thường thứ tay a. Ngươi ở trong mắt bọn họ hoàn toàn không có một chút uy nghiêm tồn tại a. Lâm Trung Hổ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói rằng, Thần Phong, có ngươi như thế cười nhạo người sao? Chớ quên như thế nào đi nữa nói ta cũng vậy ngươi đã từng huấn luyện viên a. Ngươi là không đúng đối với ta tôn trọng một chút. Nga, Lâm huấn luyện viên, chúng ta là điều không phải trước luận bàn một chút. Chờ ngươi dạy ta một bữa, ta cam đoan đối Lâm huấn luyện viên ngươi một mực cung kính. Lâm Trung Hổ cùng Diệp Đông Kiện hoàn toàn là một cái loại hình người. Đang nghe Diệp Thần Phong lời nói này sau, liền lập tức giả câm vờ điếc lên. Tuy rằng Lâm Trung Hổ không rõ ràng lắm bây giờ Diệp Thần Phong thực lực đến trình độ nào. Nhưng là từ trước tại cường binh huấn luyện doanh thời gian, Diệp Thần Phong là thân thủ tướng binh vương tổ vương lực đánh bại, hắn có thể chút nào không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Nếu để cho Lâm Trung Hổ biết Diệp Thần Phong tại kinh thành thời gian quét ngang toàn bộ binh vương tổ, thật không biết hắn lại hội là như thế nào một loại biểu tình ni. Bốn người liên thủ đánh bại một người, các ngươi cho rằng rất quang vinh sao? Các ngươi cho rằng cái này là huyền diệu tư bản sao? Không có một chút thực lực ở nơi này trong mù kêu to, thực sự là táo lưỡi có thể. Diệp Thần Phong vừa mở miệng liền tổn hại một phen Hàn Vĩ chở bốn cái thứ đầu. Kết quả là, trong lúc nhất thời trên trăm hai mắt quang đồng loạt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, nhất là Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An bốn người này nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong ánh mắt cực kỳ bất thiện. Viên An khóe miệng xả dáng tươi cười, thanh âm không cao không thấp hỏi, Lâm huấn luyện viên,
lẽ nào vị này chính là ngươi tìm tới ngoại viện sao? Ta xem hắn cái này Phó Bạch Bạch tỉnh tỉnh dáng dấp, sợ rằng ngay cả ta một đấm đều không tiếp nổi đi. Lâm huấn luyện viên, ngươi thì là không dám cùng chúng ta bốn người tỉ thí, cũng không cần phải tìm như thế một cái gối thêu hoa đến đây đi. Diệp Thần Phong đối với Viên An trào phúng hoàn toàn không có đương hồi sự tình, đen kịt hai con ngươi trùng ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, không nên quang hội trên miệng phô trương, nếu như ngươi có thật bản lãnh, thế nào không riêng độc cùng Lâm huấn luyện viên tỉ thí ni? Lẽ nào dựa vào nhiều người các ngươi tài năng đủ có tự tin? Như vậy ta có thể xác thực nói cho các ngươi biết, các ngươi chính là nhất bang phế vật, nhất bang vô dụng rác rưởi. Bốn cái thứ thủ lĩnh vật chung, tính tình táo bạo nhất Hàn Vĩ nghe được Diệp Thần Phong thẳng như vậy bạch vũ nhục, trong ánh mắt tức khắc bốc lên ra thịnh nộ, hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, ngươi cái tay trói gà không chặt tiểu bạch khuôn mặt, có tư cách gì tại ở đây mà chúng ta? Nơi này là phi dược bộ đội địa phương, ngươi không có tư cách tới nơi này. Mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên đồng dạng bị Diệp Thần Phong lời nói cấp chọc giận, trong lúc nhất thời toàn bộ sân huấn luyện biến được ầm ĩ lên. Tiểu tử này thật là phách lối a, ta xem hắn mới là phế vật, hắn mới là rác rưởi đi. Nhìn hắn cái này thân thể, lại có thể có dũng khí tới đối với chúng ta phi dược bộ đội thành viên kêu gào. Quả thực là không muốn sống nữa a. Đầu năm nay tựu là người ngu nhiều lắm, thật không biết Lâm huấn luyện viên tìm như thế cái tiểu bạch khuôn mặt tới làm gì. Thực sự là không biết cái gọi là. Lâm Trung Hổ nghe được mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên tiếng nghị luận, cả khuôn mặt hoàn toàn âm trầm xuống, cổ họng trong lớn tiếng quát dẹp đường, các ngươi câm miệng cho ta. Chớ quên ta Lâm Trung Hổ bây giờ còn là huấn luyện viên của các ngươi, mà bên cạnh ta cái này vị gọi Diệp Thần Phong, là thượng một nhóm từ phi dược bộ đội tốt nghiệp thành viên. Cũng có thể toán làm là của các ngươi sư huynh, các ngươi vị sư huynh này thực lực là cường hãn vô cùng, ngày hôm nay ta chính là dẫn hắn tới cho các ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi cao thủ. Mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên an tĩnh sau một lát, tức khắc sôi nổi chợt cười lên, bọn họ thấy thế nào Diệp Thần Phong đều không tưởng là một cao thủ, chủ quan ý thức để cho bọn họ tự nhiên mà vậy cho rằng Lâm Trung Hổ đang nói dối. Lâm huấn luyện viên, ngươi đều không phải tại đậu chúng ta đây đi. Vậy hôm nay ta Hàn Vĩ tự cùng vị cao thủ này luận bàn một chút. Hàn Vĩ xoay động cánh tay, trên cánh tay bắp thịt của bạo khởi. Hàn Vĩ, người cái này đều không phải đang khi dễ người đâu đi. Thẳng thắn tùy tiện nhường phi dược bộ đội chung một gã thành viên cùng vị cao thủ này luận bàn được, đến lúc đó cũng tốt cho chúng ta Lâm huấn luyện viên lưu chút mặt mũi a. Phương Huy trêu đùa. Phương Huy, cái này không thể được a. Vị cao thủ này là Lâm huấn luyện viên tự mình tìm tới. Huống chi hay là chúng ta sư huynh ni. Chúng ta làm vì sư đệ thế nào có thể không hảo hảo chiêu đãi sư huynh ni. Hàn Vĩ căn bản không có coi Diệp Thần Phong là hồi sự tình. Hàn Vĩ, các ngươi có thể không nên hối hận, Thần Phong thực lực căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Lâm Trung Hổ khó chịu quát dẹp đường. Thế nào, Lâm huấn luyện viên, lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta không cần luận bàn liền hướng vị cao thủ này cúi đầu chịu thua sao? Lâm huấn luyện viên, chờ ta cùng vị cao thủ này tỉ thí xong rồi, chúng ta bốn người ngày hôm nay còn muốn cùng ngươi luận bàn ni. Hàn Vĩ khí thế sục sôi cười nói. Các ngươi những, này không có trí nhớ rác rưởi, nói tới nói lui đến cuối cùng các ngươi hay là muốn lấy nhiều khi ít. Diệp Thần Phong cực kỳ khinh thường lắc đầu. Nếu ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Một lần lại một lần bị Diệp Thần Phong đùa cợt. Tánh khí nóng nảy Hàn Vĩ đã là không thể nhịn được nữa. Ngay Hàn Vĩ muốn phát động công kích thời gian, Diệp Thần Phong đột nhiên nói rằng, chậm đã. Hàn Vĩ một cái lảo đảo, căm giận nói rằng, thế nào? Ngươi muốn nhận thua? Tuy rằng ta thời gian qua phản đối lấy nhiều khi ít, thế nhưng đối phó các ngươi những. Này rác rưởi, các ngươi còn là cùng lên đi, không nên lãng phí thời giờ của ta. Diệp Thần Phong hướng nước cờ trăm tên phi dược bộ đội thành viên vẫy vẫy tay. Làm ra một cái cực kỳ khiêu khích động tác. Chương 320, đục khoét nền tảng. Xác định đầu phiếu. Tử thông thường vắng lặng. Sau đó, khắp sân huấn luyện lại ồ lên lên. Ở đây đại bộ phận phi dược bộ đội thành viên đều tưởng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, trước mặt tên mặt trắng nhỏ này muốn dùng lực một người một mình đấu toàn bộ phi dược bộ đội. Nếu như không phải của hắn đầu bị lừa đá, như vậy hắn chính là một người ngu ngốc. Lẽ nào tên mặt trắng nhỏ này thật đúng là cho là mình là siêu nhân rồi? Thì là muốn sắm vai Superman,
cũng có thể trước ở bên ngoài sáo nhất điều hồng nội khố đi. Phải biết rằng có thể gia nhập vào phi dược bộ đội người, tại nước Hoa các nơi quân khu đều là cực kỳ ưu tú binh sĩ, trong ngày thường nào có người dám nói với bọn họ ra như vậy khiêu khích ngôn ngữ. Phi dược bộ đội huấn luyện viên Lâm Trung Hổ cũng ngẩn người, hắn mặc dù biết Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, thế nhưng muốn một người đối phó mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên, cái này là điều không phải quá tự tin một điểm. Bất động thanh sắc kéo kéo Diệp Thần Phong góc áo, thấp giọng nói rằng, Thần Phong, ngươi là điều không phải đem lời nói quá vẹn toàn. Ngươi chỉ cần xuất thủ giáo huấn một chút cái này bốn cái thứ đầu là được, không nên một người một mình đấu toàn bộ phi dược bộ đội. Lâm huấn luyện viên, ngươi nghĩ rằng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Thần Phong khóe miệng treo một vòng dáng tươi cười, binh vương tổ thành viên cùng phi dược bộ đội thành viên so sánh, một là thiên, một là địa, Diệp Thần Phong ngay cả binh vương tổ đều có thể đủ quét ngang, nho nhỏ này phi dược bộ đội còn có thể không giải quyết được. Thế nào, xem ra các ngươi tài cũng không tốt lắm xử a. Ta nói các ngươi có thể toàn bộ cùng tiến lên. Diệp Thần Phong thản nhiên tự nhiên, khuôn mặt không có một tia hoang mang rối loạn, phảng phất là nắm chắc phần thắng thông thường. Tánh khí nóng nảy Hàn Vĩ cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi động tâm tư gì. Nếu như ngươi bị ta một người đánh bại, ngươi tướng hội biến được thật mất mặt. Thế nhưng nếu như chúng ta cả chi phi dược bộ đội cùng nơi liên thủ đánh bại ngươi, như vậy đến lúc đó thì là ngươi thất bại, cũng là mặc dù bại do quang vinh, nhưng ngươi có rất nhiều mượn cớ có thể tìm. Một bên tương đối cơ trí Viên An, tổng cảm giác trong lòng có chút không nỡ, thật sự là trước mặt tên mặt trắng nhỏ này quá mức tính táo. Ở vào thời điểm này vẫn có thể giữ được tính táo, hoặc là hắn thật có không gì sánh được thực lực cường hãn, thậm chí có thể một mình đấu cả chi phi dược bộ đội, hoặc là hắn hoàn toàn là con cọp giấy, là ở nơi nào cố lộng huyền hư. Viên An tương đối thiên hướng ở phía sau giả, muốn dùng lực một người một mình đấu cả chi phi dược bộ đội, thực lực được muốn bao nhiêu cường hãn mới được. Trí tưởng tượng của ngươi trái lại thẳng phong phú, rất đáng tiếc ngày hôm nay ta không dự định bại, nếu là liền các ngươi những này rác rưởi đều không thắng được, vậy ta còn không bằng ngay đụng chết. Kinh qua ngắn ngủi giao lưu, Diệp Thần Phong Mạc Thanh Sở Hàn Vĩ tính tình, cái này người chỉ do là cái hỏa sơn loại hình, chỉ cần hơi dùng phép khích tướng kích thoáng cái, hắn sẽ gặp càng không thể thu nhập phun trào tức giận. Ngươi cái tiểu bạch khuôn mặt, ta Hàn Vĩ đảo muốn nhìn ngươi vẫn có thể đắc ý đến lúc nào. Hàn Vĩ xa hoa như khổ nắm tay nắm chặt, tức giận đôi mắt dừng ở Diệp Thần Phong. Dường như ngay phủ phục đã lâu mãnh thú, hướng Diệp Thần Phong khí thế hung hăng vào tới, chém ra đi nắm tay bay phất phới, xem ra Diệp Thần Phong thật là đem Hàn Vĩ cấp chọc giận, thế cho nên Hàn Vĩ chiêu thứ nhất sẽ dùng hết toàn lực. Hàn Vĩ là động thật, tên mặt trắng nhỏ này nếu là thừa nhận rồi Hàn Vĩ một quyền này, cần phải muốn gãy mất hơn cây xương sườn không thể. Đây cũng có thể trách được ai đó, ai bảo tên mặt trắng nhỏ này như thế cuồng vọng, hay là chúng ta sư huynh ni. Ta xem hắn liền cho chúng ta sách giày cũng không xứng, tự người như thế đều có thể đủ tại phi dược bộ đội tốt nghiệp, sợ rằng cái này phi dược bộ đội thật đúng là không được tốt lắm ni. Mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên không có có một là xem trọng Diệp Thần Phong. Bọn họ đã đang chờ nhìn Diệp Thần Phong bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, cổ họng trong liên tục rên tràng cảnh. Hàn Vĩ nhanh chóng động tác, theo Diệp Thần Phong dường như cực kỳ chậm rãi con kiến đang bò động. Bây giờ linh hồn lực đạt được bát cấp hắn, cao thủ bình thường căn bản tại trong tay của hắn liền một hồi hợp đều chống đỡ không được, dễ dàng tránh ra Hàn Vĩ mạnh mẽ nắm tay đồng thời, lập tức giơ chân đá tại Hàn Vĩ trên bụng. Bất ngờ không kịp đề phòng Hàn Vĩ thân thể tức khắc té bay ra ngoài, nặng nề té lăn quay 20 mễ có hơn trên mặt đất, khiến cho là bụi bặm tung bay. Đây là Diệp Thần Phong hạ thủ lưu tình kết quả ni. Hàn Vĩ dù sao cũng là phi dược bộ đội người. Chỉ là còn trẻ hết sức lông bông mà thôi. Vừa rồi kỳ thực Diệp Thần Phong có thể không cần né tránh, cứng đối cứng cùng Hàn Vĩ đối oanh, bất quá, kết quả như vậy rất có thể là Hàn Vĩ xương cánh tay hội đứt, Diệp Thần Phong không đáng chấp nhặt với Hàn Vĩ. Hàn Vĩ bị Diệp Thần Phong cấp một cước đá bay, nguyên bản này nghị luận ầm ĩ phi dược bộ đội thành viên há hốc miệng, thậm chí là không ngừng vuốt mắt, dường như muốn chứng minh bọn họ vừa mới nhìn đến tất cả là ảo giác thông thường. Ta đã nói rồi các ngươi phải cùng tiến lên, có thể là các ngươi lại hết lần này tới lần khác không cảm kích, hiện tại có thể tới đi. Diệp Thần Phong khóe miệng dáng tươi cười thập phần sán lạn. Bốn cái thứ thủ lĩnh vật chung nhất cơ trí Viên An phản ứng đầu tiên qua đây, quát dẹp đường, mọi người cùng nhau tiến lên, mọi người cùng nhau tiến lên,
lẽ nào chúng ta mấy trăm người còn đánh không thắng được một người sao? Nếu Diệp Thần Phong phách lối như vậy Viên An cũng không khách khí, từ vừa rồi Diệp Thần Phong đánh bại Hàn Vĩ đến xem, Diệp Thần Phong thực lực tuyệt đối không kém. Mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên tại Viên An gọi hạ từng cái hồi qua thần, tại Viên An, Phương Huy cùng Nhậm Hồng lãnh đạo hạ hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Cái này mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên đã tại huấn luyện chung có đoạn thời gian, bọn họ phối hợp lại cũng là hết sức ăn ý, mà ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy đều là tốn công vô ích, rất nhanh mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên phát ra từ nội tâm cảm nhận được sợ hãi, bọn họ cũng không dám. Nữa coi Diệp Thần Phong là một cái tiểu bạch khuôn mặt đối đãi. Diệp Thần Phong thân ảnh cực kỳ nhanh chóng xuyên qua tại mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên ở giữa. Phi dược bộ đội thành viên đối mặt Diệp Thần Phong công kích không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí liền Diệp Thần Phong góc áo cũng xúc không gặp được, thật sự là Diệp Thần Phong tốc độ quá nhanh. Ngắn ngủi gần 10 phút, mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên toàn bộ nằm không dậy nổi, bọn họ nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy kính nể, Diệp Thần Phong thực lực để cho bọn họ triệt để thuyết phục. Một bên Lâm Trung Hổ là trợn mắt hốc mồm, từ Diệp Thần Phong một cước đá bay Hàn Vĩ bắt đầu. Sau đó đến Diệp Thần Phong không tốn sức chút nào giải quyết mấy trăm tên phi dược bộ đội thành viên, miệng của hắn là càng trương càng lớn, cả người thần tình là càng tới càng dại ra, đến cuối cùng là hoàn toàn hóa đá, cái này Diệp Thần Phong thực lực tăng lên tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi. Diệp Thần Phong nhún vai, đối với hắn mà nói chỉ là làm một cái vận động nóng người mà thôi, ta đã sớm nói các ngươi là phế vật, các ngươi là rác rưởi, đừng tưởng rằng bản thân có một chút xíu thực lực tự kiêu ngạo không ai bì nổi. Chỉ ít hiện nay các ngươi vẫn có thể tại phi dược bộ đội trung học được rất nhiều việc ni. Nghỉ ngơi một lát sau, bốn cái thứ đầu, Hàn Vĩ, Phương Huy, Nhậm Hồng cùng Viên An tương hỗ nhìn nhau liếc mắt, sau đó thất tha thất thểu đi tới Diệp Thần Phong trước mặt. Thế nào, lẽ nào các ngươi hiện tại còn không phục sao? Diệp Thần Phong trêu ghẹo nói. Cái này bốn cái thứ đầu đồng thời nói rằng, chúng ta sau đó có thể không thể đủ với ngươi lăn lộn. Chúng ta muốn biến được càng mạnh. Tại Diệp Thần Phong cho thấy không gì sánh được thực lực cường hãn sau, khơi dậy bốn người bọn họ nhiệt huyết, bọn họ biết theo Diệp Thần Phong so ngây ngô tại phi dược bộ đội mạnh hơn nhiều, trước đây bọn họ nguyên do lựa chọn tới phi dược bộ đội không phải là muốn biến được càng mạnh sao. Mặc dù đang phi dược bộ đội tốt nghiệp có thể có rất tốt tiền đồ, thế nhưng đối với bọn hắn bốn người mà nói tịnh không quan tâm, bốn người bọn họ gia đình bối cảnh cũng đều không đơn giản ni. Có Hàn Vĩ chở bốn người đi đầu. Rất nhiều phi dược bộ đội thành viên cũng sôi nổi lên tiếng. Ta cũng muốn với ngươi lăn lộn, lão đại, ngươi hãy thu ta đi. Còn có ta cảm thấy theo ngươi có tiền đồ nhiều. Còn có ta. Như thế nhượng hóa đá trung Lâm Trung Hổ tỉnh lại, hoảng hốt nói rằng, Thần Phong, ngươi cũng không thể đủ đào ta chân tường a. Nếu là phi dược bộ đội thành viên toàn bộ theo ngươi đi, ta xem ta người huấn luyện viên này cũng muốn làm chấm dứt. Lâm huấn luyện viên, chúng ta phải đi là chuyện của chúng ta, còn mời không nên một mình can thiệp. Hàn Vĩ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói rằng. Diệp Thần Phong quan sát vài lần Hàn Vĩ bốn người này ngược lại cũng là người tốt mới, thiên hải sự tình trên căn bản là kết thúc. Diệp Thần Phong tiếp qua vài cái tháng cũng chuẩn bị muốn trở lại kinh thành sau hắn tóm lại muốn người hầu, mà hiện tại hắn có thể dùng người thập phần rất ít, trong lòng là thật động đục khoét nền tảng tâm tư. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.